Đi, đi, đương nhiên có thể. Đây là ta phải làm. Nghe vậy người đại diện Lý Tỷ ngay tức khắc nhanh chóng gật đầu nói, chỉ là sau đó hắn rồi lại nhìn không được nhỏ giọng nói. Bất quá Trần tiên sinh, Phi Song hiện tại ở quốc nội coi như là có một chút nổi tiếng, người ái mộ cũng rất nhiều, vì vậy, các người đợi muốn là chuẩn bị đơn độc ra đi ăn cơm, hoặc là làm cái khác chuyện gì, tốt nhất hơi chút ngụy trang một. Lý Tỷ ngươi nói cái gì a? Chớ nói lung tung. Nghe thế Cố Phi Song nhất thời có chút mặt cười đỏ bừng, nhịn không được động tác không nhỏ đạp người đại diện một cước. Đồng sự ngượng ngùng nhìn phía Trần Phi, cúi đầu nhỏ giọng nói bay, Phi ca, người đừng nghe Lý Tỷ nói bậy tám. Thế mà lời của nàng đều còn chưa nói hết, đặt ở LV bên trong sách tay điện thoại di động lại đột nhiên vang lên. Điện thoại. Nhất thời Trần Phi con người màu sắc hơi lóe lóe, ngay cả Cố Phi Song nguyên bản hồng thông thông mặt cười thần sắc cũng trong nháy mắt ngẩn người, sau đó ngay tức khắc trở nên có chút bối rối lên. Hắn lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, nhịn không được kinh hô là đệ đệ ta đánh tới, lẽ nào? Rất hiển nhiên hắn vẫn luôn chưa nhớ trước ở Dubai sân bay, Zitech cho nàng lưu lại WhatsApp. Mà bây giờ, đừng lo lắng, trước nghe điện thoại đi, mà nhưng vào lúc này, Trần Phi vươn một tay khoát lên trên bả vai hắn, vừa cười an ủi, một bên trong con ngươi mặt lướt qua lau một cái thật sâu lãnh ý. Tên kia, không nghĩ tới lại còn thật sẽ động thủ a, thật như vậy không kiêng nể gì cả sao. Cùng lúc đó Cố Phi Song đã nhận nghe điện thoại, còn chưa mở miệng, trong điện thoại truyền đến nhất trung năm giọng nam người khỏe, xin hỏi là Vương Thái Tỷ Tỷ Cố Phi Song nữ sĩ sao? Ta là quốc gia của ta chú Milan Tổng lãnh sự quán nhân viên công tác La Thuyền, thỉnh ngươi bây giờ cần phải rút ra một ít thời gian. Ta chỗ này có chuyện tình cần báo cho biết ngươi. Chú Milan Tổng lãnh sự quán nhân viên công tác. Nghe vậy Cố Phi Song tự nhiên thân thể mềm mại run lên, kinh hô thành tiếng, thậm chí ngay cả trừ ra nắm điện thoại di động tay kia đều tình không điều khiển tự động bưng kín lớn lên miệng. Sau đó mới thấy hắn mạnh mẽ chấn định lại, có chút kinh hoàng hỏi, xin chào. Là tiên sinh, ta là Cố Phi Song, thỉnh, xin hỏi tiểu thái bên kia có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Không sai, cố nữ sĩ người bây giờ hãy nghe ta nói. Nói đến đây bên đầu điện thoại kia La Thuyền giọng đột nhiên trở nên có chút dị dạng. Bởi vì trên thực tế, loại tình huống này vậy chúng ta lãnh sự quán đều sẽ chọn thông chi tương quan người có trách nhiệm trực hệ, mà không phải Cố Phi Song cái này tương quan người có trách nhiệm tỉ tỉ. Nhưng bây giờ, nhưng bởi vì đặc thù nào đó tình huống cụ thể. Bất quá hắn theo còn là chấn định lại, nói là như vậy, đệ ngươi Vương Thái vừa rồi ở Milan cùng người địa phương xảy ra xung đột, hơn nữa có quyền cước xung đột, vì vậy hiện tại đã bị địa phương bót cảnh sát bắt bớ. Đối phương ở Milan rất có năng lực, vì vậy nếu là bọn họ kiên trì muốn khởi tố ngươi lời của đệ, tình huống sợ rằng sẽ thập phần phiền phức. 10. Thập phần phiền phức. Nghe vậy Cố Phi Song trên mặt hoảng loạn càng đậm liệt mấy phần, có chút lắp bắp nói. Không sai. Bên đầu điện thoại kia La Thuyền gật đầu, nói nếu là đối phương kiên trì khởi tố nói, đệ ngươi có thể sẽ ở Italia ngồi tù. Đến lúc đó, hắn tuy rằng không minh bạch, nhưng muốn biểu đạt ý tứ đã cực kỳ rõ ràng. Phải biết rằng, Italia không có thể như vậy quốc nội, nếu là thật ở cái loại địa phương đó ngồi tù, tay lại duỗi thân bất quá đi. Sự tình tựu thực sự khó làm. Cái gì, ngồi tù, Cố Phi Song sắc mặt càng hốt hoảng. Không phải là tiên sinh các ngươi nhất định phải ngẫm lại làm. Theo sát mà hắn thậm chí đều đã mất đi lãnh tính, liên tục hướng về phía điện thoại bên kia khẩn cầu. Nếu đệ nàng thật bởi vì nàng duyên cớ, ở Italia ngồi tù, hắn chân thực không có biện pháp tiếp thu, cũng trong lòng không tiếp thụ được a. Có thể nhưng vào lúc này, một bên Trần Phi lại đột nhiên từ trong tay nàng đoạt đi rồi điện thoại di động, hướng về bên đầu điện thoại kia cực kỳ bình tĩnh mở miệng nói xin chào, xin hỏi là lãnh sự quán đồng chí sao? Nhất thời Cố Phi Song có chút ngẩn ngơ nhìn hắn, nhãn thần xẹt qua một chút ủy khuất cùng hốt hoảng. Không có việc gì. Trần Phi cười an ủi hắn một chút, lại lần nữa hướng về phía bên đầu điện thoại kia vị kia chú Milan Tổng lãnh sự quán nhân viên công tác nói rằng xin chào, ta là Cố Phi Song nữ sĩ bằng hữu. Chúng ta bên này hiện tại đã biết chuyện này, làm phiền đồng chí ngươi trước thay ta các chu toàn một chút, cho chúng ta một ít thời gian. Chúng ta bên này sẽ nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Mà đang nghe điện thoại lời này Trần Phi thanh âm, La Thuyền trước còn ngẩn người, sau đó do dự mà giọng nói nghiêm túc nói tiên sinh, ta xem ngươi cũng là cái người biết, vì vậy ta cũng không với ngươi nhiều vòng quanh.
Antonio gia tộc ở Milan lực ảnh hưởng rất lớn, thậm chí ngay cả trong bót cảnh sát non nửa bộ phận người, đều là cái họ này thị. Vì vậy, chúng ta bên này chân thực bất lực, chuyện này chỉ có thể dựa vào chính các ngươi hoạt động. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, lại mở miệng lần nữa nói rằng mặt khác, ta bên này còn có câu muốn truyền đạt cho các ngươi, là đến từ Antonio gia tộc một cái gọi Bruce tên. Hắn nói, nếu cố phi xong nữ sĩ muốn đệ đệ mình bình an nói, tự tốt nhất nghĩ rõ ràng, sau đó trở lại Dubai đi tìm một cái tên là Di Tết người Ý. Hắn là nói như vậy. Nghe vậy Trần Phi trong con ngươi hàn mang lóe lên, chậm rãi hỏi. Không sai, hắn đúng là nói như vậy, hơn nữa. Hắn nguyên thoại có thể có chút không tốt lắm nghe. Bên đầu điện thoại kia La Thuyền bất đắc dĩ nói. Được rồi, ta đã biết. Vậy ta đây biên tự cúp điện thoại trước. Nghe thế Trần Phi trong con ngươi lệ khí không khỏi nặng hơn mấy phần, sau đó từ cúp điện thoại. Phi ca, đệ ta hắn. Thẳng đến lúc này cố phi xong mới dám mở miệng nói rằng. Vẻ mặt hốt hoảng nói. Yên tâm đi, không có việc gì. Ta gọi điện thoại. Thế mà Trần Phi lại trực tiếp đưa tay đem lời của nàng cắt đứt. Sau đó ngay hắn vỗ vỗ lên bả vai, ý bảo thực sự không có việc gì. Lúc này mới theo sát mà lại lấy ra điện thoại di động của mình, bấm người kia điện thoại. Rất hiển nhiên hắn cái này mở điện nói không phải là đánh cho người khác, mà là có Pierce bá tước. Làm Italia Thánh La Lan tập đoàn hiện giữ người chấp trưởng. Kỳ phía sau to lớn hơn mafia gia tộc Thánh La Lan hầu tước huyết tộc, Pierce tuyệt đối là tập đoàn trên dưới không thể nghi ngờ vương. Chuyện này nhường hắn đến xử lý hẳn là so với Brett gia tộc thích hợp hơn. Nga tương đương thân ái Trần, không biết có cái gì có thể vì ngươi ra sức sao. Mà ở điện thoại chuyển được sau, Pierce hơi có chút lúng túng thanh âm vang lên. Về phần hắn vì sao biết có chút xấu hổ, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu tạm thời còn không có chú ý tới điểm ấy chi tiết nhỏ. Pierce bá tước, thực sự là xin lỗi, ta bên này khả năng lại có một số việc mà khả năng làm phiền ngươi. Ngươi biết Antonio gia tộc và Blevick gia tộc sao? Chỉ thấy Trần Phi trầm giọng, chậm rãi mở miệng nói. Antonio gia tộc và Blevick gia tộc. Mà đang nghe Trần Phi trong giọng nói lãnh ý cùng với hắn nhắc tới hai gia tộc kia tên, bên đầu điện thoại kia Pierce bá tước nhất thời sắc mặt hơi nghiêm túc. Thanh âm có chút trịnh trọng nói Blevick là chúng ta Thánh La Lan gia tộc phụ thuộc gia tộc, Antonio hình như là Milan một cái tiểu gia tộc đi. Thế nào, thân ái Trần, đám kia ngu xuẩn không có mắt trêu chọc đến ngươi. Làm Italia năm đại mafia một trong những gia tộc, Thánh La Lan gia tộc tự nhiên không thiếu hụt ưu khuyết không đồng nhất nước phụ thuộc, người theo đuổi, Blevick gia tộc chính là một cái trong số đó. Bất quá cần gia tộc ở Thánh La Lan gia tộc đông đảo phụ dòng gia tộc trong cũng không hiện lên lợi hại, trái lại cực kỳ bình thường. Vì vậy ngay cả Pierce hiện nay đều có thể đủ làm được bao quát đối phương. Mà bây giờ, đám kia ngu xuẩn là không có mắt trêu chọc phải thân ái Trần sao? Nga tương đương đám này lẳng lơ nuôi ngu xuẩn, thật mẹ thành sự chưa đủ bại sự có thừa. Là như vậy, ta có cái bằng hữu đệ đệ ở Italia Milan lưu học học bài, là Vương Thái. Bất quá hắn vừa rồi lại đừng cảnh sát bắt lại, lý do là cùng một cái dân bản xứ chuyện gì xảy ra xung đột. Làm phiền ngươi giúp ta điều tra một chút chuyện này đi, nếu là sai thật ở chúng ta, vậy coi như ta không có đánh quá cú điện thoại này, nên làm như thế nào liền làm như thế đó, cần phải vâng, là một ít người muốn ỷ thế hát yêu ta người nói, ngươi ứng với cần biết phải làm sao đi. Trần Phi nói rằng, thân ái Trần, ta minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ngươi yên tâm. Cho ta 5 phút đồng hồ thời gian, một có kết quả ta lập tức liền cho ngươi đáp lời. Nghe vậy nhất thời Pierce bá tước con ngươi lạnh lẽo nói. Đến bây giờ hắn rốt cuộc biết vì sao trước cùng hắn như vậy hòa hòa khí khí hoa hạ Trần, hiện tại cùng hắn điện thoại trò chuyện tình hình đặc biệt lúc ấy như thế giọng nói táo bạo, thậm chí chíp bông đâm đâm. Loại sự tình này mà hắn coi như là dùng cái mông muốn, cũng khẳng định đoán được là có chút tên không có mắt. Ỷ thế hát yêu ta người trêu chọc phải Trần bằng hữu đệ đệ trên người. Thậm chí có thể còn có thể là bị liên lụy. Tốt lắm, vậy thì thật là đa tạ ngươi. Pierce bá tước, nếu không ta bên này cúp điện thoại trước. Nghe vậy Trần Phi nói cảm ơn. Vân vân chờ đã. Có thể Pierce nhưng đột nhiên đưa hắn ngăn lại, có chút xấu hổ, có chút Trần chờ chậm rãi nói cái kia, cái này. Thân ái Trần, kỳ thực ta bên này còn có chuyện mà muốn nói cho ngươi biết. Chính là trước ngươi xin nhờ ta xử lý sự kiện kia mà, hiện tại. Khả năng thoáng sẽ có chút phiền phức.
nói như thế nào? Nghe vậy Trần Phi ngẩn người, bởi vì phải biết mà chống đỡ Phương Thánh La Lan gia tộc hàng đầu, danh hào, coi như Anh Quốc Steven gia tộc tiểu tử kia họ Steven, đứng sau lưng yêu thi Đức gia tộc, cũng có thể không cần thiết cự tuyệt. Hoặc là nói là đối phương cũng sẽ không đơn giản để chút chuyện nhỏ này mà cự tuyệt bọn họ đi. Nhưng bây giờ, xin lỗi, ta trước quả thực cũng thật không ngờ, nhưng bây giờ, khi ta liên lạc với Steven gia tộc tiểu tử kia lúc, lại bị báo cho biết Trần ngươi mong muốn chỉ kia vòng ngọc tử, hình như bị yêu thi Đức gia tộc một vị nguyên lão lấy mất. Bên đầu điện thoại kia Pierce bá tước sờ sờ trên trán vô ý thức nhô ra mồ hôi lạnh, giải thích. Phải biết rằng đây chính là yêu thi Đức gia tộc, như vậy mafia đại gia tộc nguyên lão, tối thiểu cũng muốn công tước cường giả mới có tư cách đảm đương, cao quý vô thượng. Hắn một đám nho nhỏ nhị lưu mafia gia tộc bá tước huyết tộc, tự nhiên không có can đảm đi chỗ đó loại đại nhân vật trong tay muốn đổ vật. Yêu thi Đức gia tộc nguyên lão, công tước sao? Nghe vậy Trần Phi cũng rất hiển nhiên sững sờ một chút, trần chờ nói. Không nghĩ tới chuyện này cư nhiên như thế trăm vòng ngàn gảy, lấy như thế nửa ngày, tựa hồ lại lần nữa trở nên phiền phức tạp rất nhiều. Không sai, là được tước, thân ái Trần, ta nghĩ ngươi nên biết yêu thi Đức gia tộc cái loại này tồn tại. Là tự ngay cả chúng ta Thánh La Lan gia tộc đều trêu chọc không nổi, chớ nói chi là còn là một vị vĩ đại mà lại cao quý chính là công tước, vì vậy. Thân ái Trần, thực sự là xin lỗi, chuyện này ta sợ rằng không giúp được ngươi. Pierce bất đắc dĩ nói. Không có việc gì, ta có thể lý giải, kỳ thực ngay cả tự ta đều không nghĩ tới, chuyện này cư nhiên sẽ phức tạp như vậy, phiền toái như vậy. Bất quá ngươi có thể nói cho ta biết. Lấy đi ta mong muốn món đó ngọc khí vị kia yêu thi Đức gia tộc nguyên lão, là vị nào sao? Nghe vậy Trần Phi cười lắc đầu, còn nói thêm. Lẽ nào ngươi còn muốn? Nghe được Trần Phi lời này, bên đầu điện thoại kia Pierce bá tước đều không kiềm hãm được con ngươi rụt một chút, bởi vì hắn chân thực không cách nào tưởng tượng đối phương đến tột cùng là có nhiều con bài chưa lật. Cứ nhiên ở biết rõ đối phương là một vị yêu thi Đức gia tộc nguyên lão. Là như vậy một vị tôn kính mà lại cao quý chính là công tước đại nhân dưới tình huống, lại vẫn không chuẩn bị buông tha. Chẳng lẽ là bởi vì Brett gia tộc? Ý niệm như vậy ở trong mắt hắn xoay một chút, sau đó lại bị hắn lắc đầu, thanh trừ đi ra ngoài. Theo sát mà chỉ thấy hắn nghiêm trang giọng nói nghiêm túc nói căn cứ ta lấy được tin tức, đối phương vị kia, tựa hồ là yêu thi Đức gia tộc năm đại nguyên lão bài danh chí ít trước ba Hắc Long bóp mạc tư nhân công tước đại nhân. Hắc Long bóp mạc tư nhân. Lúc này nếu là có quen thuộc Âu Châu Hắc Ám thế giới hoặc là huyết tộc người ở đây, tất nhiên sẽ nhìn không được sợ hãi cây Iota sợ ra. Bởi vì, này Hắc Long bóp mạc tư nhân, thế nhưng một vị yêu thi Đức gia tộc nhân vật truyện kỳ. Vô luận là kỳ thực lực hay hoặc là hung ác bản tính, đều cường đến làm người ta giận sôi, làm người ta sợ. Vật kia, cư nhiên bị hắn lấy mất. Hắc Long bóp mạc tư nhân. Rất hiển nhiên đây là một cái nghe cũng rất bá khí tên, nhất là ở yêu thi Đức gia tộc như vậy khổng lồ quái vật lớn trong, dám dùng như vậy xưng hô, đối mặt toàn bộ Âu Châu thậm chí toàn thế giới hắc ám thế giới cường giả, nếu không có mấy phần tự tin cùng thủ đoạn, ai dám làm như vậy. Vì vậy nghe vậy dù là Trần Phi cũng không nhìn được hơi hé mắt, cũng không biết cái này cái gọi là Hắc Long bóp mạc tư nhân, cùng trước hắn làm thịt đao phong sách hay là vâng đặng gia tộc lão đầu, đến tột cùng ai mạnh ai yếu ni. Ai, việc này lại thay đổi có chút phiền phức, theo sát mà hắn nhìn không được hơi đúng thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Hắn không rõ đối phương cái loại này phương Tây lão gia này vì sao biết coi trọng bọn họ cổ hoa hạ tu chân cường giả lưu lại đồ vật, theo lý thuyết, đồ chơi này không phải là hẳn là đối với bọn họ vô dụng sao. Nhưng bây giờ đây cũng coi là tình huống gì, ai, thực sự là, ngẫm lại Trần Phi cũng có chút đầu đau. Thân ái Trần, bất quá nhưng vào lúc này. Từ lời kia đồng nội lại truyền tới Pierce bá tước chậm chạp thanh âm. Chỉ thấy kỳ do dự một hồi, vẫn là cắn răng mở miệng nói rằng. Thân ái Trần, ngươi nên biết, ta chỉ là Thánh La Lan gia tộc một cái nho nhỏ bá tước, mà vĩ đại, cao quý chính là công tước đại nhân cái loại này trình tự, với ta mà nói chân thực quá xa vời, cũng thật đáng sợ. Vì vậy ta cho rằng, nếu vật kia không phải là quá mức trọng yếu nói, còn là buông tay đi. Dù sao cái loại này vĩ đại mà lại cao quý chính là tồn tại, chúng ta chỉ có ngưỡng vọng, như thế nào dám mạo hiểm phạm. Nói, Pierce bá tước đem bản thân trong nội tâm ý tưởng chân thật nhất thấu lộ ra. Dù sao ở huyết tộc thế giới nội đẳng cấp quan niệm quả thực lành lạnh,
vô luận là yêu thi đức gia tộc quý vi mafia đại gia tộc, vì vậy so với phía sau hắn thánh la lan gia tộc cường rất nhiều, hay là đối phương đây chính là một vị vĩ đại mà lại cao quý chính là công tước đại nhân, bá tước, hầu tước, công tước. Đủ so với hắn cao hơn hai cái đại cảnh giới, hoàn toàn là hắn Pierce chỉ dám ngưỡng vọng tồn tại, vì vậy, hữu khởi dám, há có tư cách mạo phạm cùng trêu chọc. Tôn kính Pierce, người yên tâm đi, ta có mình cân nhắc. Trần Phi tự nhiên cũng đã hiểu hảo ý của đối phương, mở miệng cười nói rằng. Chỉ là hắn lời này, lại không còn có đề cập đến về món đó ngọc khí, cùng với vị kia yêu thi đức gia tộc nguyên lai Hắc Long bóp mạc tư nhân nội dung, khiến bên đầu điện thoại kia Pierce trầm mặc hồi lâu. Nga, thân ái Trần, có thể ngươi so với ta trước phỏng đoán còn muốn thần bí rất nhiều. Hồi lâu sau, bên đầu điện thoại kia Pierce mới lắc đầu, miễn cưỡng bài trừ một nụ cười sáng lạng nói máu tổ ở trên, hy vọng hết thảy đều sẽ là kết quả tốt. Vậy nếu không ta bên này tự cúp điện thoại trước, yêu thi đức gia tộc sự kiện kia mà ta giúp không được gì, có thể Antonio cùng Blevick gia tộc. Bọn họ còn không có can đảm ở ta Pierce, ở chúng ta thánh La Lan gia tộc trước mặt càn rỡ. Chuyện này ta sẽ nhường bọn họ xuất ra một cái trả lời thuyết phục. Vậy được, làm phiền ngươi Pierce bá tước. Nghe vậy Trần Phi vừa cười vừa nói. Thân ái Trần, ngươi chân thực quá khách khí, bản tới đây chính là nhất kiện chuyện rất nhỏ. Đợi liên hệ, có thể nghe nói Pierce nhưng có chút xấu hổ. Dù sao Trần Phi chân chính cần hắn làm sự tình, hắn lại bất lực, trái lại chỉ có thể ở loại chuyện nhỏ này mặt trên thao quan tâm. Điều này làm cho trong lòng của hắn chân thực có dũng khí không nói được tư vị. Tốt xấu hắn Pierce cũng là vị cao quý chính là Thánh La Lan gia tộc bá tước, toàn cầu tứ đại xa xỉ phẩm tập đoàn một trong trưởng khống giả đi. Có thể không ngại đối phương chân thực quá khủng bố, là vị kia yêu thi đức gia tộc nguyên lão Hắc Long bóp mạc tư nhân đại nhân. Nghĩ đến đây, hắn kìm lòng không đậu trong lòng có chút biệt khuất, đồng thời cũng đúng Antonio cùng Blevick gia tộc đám kia ngu xuẩn hận lên mấy phần. Chỉ ngươi các đám phế vật này, cũng dám trêu chọc Trần cái loại này thần bí mà lại cường đại người Hoa, là trong mắt vừa được cái mông lên rồi sao? Thực sự là ngu xuẩn, không biết tự lượng sức mình. Bay, Fika, người vị bằng hữu kia ở Italia là làm cái gì? Hắn thật có biện pháp cứu người đệ đệ ta sao? Mà đang ở Pierce bá tước bên kia cúp điện thoại sau, Cố Phi song nhịn không được khẩn trương hỏi. Nữ nhân vốn là dễ dàng hơn khẩn trương một ít. Chớ nói chi là Cố Phi song lúc đầu lá gan rất nhỏ. Vì vậy mặc dù hiện tại Trần Phi vẫn an ủi hắn không có việc gì, có thể hắn vẫn là không nhịn được có chút bối rối, sợ đệ đệ nàng đã bị bản thân liên lụy ra chuyện. Làm cái gì? Thế mà vấn đề này lại làm cho Trần Phi hơi có chút phạm vào khó khăn, bởi vì hắn cũng không biết Cố Phi song có hay không có nghe qua bỉ nhĩ tư tên. Hơn nữa, luôn không khả năng nhường hắn trực tiếp nói cho nàng biết. Hắn bây giờ tìm người là Italia năm đại mafia một trong những gia tộc Thánh La Lan gia tộc bá tước, hiện giữ Thánh La Lan tập đoàn trưởng khống giả Pierce, nói như vậy đi ra luôn cảm giác có chút kỳ kỳ quái quái. Mà ở thấy tình cảnh này, Lý Tỷ nhất thời rất có nhãn lực kính nhi đá Cố Phi xong một cước. Rất hiển nhiên hắn đã nhìn ra, Trần Phi là có chút quấn quýt trả lời vấn đề này, vì vậy tốt nhất đừng đánh phá xa hoa hỏi đáy tương đối khá. Rồi hãy nói, loại chuyện này vô luận Trần tiên sinh là cho hắn Italia vị bằng hữu kia gọi điện thoại, cũng khẳng định so với các nàng như bây giờ cùng chỉ con ruồi không đầu tựa như tốt hơn nhiều. Dù sao đây chính là liên hương cảng năm đại hào môn một trong mã gia, đều ở đây trước mặt đối phương dễ bảo, run rẩy hiển hách Trần tiên sinh a. Như vậy đại nhân vật, kỳ có năng lượng, căn bản cũng không phải là bọn họ loại tiểu nhân vật này có thể chất vấn. Bay, Fika xin lỗi, ta không phải là hoài nghi ngươi. Chỉ là ta. Mà ở bị người đại diện Lý Tỷ đá như thế một chút sau, Cố Phi xong cái này mới rốt cục có chút kinh ngạc phản ứng kịp, tùy theo mặt cười hơi hoảng hốt, thập phần khẩn trương hướng về Trần Phi nói xin lỗi. Yên tâm đi, thật không có chuyện gì. Ta bằng hữu kia ở Italia thân phận có chút đặc thù, cho nên nói đi ra các ngươi cũng có thể không biết. Hơi chút chờ một lát đi, một hồi hẳn là tự có tin tức. Thế mà nghe vậy Trần Phi lại lắc đầu. Còn cố ý giải thích một chút, ý bảo bọn họ trước ở bên cạnh hơi chờ một chút đối phương hành động đi. Cùng lúc đó, Italia Milan, một khổng lồ mà lại lực lượng kinh người lặng lẽ mà lại nhanh chóng tịch quyền cái này cả tòa thành thị. Làm Italia hắc ám thế giới năm đại mafia một trong những gia tộc, Thánh La Lan gia tộc có nội tình cùng thực lực, tuyệt đối là không thể nghi ngờ,
ngay cả phía chính phủ đều đối với bọn họ kính nhi viễn chi, chớ nói chi là hiện tại vẻn vẹn chỉ là tìm hiểu một ít tin tức. Từ có chút phương tiện mà nói, coi như là Italia an ninh quốc gia cục, ở Italia, sợ rằng hiệu suất đều không cần thiết có thể so với những này mafia gia tộc cao. Bởi vì bọn họ mới là mảnh đất này trong bóng tối chân chính ông vua không ngai. Chỉ là gần 10 phút, về cố phi xong đệ đệ ở Milan cùng địa phương một kẻ lưu manh xung đột đánh nhau, lại bị cấp tốc bắt được bót cảnh sát, cùng với chuyện này phía sau ẩn giấu cong cong từng đạo, hầu như đã hoàn toàn hiện ra đến rồi Pierce trước mặt. Cả chuyện đơn giản chính là di tích khắp nơi Trần Phi ăn nghẹn, sau đó chân thực không nín được trong nội tâm lửa giận, liền ăn thông bản thân biểu đệ Bruce Antonio, tùy thời trả thù, bày trận này cục, vận dụng Antonio gia tộc ở Milan lực ảnh hưởng, đem cố phi xong đệ đệ Vương Thái bắt, lấy cái này đến áp chế người trước đi vào khuôn khổ. Trinh trùng trên não phế vật. Mà Pierce bá tước ở xem xong rồi chuyện này toàn bộ trải qua sau, nhất thời nhìn không được chửi ầm lên một tiếng, trong mắt lộ ra một tia sát khí, hướng đã đem di tích cùng với Bruce bắt lại, bọn họ thánh La Lan gia tộc Dubai người phụ trách gọi điện thoại, thản nhiên nói đem hai cái ngu xuẩn cho ta ném tới hải lý này cá mập. Còn có, cho ta nhượng Antonio cùng Blevick gia tộc đều nhớ lâu một chút, để cho bọn họ nhớ kỹ cho ta, hắn mà không phải là tùy tùy tiện tiện người nào. Bọn họ đám này ngu xuẩn đều có thể đủ trêu chọc nổi. Nguyên lai di tích cùng Bruce sớm bị người của bọn họ bắt, ở nơi này gần 10 phút nội. Vâng, Pierce bá tước, bên đầu điện thoại kia truyền đến một đạo thanh âm cung kính. Nghe nói như thế, Pierce bá tước cúp điện thoại, sau đó do dự một chút lại bấm một người dãy số, chuyển được sau chậm rãi nói này, là ta, Pierce. Hiện tại ngay tức khắc cho ta sửa sang một chút tập đoàn kỳ dưới mấy cái đỉnh cấp nhãn hiệu nữ người phát ngôn đương kỳ, cho ta đem các nàng toàn bộ thay đổi, đổi thành hoa hạ một cái tên là cố phi song nữ minh tinh. Thập, cái gì, Pierce đại nhân, ngươi là nghiêm túc, ta nói vị kia ta hình như có chút ấn tượng, hắn ở quốc tế trên cũng không có gì nổi tiếng, hơn nữa, hiện tại chúng ta nếu trên đường đổi nhân, sẽ cần tiền trả rất lớn một khoản vi ước kim. Bên đầu điện thoại kia người nọ rất hiển nhiên ngẩn người, nói. Ngươi nghĩ ta là ở thương lượng với ngươi, còn là nói, ngươi là đang chất vấn quyết định của ta, bầy duy kỳ. Có thể nghe nói, Pierce bá tước thanh âm lại một lần tử trầm xuống. Không, không dám, tôn kính Pierce bá tước đại nhân, ngươi biết, ta không phải là ý đó. Nghe vậy bên đầu điện thoại kia người nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng, lắp bắp nói. Nghe vậy Pierce bá tước thanh âm còn là rất lạnh, nhưng vẫn là hơi chút giải thích một chút, ý có điều chỉ nói không dám vậy lập tức chiếu ta nói đi làm, ngươi là nghĩ chúng ta thánh La Lan tập đoàn rất thiếu tiền. Hay là ta Pierce óc có chuyện, đột nhiên mạc danh kỳ diệu làm loại sự tình này mà. Cái này, ta, vâng, Pierce đại nhân, ta hiểu được, ta ngay tức khắc đi làm. Nghe vậy bên đầu điện thoại kia người nọ sửng sốt nửa ngày, hình như rốt cục phản ứng kịp chút gì, nhất thời giọng nói nghiêm. Nghiêm túc bảo đảm nói. Đúng vậy, bọn họ Thánh La Lan tập đoàn căn bản cũng không thiếu tiền, vì vậy vi ước kim nhằm nhò gì a? Mà Pierce bá tước đại nhân sở dĩ đột nhiên sẽ làm như vậy, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, nhất định là có cái gì thâm ý, có thể còn liên lụy đến một vị kinh người đại nhân vật hoặc thế lực. Cùng cái loại này tồn tại so với, tiền tựu nhằm nhò gì, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nghĩ đến đây, bên đầu điện thoại kia người nọ lại không dám trì hoãn. Đầu đầy mồ hôi, đem một đám điện thoại cấp tốc mà lại thật nhanh gọi đi ra ngoài. Mà đang ở một lát sau Trần Phi nhận được Pierce bá tước điện thoại. Người sau xin lỗi nói rằng xin lỗi, thân ái Trần, ta vì chuyện này cảm thấy xấu hổ cùng sỉ nhục. Hai cái ngu xuẩn đã bị ta gọi là người ném hải lý này cá mập, bằng hữu người đệ đệ hiện tại cũng đã bị phóng ra, đồng thời Antonio cùng Blevick gia tộc người phụ trách, sẽ phải tự mình chạy đi bót cảnh sát xin lỗi. Này cá mập, được rồi, chuyện này đa tạ ngươi, tôn kính Pierce, chờ ngày nào đó ta nữ Italia đùa thời gian, chúng ta lại cùng nhau ăn cơm. Nghe vậy Trần Phi ngẩn người, chợt bất đắc dĩ lắc đầu cười cười nói. Hắn quả thực không nghĩ tới đối phương lại trực tiếp hạ thủ cứ như vậy hắc. Bất quá tên kia coi như là trừng phạt đúng tội. Đương nhiên, ta sẽ vẫn đang mong đợi ngày đó. Nghe vậy Pierce vừa cười vừa nói. Sau đó hai người cúp điện thoại. Cúp điện thoại sau Trần Phi hơi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng sự tình làm xong. Phi ca, thế nào? Hẳn là không có chuyện gì đi. Mà ở nhìn thấy Trần Phi cúp điện thoại,
Cố Phi Song nhịn không được khẩn trương nhỏ giọng hỏi. Ngón tay Ngọc Toàn thật chặt. Không có chuyện gì, đệ đệ ngươi hiện tại cũng đã được thả ra. Đến mức ngoại quốc lão, ngươi cũng có thể yên tâm, về sau hắn hẳn là không bao giờ nữa sẽ đến dây dưa ngươi, bởi vì ngươi sẽ không còn được gặp lại, Trần Phỉ yên lặng ở trong lòng bổ sung một câu. Thực sự, vậy thì tốt quá. Nghe vậy Cố Phi Song mạnh mặt cười thần sắc vui vẻ, hiện ra thần sắc kích động, mà nhưng vào lúc này hắn điện thoại còn theo vang lên. Hắn lập tức đem điện thoại di động lấy ra nữa vừa nhìn, phát hiện điện báo biểu hiện trên chính là đệ đệ hắn dãy số, rất hiển nhiên hơn phân nửa chính là trước vị kia chú Milan tổng lãnh sự quán nhân viên công tác đánh tới. Cố Phi Song ngay tức khắc nhận nghe điện thoại, sau đó nói này, xin chào, xin hỏi là La Thuyền La tiên sinh, là ta. Thỉnh đệ đệ ta tiểu thái hắn, hiện tại thế nào? Ha ha, đã không sao. Không nghĩ tới Cố tiểu thư các ngươi ở Italia lại có lớn như vậy năng lượng, thực sự là ngoài dự đoán mọi người a, chúng ta bên này cũng không cần phí sức. Ta hiện tại đang ở Milan bót cảnh sát, vừa rồi nơi này cục trưởng đã nói cho ta biết, đang ở làm cho thả vương tiên sinh kế phỏng chừng lại qua mấy phút ta là có thể nhìn thấy hắn. Hơn nữa, ngay trước một phút đồng hồ ta còn phân biệt nhận được đến từ Antonio cùng Blevich gia tộc người phụ trách điện thoại. Bọn họ hiện tại đang ở hướng bót cảnh sát tới rồi, muốn đích thân hướng vương thái tiên sinh nói khiểm. Bên đầu điện thoại kia vị kia chú Milan tổng lãnh sự quán nhân viên công tác thái độ, rất hiển nhiên so với trước nhiệt tình cùng câu nệ rất nhiều. Không có biện pháp a, dù là hắn làm hoa hạ chú Milan tổng lãnh sự quán nhân viên công tác, bình thường coi như là thấy qua đại quen mặt. Trải qua sóng to gió lớn chính là nhân vật, hiện tại cũng bị ngày hôm nay chuyện này lại càng hoảng sợ, bị rung động nhất tháp hồ đồ. Dù sao ngắn ngủi này không được 20 phút, đối phương cư nhiên cũng đã cách mở mang đại hải, làm xong xa ở Italia như thế nhất kiện đại sự. Phải biết rằng Antonio cùng Blevich gia tộc đều không có thể như vậy nói chơi, người trước tại đây Milan chính mình hiển hách lực ảnh hưởng ôn tồn uy, người sau càng so với người trước tăng thêm sự kinh khủng cùng cường đại gia tộc. Thuộc về Thánh La Lan tập đoàn Pura đạt nhãn hiệu kỳ dưới. Mà bây giờ, hai nhà này cường đại gia tộc người phụ trách, cư nhiên sẽ bởi vì một hồi hiểu lầm, bắt một người hoa, mà tự mình chạy tới bót cảnh sát xin lỗi. Chỉ là ngẫm lại, hắn La Thuyền đã cảm thấy có chút say xe. Mà đến nơi đây hắn cuối cùng cũng nhận thức đến, nguyên lai lúc này cùng hắn trò chuyện vị nữ sĩ này, đúng là một vị chính mình khổng lồ như vậy năng lượng đại nhân vật. Tự nhiên đều có thể đủ đưa tay đưa đến hải ngoại, đưa đến Italia. Không, không có chuyện gì sao. Mà đang nghe đối phương người kia nói, rất hiển nhiên Cố Phi Song cũng mạnh lại càng hoảng sợ. Sau đó khi nàng nghe được đối phương nói, Antonio cùng Blevich gia tộc người phụ trách, lúc này cư nhiên ở tự mình hướng bót cảnh sát tới rồi, muốn đi gặp đệ đệ hắn xin lỗi lúc, hắn càng nhìn không được có chút hôn mê, một đôi kiếm được hai mắt thật to gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Bên trong toàn bộ đều là bất khả tư nghị cùng sùng bái. Phải biết rằng hắn mặc dù chỉ là cái tiểu minh tinh, tiểu diễn viên, có thể giành mạch từng câu, có thể một chiếc điện thoại tự có thể làm được loại sự tình này mà người, là có kinh khủng bực nào, cường đại dường nào, cỡ nào có năng lượng. Chớ nói chi là bây giờ đối với phương còn là Antonio cùng Blevich gia tộc, như vậy Italia Milan bản thổ cường đại gia tộc, đây quả thực, quả thực. Quả thực chính là thật lợi hại. Không có chuyện gì, không có việc gì trước hết cúp điện thoại đi, nói không chừng đợi đệ đệ ngươi tự muốn gọi điện thoại tìm ngươi. Thấy tình cảnh này, Trần Phi vừa cười vừa nói. Không có biện pháp, Pierce ở Italia là thân phận gì, địa vị gì. Loại chuyện nhỏ này, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay, tùy tùy tiện tiện. Nga, Nga, tốt lắm, ta đây cúp trước, là tiên sinh cảm ơn ngươi, ta bên này tự cúp điện thoại trước. Nghe vậy Cố Phi Song ngay tức khắc nói như vậy, cúp điện thoại. Trần tiên sinh, người thực sự là thật lợi hại, cư nhiên ngay cả Italia đều chính mình năng lượng lớn như vậy. Dù sao, đây chính là Thánh La Lan tập đoàn kỳ hạ Blevich gia tộc, bọn họ ở Italia thế nhưng chính mình rất lớn lực ảnh hưởng. Mà ở thấy tình cảnh này, coi như Cố Phi Song không nói, người đại diện Lý Tỷ cũng rất hiển nhiên đã từ trước Cố Phi Song trò chuyện trong, biết chuyện bên kia đã giải quyết rồi. Vẻ mặt gây ết yêu ta sợ nhìn chằm chằm Trần Phi xem. Trên thực tế, lúc đầu ở trong mắt nàng trước còn cho rằng, coi như Trần Phi Trần tiên sinh nhiều bước nữa, cũng không có khả năng đưa tay đưa đến Italia cái loại này nước ngoài đi thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
chớ nói chi là đối phương còn là Antonio cùng Blevitt cái loại này Italia Milan bản thổ cường đại gia tộc, nhưng bây giờ. Trần Phi không chỉ có một trận điện thoại đã đem sự tình giải quyết rồi, còn cũng chỉ dùng như thế một chút xíu thời gian. Dĩ nhiên, hắn hiện tại cũng không biết, ở trong mắt nàng thập phần cường đại Antonio cùng Blevitt gia tộc, người phụ trách của bọn họ, hiện tại cũng còn như là liều mạng vậy hướng Milan bót cảnh sát đuổi, chạy đi cho cố phi xong đệ đệ Vương Thái xin lỗi. Cái này nếu là bị hắn biết, không chừng sẽ giật mình đến cái dạng gì. Cũng không có gì, ta vừa vặn có mấy người bằng hữu ở Italia lẫn vào cũng không tệ lắm. Nghe vậy Trần Phi cười cười, cũng không quá giải thích thêm. Loại sự tình này mà còn là khiêm tốn một chút tương đối khá đi, ha ha ha. Phi ca, thực sự là quá cảm ơn ngươi, nếu không lời của ngươi, chủ yếu là đệ đệ ta theo ta quan hệ tốt, hơn nữa cô ta bọn họ cũng đối với ta rất tốt, vì vậy. Thấy tình cảnh này cố phi xong cũng triệt để thả khẩn trương trong lòng, có chút ngượng ngùng hướng về Trần Phi nói rằng. Bởi vì nàng vừa rồi quả thực biểu hiện quá khẩn trương, cùng quá không tin người. Ngươi cùng ta khách khí như vậy làm gì? Nghe thế Trần Phi nhìn không được khoát tay áo, vừa cười vừa nói. Mà đang lúc bọn hắn bên này bầu không khí rốt cục có điều hòa hoãn sau khi xuống tới, ở đại dương một chỗ khác, Italia Milan bót cảnh sát ngoại, vừa đưa cố phi xong đệ đệ Vương Thái đi ra ngoài vị kia chú Milan tổng lãnh sự quán nhân viên công tác la thuyền, cùng với người trước, đang bị bọn họ lúc này trước mắt phát sinh một màn này sợ ngây người. Chỉ thấy hai vị kia ở trong mắt bọn hắn. Nguyên bản hẳn là cả rú lấp miệng em, cao cao tại thượng, tài trí hơn người Antonio cùng Blevitt gia tộc người phụ trách. Hai người bọn họ lúc này lại vẻ mặt thần sắc, run run đứng ở Vương Thái trước mặt, điên cuồng xin lỗi, hơn nữa bọn họ lúc này càng khẩn trương hình như liên trên cổ áo đều làm ướt, dùng trong tay khăn tay vẫn càng không ngừng lướt qua. Tôn kính Vương Thiên Sinh, là chúng ta Antonio gia tộc có mắt như mù, Bruce tên kia thực sự là mù mình mắt chó, mạo phạm đến ngươi. Đối với lần này chúng ta cảm thấy sâu đậm xin lỗi cùng tự trách. Vì biểu kỳ gia tộc bọn ta chân thành xin lỗi, đây là một điểm nhỏ tiểu tâm ý, còn xin ngươi nhận lấy. Đầu tiên là vị kia Antonio gia tộc người phụ trách run rẩy mở miệng, lấy ra một chương chói mắt chi phiếu. Mà lên mặt viết chữ số, Vương Thái loại này thiếu niên vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua tự hôn mê, đầu lưỡi có chút phát cuốn, run lên nói 100 vạn. Chỉ thấy chi phiếu kia phía trên chữ số, rõ ràng là một mặt sau theo 6 số 0. Hơn nữa cái này còn không phải là người nào dân tiền, mà là, đồng euro. Còn có chúng ta, tôn kính Vương Tiên Sinh, để giải trừ giữa chúng ta hiểu lầm, cùng với biểu đạt chúng ta Blevitt gia tộc phụ chân thành nhất áy náy. Đây là chúng ta Blevitt gia tộc tín vật, từ đêm nay sau, ngươi liền là chúng ta Blevitt gia tộc phụ thân mật nhất bằng hữu. Mà Blevitt gia tộc người phụ trách càng tung một cái bom. Blevitt gia tộc tín vật, thân mật nhất bằng hữu. Nghĩ đến đây nói vô luận là Vương Thái hay hoặc là La Thuyền cũng không nhịn được óc chóng mặt, hai mặt nhìn nhau. Nhất là người sau, tuy rằng hắn sớm biết tin tức này, nhưng vấn đề là, đối phương hiện tại loại thái độ này có đúng hay không có điểm, có đúng hay không có điểm quá. Mà Vương Thái tức thì bị sợ cùng rung động không muốn. Bởi vì hắn biết rõ gia đình của mình, vẻn vẹn chỉ là cái loại này thông thường tiểu khang gia đình, vì vậy đừng nói là làm đối phương hai vị này cũng như trận chiến này chiến hiển hách, thấp thỏm lo âu, coi như vẻn vẹn chỉ là muốn đưa tay đưa đến cái này đại dương bỉ ngạn Italia Milan đến, đều hoàn toàn không có khả năng. Lẽ nào là bởi vì hắn đường tỷ? Có thể, thế nhưng cái này cũng không quá hiện thực đi. Bởi vì hắn biết hắn đường tỷ coi như bây giờ là minh tinh. Cũng không có khả năng có lớn như vậy năng lượng a. Dù sao ở đối phương cái loại này Italia bản thổ bằng đại gia tộc trong mắt, cái gì minh tinh, sợ rằng cùng người thường không khác nhau nhiều. Chớ nói chi là hắn đường tỷ còn là hoa hạ minh tinh, mà không phải Italia. Cái kia, cái này, tôn kính Vương Tiên Sinh, ngươi nghĩ thành ý của chúng ta thiếu sao? Ngươi yên tâm, cái này đều có thể thương lượng, nếu không, 300 vạn. Mà nhưng vào lúc này, Antonio gia tộc người phụ trách gặp Vương Thái lâu như vậy đều không nói lời nào, còn tưởng rằng đối phương không hài lòng, ngay tức khắc càng run run vẻ mặt đưa đám nói. Nói đùa, phải biết rằng vừa rồi thế nhưng Thánh La Lan tập đoàn bên kia tự mình cho hắn gọi điện thoại, vì vậy nếu là hắn không đem vị này ra hống tốt, chẳng phải là tự tìm tử lộ. Cái kia, cái này,
có thể hay không để cho ta trước gọi điện thoại hỏi một chút? Xin lỗi, hai vị, ta hiện tại đầu đều còn có chút chóng mặt, không biết chuyện gì xảy ra. Thấy tình cảnh này Vương Thái sửng sốt nửa ngày, rốt cục nhìn không được nói như vậy. Hắn hiện tại quả thực muốn trước làm rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì rồi hãy nói. Bởi vậy hiện tại, hắn quả thực cảm giác giống như đang nằm mơ à. Đương nhiên, người xin cứ tự nhiên. Nghe vậy Antonio cùng Blevic gia tộc người phụ trách tự nhiên không dám ngăn trở, run run cười theo nói. Theo sát mà, Vương Thái liền bấm mình đường tỷ cố phi xong điện thoại. Này, là La Tiên Sinh sao? Còn là Tiểu Thái, người bây giờ đã không sao đi, ở trong bót cảnh sát mặt không thụ ủy khuất gì đi. Rất nhanh, điện thoại liền kết nối, từ microphone nội truyền đến một đạo khẩn trương thanh âm. Tỷ, là ta hiện tại đã không sao. Bất quá, chuyện này thật là ngươi. Hiển nhiên đến bây giờ hắn đều còn chưa muốn tin, coi như là tỷ hắn bây giờ là minh tinh, cũng không có khả năng đột nhiên mạc danh kỳ diệu nghiêu như vậy. Phải biết rằng bên này thế nhưng Italia, mà không phải quốc nội, hơn nữa đối phương còn là hai nhà Italia Milan bản thổ rất lợi hại gia tộc, lực ảnh hưởng cực đại. Chuyện này đến tột cùng là tình huống gì a? Không phải là ta một người bạn giúp ngươi. Ngươi bây giờ đã từ bót cảnh sát đi ra, mà đang nghe bản thân biểu đệ nói, cố phi song kìm lòng không đậu cảm kích nhìn thoáng qua ở hắn bên cạnh Trần Phi, sau đó vẻ mặt quan tâm nói. Thực sự, nghe vậy rất hiển nhiên bên đầu điện thoại kia Vương Thái bị hung hăng lại càng hoảng sợ, nhất thời cảm thấy hai cái lỗ tai ông tác hưởng, không nghĩ tới cư nhiên thực sự là tỷ hắn tìm người giúp một tay, nghiêu như vậy. Như vậy giật mình hơn nữa ngày sau hắn, mới lắp bắp nói tỷ, thật là ngươi tìm bằng hữu giúp một tay. Ông trời của ta, bằng hữu ngươi quá nghiêu bức, ngươi không biết, Antonio cùng Blevic gia trưởng người phụ trách bây giờ đang ở trước mặt của ta, bọn họ không chỉ có cho ta chịu nhận lỗi, còn muốn thưởng cho ta 100 vạn Âu, còn có. Hắn giọng nói đều còn có chút chiến. Ngươi nói cái gì, 100 vạn Âu? Mà bên đầu điện thoại kia cố phi song đang nghe đệ mình nói, rất hiển nhiên cũng ngay tức khắc tay run một cái, điện thoại di động thiếu chút nữa đều phải rơi trên mặt đất, vẻ mặt đều là không hiểu cùng rung động vẻ. Hắn lần thứ hai nhìn phía Trần Phi sắc mặt tràn đầy không dám tin tưởng, cùng siêu cấp giật mình cùng với sâu đậm kính nể. Phải biết rằng coi như là đệ hắn loại này mới ra đời học sinh, đều biết đây là nhất kiện kinh khủng bực nào cỡ nào làm người ta rung động một việc. Hắn cố phi xong mấy năm nay xã hội thượng sờ bò lăn lộn nhiều năm như vậy, lại làm sao có thể không biết nghi. Đây chính là 100 vạn Âu a, đổi thành nhân dân tệ đủ hơn 10 triệu. Chớ nói chi là hắn mới vừa rồi còn tận mắt nhìn thấy, Trần Phi vẻn vẹn chỉ là tùy tiện gọi một cú điện thoại, dùng như vậy tùy tiện khẩu khí cùng một cái bằng hữu nói vài câu, tự cư nhiên. Như vậy nghiêu bức. Khiến xa ở Italia Milan bàng đại gia tộc Antonio cùng Blevic người phụ trách đều sợ đến như vậy, không chỉ có tự mình chạy tới xin lỗi, còn nguyện ý xuất ra 100 vạn Âu giải trừ hiểu lầm. Cái này đến tột cùng là có nghiêu bức giường nào a? Cố phi song chẳng qua là nhìn không được nghĩ ở trong lòng muốn, tự đầu nhỏ không gì sánh được say xe. Trách không được phi ca trước chấn định như thế, nguyên lai là thực sự định liệu trước. Căn bản không đem chuyện này không coi vào đâu a. Đúng vậy, tỷ, người không biết, hai người bọn họ vị bây giờ đang ở trước mặt của ta, hơn nữa thật giống như ta nếu là không tiếp thu nhận nói, bọn họ liền chuẩn bị không tha đi ta. Bộ dáng kia tựa hồ ta không đáp ứng hắn, bọn họ hạ chàng sẽ rất bi thảm vậy. Tỷ, ta hiện tại đến cùng, nghe được cố phi song kinh hô, đệ hắn Vương Thái còn tưởng rằng hắn tỷ không tin hắn, ngay tức khắc nói rằng. Chỉ là một bên nói như vậy, một bên hắn lại nhìn không được không gì sánh được giãy giụa, do dự Liota môi một cái, dù sao đây chính là 100 vạn Âu cùng đường đường Blevic gia tộc tín vật. Hắn loại này phổ thông du học sinh, cả đời đều chưa thấy qua, làm sao có thể không tâm động. Được rồi, ta đã biết, những tiền kia ngươi có thể nghìn vạn đừng cầm, bọn họ không có thể như vậy xem ở chỉ ngươi trên mặt của ta, mới nguyện ý thường tiền, ngươi nhưng những năm qua. Nên biết có chút không nên cầm, tự nghìn vạn đừng cầm. Biết không, vừa nghe đệ mình khẩu khí này, cố phi xong ngay tức khắc nghiêm túc mở miệng nói. Hắn đương nhiên biết tiền này nghìn vạn không có khả năng nhận, nếu không một là phi ca cũng không biết muốn thấy thế nào các nàng tỷ đệ, hai là loại này tiền vốn là phỏng tay,
vì vậy nếu thật Mạc Danh Kỳ diệu tiếp, thì phiền toái. Nga, vậy được rồi, tỷ, ta tự cúp điện thoại trước. Bên đầu điện thoại kia Vương Thái Thành thật lên tiếng, cũng không dám cãi cọ cái gì, sau đó cúp điện thoại. Rất hiển nhiên, điểm này hắn kỳ thực cùng tỷ hắn rất giống, có chút nhát gan, có thể nhát gan cũng có người nhát gan chỗ tốt ra. Mà đang lúc bọn hắn bên này cúp điện thoại sau, Cố Phi xong một bên nhẹ vỗ về ngực, một bên lại phát hiện Trần Phi khóe miệng mỉm cười chính nhìn nàng chằm chằm. Phi ca cảm ơn ngươi. Đệ đệ ta hắn hiện tại đã từ Milan bót cảnh sát đi ra, người đã không sao. Thấy tình cảnh này, Cố Phi xong có chút khẩn trương cùng xấu hổ cảm kích nói. Không có việc gì, lại nói tiếp chuyện này cùng ta cũng có nhất định quan hệ. Bất quá các ngươi vừa rồi trong điện thoại đang nói gì đấy? Thường Tiền, nghe vậy Trần Phi cười nhún vai, lại có tò mò mở miệng hỏi. Là như vậy. Vừa nghe đến Trần Phi nhắc tới chuyện này, Cố Phi xong ngay tức khắc thần sắc phi chính đạo đệ đệ ta nói, hiện tại Antonio cùng Blevick hai đại gia tộc người phụ trách, hiện tại đều ở trước mặt hắn chịu nhận lỗi, còn nói nguyện ý xuất ra 100 vạn Âu để bày tỏ áy náy. Đối với người nghĩ tiền này không nên cầm, để đệ ta cự tuyệt. Vừa nghe đến cái này người đại diện Lý tỷ thiếu chút nữa không tròng mắt rơi trên mặt đất, kinh hô thành tiếng. Antonio cùng Blevick hai đại gia tộc người phụ trách. Bồi, chịu nhận lỗi. 100 vạn Âu. Rất hiển nhiên chúng ta vị này Cố Phi xong người đại diện Lý tỷ lúc này trong lòng chấn động, đã hoàn toàn khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Muốn, phải biết rằng, đây chính là coi như là ở Italia Milan bản thổ, đều vô cùng thanh uy cùng với ảnh hưởng lực Antonio cùng Blevick hai đại gia tộc A. Hai người bọn họ đại gia tộc người phụ trách, lúc này cư nhiên đang ở Cố Phi xong đệ đệ trước mặt xin lỗi. Hơn nữa bọn họ lại còn nguyện ý xuất ra 100 vạn Âu chịu nhận lỗi, ta, ông trời của ta. Lý tỷ cả người đều thiếu chút nữa đều Cố Phi xong lời nói này rung động ngốc rơi, dù sao, hắn thế nhưng trước cũng chính mắt thấy, Trần Phi cũng chỉ là tùy tùy tiện tiện gọi một cú điện thoại, dùng tùy tiện giọng nói cùng một cái bằng hữu nói một câu, hiện tại cư nhiên tự. Đây quả thực quá ngưu bức đi. Trách không được Liên Hương Cảng năm đại hào môn một trong Mã gia đều như thế sợ hắn, nguyên lai, đây hết thảy toàn bộ đều cũng có nguyên nhân a. Người đại diện Lý tỷ nhìn không được ở trong lòng chấn động dù gì nói. Có thể nhưng vào lúc này hắn điện thoại lại đột nhiên vang lên. Lưu Tổng. Người đại diện Lý tỷ nhìn không được cả người run lên, lấy điện thoại ra vừa nhìn, nhìn không được giật mình nói. Bởi vì giờ khắc này làm cho đẩy gọi điện thoại tới không là người khác. Lại là bọn họ Hoa số truyền thông đại lão bản Lưu Thành. Nghe thế Cố Phi xong cũng ngẩn người. Lưu Tổng, là đại lão bản sao? Hắn làm sao sẽ đột nhiên gọi điện thoại đến? Chẳng lẽ là, nghe được phong thanh gì? Này, Lưu Tổng xin chào, ta là Tiểu Lý, chúng ta bây giờ cơ. Vân vân chờ đã, ngài nói cái gì? A, Nga, ta đã biết, ta hiện tại ngay tức khắc liền đem điện thoại đưa cho Phi xong. Mà nhưng vào lúc này người đại diện Lý tỷ đã nhận nghe điện thoại. Bất quá hắn ngay từ đầu còn là quy củ, rất bình thường cái loại này cung kính, có thể càng về sau, trên mặt hắn thần sắc lại đột nhiên như gặp quỷ tựa như cây ết yêu ta sợ, miệng lớn lên lão đại, thật lâu sau mới như là rất lao lực vậy khôi phục lại. Bay, Phi xong, Lưu Tổng điện thoại, theo sát mà hắn một bên đem điện thoại đưa cho Cố Phi xong, một bên ngây ngốc, kích động. Là người liền nhìn ra hắn hiện tại nhận được nào đó kích thích. Rất là cổ quái. Lý tỷ ngươi làm sao vậy? Thấy tình cảnh này, Cố Phi xong kỳ quái lầm bầm một tiếng, sau đó tiếp nhận điện thoại hướng về microphone rất cung kính nói rằng này, Lưu Tổng sao? Xin chào, ta là Cố Phi xong, xin hỏi có tìm ta có chuyện gì sao? Lưu Tổng, là hắn A, mà đang nghe Cố Phi xong trò chuyện thanh, Trần Phi cũng cuối cùng cũng phản ứng kịp đối phương là ai? Khóe miệng khẽ mỉm cười. Lại nói tiếp bọn họ cũng rất lâu không gặp. Mà nhưng vào lúc này, bên đầu điện thoại kia Hoa số truyền thông lão tổng Lưu Thành nhưng cũng không giống như bình thường vậy trầm ổn, mà là rất kích động hướng về Cố Phi xong hỏi, Phi xong, ta hiện tại hỏi ngươi một việc, ngươi nhất định phải nhận chân chân nói cho ta biết. Ngươi ở đây Italia Thánh La Lan tập đoàn có đúng hay không có cái gì tốt bằng hữu, hoặc là quan hệ rất thân mật người. Hơn nữa còn là Thánh La Lan tập đoàn cao tầng. Bằng hữu ta, Thánh La Lan tập đoàn, cao tầng.
Nghe vậy Cố Phi xong trực tiếp bị Lưu Thành lời này làm cho hồ đồ, có chút không rõ cho nên mở miệng nói Lưu Tổng, người đang nói cái gì a? Ta thế nào có điểm không rõ người ý tứ? Thánh La Lan tập đoàn thế nhưng thế giới tứ đại xa xỉ phẩm tập đoàn một trong, ta tự một phổ phổ thông thông tấm ảnh nhỏ tinh, làm sao có thể ở trong đó có bằng hữu gì? Cho dù có, cũng cùng trong miệng người cao tầng hoàn toàn dính không hơn biên a. Thật vậy chăng, ngươi không gạt ta, chẳng lẽ không đúng ngươi? Nghe vậy bên đầu điện thoại kia Lưu Thành lại nổi lên nghi ngờ, có chút lăng lăng nói. Nếu như không phải là cùng Cố Phi song có quan hệ người nào nói, loại này hoàn toàn chính là không chung rơi hãm bính siêu cấp lớn chuyện tốt, thì là ai, như vậy mặc danh kỳ diệu, thần thần bí bí cho bọn hắn đưa tới cửa ni. Hơn nữa, loại sự tình này mà vị miễn cũng có chút quá ngoại hạng đi. Lại nói tiếp hắn Lưu Thành làm hoa số truyền thông đại lão bản, cũng coi là chân chân chính chính vòng tròn nội người từng trải. Nhưng bây giờ, loại này mặc danh kỳ diệu, thậm chí trong mắt hắn đều có chút xưng là siêu cấp thái quá chuyện tình, hắn là thật thực sự hoàn toàn không nghĩ tới có thể gặp gỡ. Khiến cả người hắn đều hồ đồ. Bởi vì, này quả thực có chút quỷ dị a. Dĩ nhiên không phải ta. Bất quá Lưu Tổng, người đến cùng đang nói cái gì a? Vì sao ta hoàn toàn nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì? Nghe được Lưu Thành nỉ non, Cố Phi song nhịn không được đã nghi hoặc, lại là hiếu kỳ nói. Ngươi nghe không hiểu là được rồi, bởi vì ngay cả ta hiện tại đều vẫn là hồ đồ. Nghe vậy bên đầu điện thoại kia Lưu Thành lắc đầu, sau đó giọng nói đột nhiên nghiêm túc nói Phi song, ngươi hãy nghe ta nói, ngay vừa rồi, Italia Thánh La Lan tập đoàn chấp hành tổng tài Mã Khoa Tư Ngã đồng ý ngươi nạp tiên sinh tự mình gọi điện thoại tới cho ta, nói muốn mời ngươi đam mặc cho công ty bọn họ tập đoàn kỳ dưới mấy cái nhãn hiệu người phát ngôn. Thánh La Lan tập đoàn chấp hành tổng tài. Nghe vậy Cố Phi xong điện thoại trong tay thiếu chút nữa không cầm chắc, cả người giật nảy mình, sau đó ngơ ngác đến Lưu Tổng, ngài mới vừa nói cái gì? Ta hình như không có nghe rõ. Người có thể hay không lặp lại lần nữa. Hắn thế nào đột nhiên cảm giác mình hình như đang nằm mơ. Ta nói, ngay vừa rồi, Italia Thánh La Lan tập đoàn chấp hành tổng tài Mã Khoa Tư Ngã đồng ý ngươi nạp tiên sinh tự mình gọi điện thoại tới cho ta, nói muốn mời ngươi đam mặc cho công ty bọn họ tập đoàn kỳ dưới mấy cái nhãn hiệu người phát ngôn. Còn có, ngươi biết là chưa vài tấm bảng sao? Nói đến phần sau ngay cả Lưu Thành mình cũng có chút giọng nói quái dị. Bởi vì... Này hắn ma, liền hắn hiện tại cũng cảm giác mình hình như đang nằm mơ a. Cái này cũng quá dọa người a. Chưa vài tấm bảng, nghe vậy Cố Phi xong nhịn không được ngơ ngác nói. Thánh La Lan, Cổ Trì, Gia Ni Á, Phất Na Nhuế Nạp. Lưu Thành mỗi nói ra một cái nhãn hiệu tên, Cố Phi xong trái tim thật giống như hung hăng co quắp một chút. Ta, ông trời của ta, bọn họ điên rồi sao? Thánh La Lan, Gucci, Gia Ni Á. Venerina, Lưu Thành mỗi nói ra một cái nhãn hiệu tên, Cố Phi song trái tim thật giống như hung hăng co quắp một chút. Ta, ông trời của ta, bọn họ điên rồi sao? Thánh La Lan, Gucci, Gia Ni Á, Venerina, những thứ này đều là bài gì tử. Chỉ sợ cũng xem như là chưa quen thuộc hoặc không thích xa xỉ phẩm người thường, đều có thể đủ tùy tiện làm cho ra trong đó mấy cái tên, chớ nói chi là Gucci. Thánh La Lan như vậy càng Thánh La Lan tập đoàn kỳ dưới xa xỉ phẩm trụ cột, vòng tròn nổi tiếng tam lừng lẫy đích thực chính đỉnh xa xỉ phẩm, đại biểu cho thân phận cùng trình tự. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại hắn cư nhiên nghe được cái gì, những này ở toàn cầu đều cũng coi là mũi nhọn nhãn hiệu xa xỉ phẩm, cư nhiên sẽ như thế mặc danh kỳ diệu, như vậy như ong vỡ tổ vò tới tìm nàng đại nói. Nga, ông trời của ta, cái này hắn ma là bọn hắn điên rồi sao? Dù là Cố Phi song lúc này cũng không nhìn được sổ một câu thô tục, bởi vì nàng chân thực có chút không dám tin tưởng loại sự tình này, lại là thực sự. Bởi vì cũng không nói nhiều như vậy quốc tế nổi tiếng đỉnh cấp Italia nhãn hiệu, coi như là một cái trong số đó, sợ rằng đều chỉ có quốc tế trên một đường trở lên rõ ràng mới có tư cách, có cơ hội lấy được bọn họ đại nói. Mà hắn, tuy nói hiện nay ở quốc nội, đã thoáng có như vậy một ít nổi tiếng, có thể ở toàn cầu. Ở quốc tế trên cũng một cái lại mới tinh bất quá tân nhân. Thậm chí ngay cả quốc tế trên tam lưu, phỏng chừng hiện tại hắn Cố Phi song cũng còn không tính là. Nhưng bây giờ. Ta không biết bọn họ điên không điên, bất quá, Phi song, ta nghĩ ngươi nên biết chuyện này ý vị như thế nào. Nếu là ngươi,
có thể có được nhiều như vậy đại nói. Không, chỉ cần ngươi có thể có được trong này tùy tùy tiện tiện một cái nhãn hiệu đại nói, cái này đều muốn sẽ trở thành ngươi đi ra Hoa Hạ, thậm chí đi ra Á Châu, nhường toàn thế giới đều biết ngươi cơ hội. Đây là thiên đại cơ hội tốt, vì vậy nhất định phải nắm chặt. Mà nhưng vào lúc này, microphone nổi lại truyền tới Lưu Thành kiên định hữu lực thanh âm. Bởi vì làm hoa số truyền thông loại này đỉnh cấp công ty giải trí lão tổng, hắn Lưu Thành đương nhiên rất rõ ràng, nếu là Cố Phi Song thật có thể đủ thu được nhiều như vậy đỉnh cấp xa xỉ phẩm nhãn hiệu đại nói, cái này đem ý vị như thế nào? Ý nghĩa bọn họ hoa số truyền thông đem có người có thể đủ đi ra Hoa Hạ, xuất hiện ở thế giới toàn cầu vòng tròn vợ trong mắt. Đến lúc đó, Cố Phi Song tài sản đem tuyệt đối sẽ trình thẳng tắp điên cuồng dâng lên, hơn nữa liên đới bọn họ hoa số truyền thông cũng sẽ thu được rất nhiều có ích. Dù sao, vô luận là bọn họ Hoa Hạ, hay là ở toàn bộ Á Châu trong phạm vi, có thể đi ra một vị đủ để đại nói đỉnh cấp xa xỉ phẩm nhãn hiệu quốc tế một đường minh tinh, vô luận cái thân phận này phù không hợp thực, đều tất nhiên sẽ dẫn phát một hồi địa chấn, một phen oanh động. Ta hiểu được, Lưu Tổng ngươi yên tâm. Cơ hội lần này ta nhất định sẽ nắm chặt, ta đã biết, ta đây cúp điện thoại trước. Lúc này Cố Phi Song một trái tim phù phù kinh hoàng không ngớt, mặt cười cũng bởi vì tâm tình kích động mà trở nên ửng đỏ. Không thể không nói, cơ hội như thế đối với bọn hắn loại này minh tinh mà nói, hoàn toàn không khác hẳn với là có thể cải biến hắn cả điều tinh đường. Có thể, thế nhưng, cái này đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao biết có loại này mặc danh kỳ diệu thiên đại hảo sự, đột nhiên giống như là không trung rơi hãm bính vậy, rơi vào hắn Cố Phi Song trên đầu. Ngay tại lúc này, hắn ánh mắt tình không điều khiển tự động quét Trần Phi trên người, đang chuẩn bị cùng chia sẻ bản thân lúc này trong lòng vui sướng lúc, hắn lại đột nhiên hình như nhớ ra cái gì đó, nhịn không được ngẩn người. Sau đó chỉ thấy hắn mặt cười trên leo lên ra lau một cái cổ quái mà lại quỷ dị màu sắc. Nhìn Trần Phi nhỏ giọng dò hỏi Phi ca, chuyện này là ngươi làm sao? Bởi vì nàng đột nhiên nghĩ tới, ở bằng hữu của hắn trong, có khả năng chính mình lớn như vậy năng lượng, sợ rằng cũng chỉ có Trần Phi Phi ca cái này một cái đi. Ta làm, cái gì ta làm, có thể nghe nói Trần Phi lại ngẩn người, có chút nghi ngờ nói. Chuyện này là Pierce bên kia tự chủ trương thiêm đi lên, hắn đương nhiên không biết. À, không biết ngươi, có thể điều này sao có thể? Chứ ngươi ra, người ta quen biết bên trong, chưa còn ai có khả năng chính mình lớn như vậy năng lượng. Có thể nghe nói Cố Phi Song lại nhìn không được sững sờ lên, bởi vì nàng quả thực không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên sẽ phủ nhận. Mà nếu quả không phải của hắn nói, thì là ai ni? Ở hắn người quen biết bên trong, thật không có cái gì khác người, có khả năng chính mình lớn như vậy năng lượng. Dù sao đây chính là Italia Thánh La Lan tập đoàn A. Thế giới tứ đại xa xỉ phẩm tập đoàn một trong, ở vòng tròn nội địa vị không biết cao bao nhiêu, nặng hơn. Đến cùng chuyện gì xảy ra mà, người có thể hay không trước nói cho ta nghe một chút đi. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi tự nhiên nhìn không được buồn bực, hiếu kỳ nói. Đến tột cùng chuyện gì a, khiến cho như thế thần thần bí bí, hắn căn bản là không có nghe hiểu a. Cái kia, là như vậy, vừa rồi chúng ta Lưu Tổng gọi điện thoại tới cho ta. Hắn nói, Italia Thánh La Lan tập đoàn hiện đang thi hành tổng tài, trước tự mình gọi điện thoại cho hắn, nói muốn nhượng ta đại nói bọn họ kỳ dưới mấy cái xa xỉ phẩm nhãn hiệu. Mà đang nghe Trần Phi lời này, Cố Phi Song lập tức hưng phấn mà đỏ mặt giải thích. Đại nói xa xỉ phẩm, đây không phải là chuyện tốt sao? Nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn người, sau đó nhất thời nghi hoặc không hiểu nói. Đương nhiên là chuyện tốt mà, bất quá Phi ca ngươi không cảm thấy cái này quá kỳ quái sao? Phải biết rằng, chỉ có quốc tế trên một đường minh tinh mới có tư cách đại nói những này xa xỉ phẩm, chớ nói chi là bây giờ còn là giống như Thánh La Lan, Gucci, Gianni Á trở như vậy đỉnh cấp xa xỉ phẩm. Nếu là dưới tình huống bình thường, ta đây loại quốc tế trên một điểm nổi tiếng cũng không có tiểu nhân vật, làm sao có thể có cơ hội lấy được siêu cấp lớn hiệp ước? Cố Phi Song mặt cười đỏ rực, kích động nói. Có thể nói đến đây, hắn nhưng vẫn là hơi dừng lại một chút, nhìn không được nổi lên nghi ngờ vừa rồi Lưu Tổng đều ở đây hỏi ta, là không phải là bởi vì ta có bằng hữu gì ở Thánh La Lan tập đoàn bên trong đảm nhiệm cao tầng, mới mặc danh kỳ diệu chiếm được ngày như vậy lớn cơ hội tốt. Đối với người nào có cái gì bằng hữu, có tư cách ở Thánh La Lan tập đoàn cái loại này siêu cấp xí nghiệp đảm nhiệm cao tầng A.
vì vậy ta vừa rồi còn tưởng rằng là phi ca ngươi. Mà nếu quả không là của ngươi nói, hay là ai đó? Như vậy à? Nghe thế Trần Phi cuối cùng là nghe minh bạch, đây tột cùng là phát sinh chuyện gì? Bất quá, Thánh La Lan tập đoàn sao? Nghĩ đến đây Trần Phi nhìn không được hơi sờ sờ cằm, tựa hồ có đoán được vật gì vậy, chợt khóe miệng một liệt, vừa cười vừa nói nếu không ta gọi điện thoại hỏi một chút. Gọi điện thoại hỏi một chút, nghe được Trần Phi lời này vô luận là Cố Phi Song hay là người đại diện Lý Tỷ đều có chút ngây ngẩn cả người. Nghe không hiểu lời này có ý tứ. Hỏi, loại sự tình này mà muốn hỏi thế nào a? Ừ, ngươi không phải là hiếu kỳ sao? Ta cũng thật tò mò, vì vậy liền trực tiếp gọi điện thoại hỏi một chút đi. Ta nhận thức Thánh La Lan tập đoàn đại lão bản, hỏi một chút hắn chẳng phải sẽ biết. Mà ở nhìn thấy các nàng trên mặt phó nghi hoặc, kỳ quái biểu tình, Trần Phi nhịn không được khẽ lắc đầu cười cười, đương nhiên nói. T. Thánh La Lan tập đoàn đại lão bản. Phi ca, người nói người nhận thức Thánh La Lan tập đoàn đại lão bản. Mà đang nghe Trần Phi loại này kinh thế hãi tục một câu nói. Vô luận là Cố Phi Song hay là người đại diện Lý Tỷ cũng không nhịn được một chút ngây người, sau đó đến một cái lương khí, trên mặt đồng loạt tràn đầy rung động cùng khó có thể tin. Thánh La Lan tập đoàn đại lão bản, đó là hạng thân phận, hạng trình tự, hạng cao độ chính là nhân vật. Tùy tiện nói cái sinh động hình tượng tỷ dụ, đó chính là nếu như bọn họ hiện tại ở cổ đại, mà bọn họ lại là cái loại này phổ thông toàn bộ tiểu dân chúng nói, vậy đối phương, Thánh La Lan tập đoàn đại lão bản, chính là trong truyền thuyết một chữ Tịnh Kiên Vương. Dù thế nào tuyệt đối là bọn họ đời này nằm mơ đều cao không thể leo tới siêu cấp lớn nhân vật. Nhưng bây giờ Phi Ca lại còn nói bản thân nhận thức hắn. Chờ, vân vân chờ đã, lẽ nào trước? Phi Ca, lẽ nào ngươi vừa rồi đánh đi ra điện thoại, chính là cho Thánh La Lan tập đoàn đại lão bản có. Cố Phi Song đầu nhỏ đều nhanh đã hôn mê, lắp ba lắp bắp hỏi hỏi. Ừ, là cho hắn có, vì vậy ta phỏng chừng chuyện này chắc cũng là hắn thuận lợi khiến cho. Trước tiên ta hỏi hỏi xem đi. Trần Phi gật đầu, lấy điện thoại ra. Thuận lợi khiến cho. Nga tốt, Phi ca ngươi gọi điện thoại hỏi một chút đi. Nghe vậy Cố Phi Song càng nhìn không được trái tim phát thông thẳng nhảy, thần sắc ngây ngốc ngơ ngác cùng lúc này từ lâu đồng dạng bị rung động nhất tháp hồ đồ người đại diện Lý Tỷ hai mặt nhìn nhau. Sau đó ngay tức khắc nhượng Trần Phi trước gọi điện thoại hỏi một chút. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi đã bấm Pierce bá tước điện thoại. Nga, thân ái Trần, sự tình đã xử lý tốt sao? Điện thoại vừa chuyển được, microphone nội liền truyền đến Pierce bá tước nhiệt tình tiếng hỏi thăm. Đã giải quyết rồi, Pierce bá tước, lần này thực sự là rất cảm tạ ngươi. Được rồi, ta còn có chuyện mà muốn hỏi một chút ngươi. Tự là bằng hữu ta đột nhiên bị các người Thánh La Lan tập đoàn tìm tới cửa, nói muốn hắn đại nói cái gì xa xỉ phẩm, đây cũng là ngươi đang giúp đỡ đi. Trần Phi khẽ gật đầu, lại cười hỏi. Nga, thân ái Trần, ngươi lời này đã có thể quá khách khí. Chuyện này kỳ thực cũng không tính là cái gì hỗ trợ, bởi vì chúng ta Thánh La Lan hiện nay cũng chuẩn bị khai phá hoa hạ khối này đại bánh gato, hơn nữa Cố tiểu thư vô luận là hình tượng hay là thân phận. Đều tương đối thích hợp chúng ta Thánh La Lan kỳ hạ nhãn hiệu. Vì vậy, đây xem như là hỗ lợi hỗ huệ đi. Nghe vậy Pierce bá tước vừa cười vừa nói. Mặc kệ nói như thế nào, còn là cảm ơn nhiều. Trần Phi đương nhiên biết đối phương đây là đang khiêm tốn, nếu không mà chống đỡ phương Thánh La Lan tập đoàn ở quốc tế trên, ở vòng tròn nội địa vị, mặc dù là muốn khai phá hoa hạ khối này đại bánh gato, cái gì thiên vương thiên hậu cấp tìm không được. Cần gì tìm Cố Phi Song loại này vừa có ngọn tân nhân? Không cần, thân ái Trần, người cùng ta thật không dùng quá khách khí. Dù sao La Toa Mệnh, đều là người thân thủ cứu trở về, vì vậy ngươi có thể là nhà của chúng ta ân nhân. Pierce cười nói. Trần Phi cũng nở nụ cười hy vọng lần sau gặp được La Toa nữ sĩ thời gian, hắn có thể đã thân thể khỏe mạnh. Ta bên này còn có chút chuyện này, tự cúp điện thoại trước, Pierce bá tước, lần sau chúng ta trò chuyện tiếp. Theo, hắn liền cúp điện thoại, sau đó hướng về từ lâu vẻ mặt đờ đẫn Cố Phi Song, người đại diện Lý Tỷ hai người vừa cười vừa nói được rồi, đã hỏi tới, hình như đúng là hắn bên kia giúp một tay, vì vậy hiện tại các ngươi cũng không cần lo lắng chuyện này, có hay không có mở ám. Phi Song, trở về cùng công ty thương lượng một chút cụ thể cần thế nào vận tác cơ hội lần này đi. Đây xem như là ngươi có thể đi ra nước ngoài cơ hội thật tốt.
thật vậy chăng, thật sự là quá tốt. Phi ca, cảm ơn ngươi. Nghe vậy Cố Phi Song thẳng tiếp một chút từ kích động nhảy dựng lên, thậm chí còn tình không điều khiển tự động nhón chân lên, mân mê khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn ở Trần Phi mặt trên hôn một cái, phát ra rõ ràng lọt và tai ba thanh âm. Không có biện pháp, hắn hiện vào thời khắc này thật sự là thật cao hứng, dù sao đây chính là Thánh La Lan tập đoàn A, toàn thế giới tứ đại xa xỉ phẩm tập đoàn một trong. Tạ cũng không cần cảm tạ, bất quá, chúng ta còn có đi không ăn. Trần Phi đưa tay sờ sờ trên mặt còn có chút ướt át vết tích, vừa mới chuẩn bị hỏi, lại đột nhiên cảm giác được bên trong bọc chấn động, sau đó một trận tin nhắn ngắn tiến vào thanh âm vang lên, làm hắn giật mình. Hắn theo tiện tay lấy điện thoại di động ra, ánh mắt chạm đến trên màn ảnh lúc, lại đột nhiên vẻ mặt giật mình cùng kinh ngạc kinh hô thốt ra sư phụ. Hiển nhiên cái này tin nhắn ngắn không là người khác gửi tới, đúng là hắn thất tung đã lâu sư phụ, Minh Đạo Xuyên. Sau đó chỉ thấy hắn cấp tốc mở tin nhắn ngắn nhìn một chút, ngay sau đó trực tiếp bấm sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên số điện thoại di động. Này, chỉ chốc lát sau, điện thoại kết nối, từ đó vang lên Trần Phi thanh âm quen thuộc. Nghe được thanh âm kia, Trần Phi nhất thời có chút kích động mở miệng nói này, sư phụ, thật là ngươi. Trong khoảng thời gian này ngươi đều đã làm gì, vì sao ta vẫn muốn liên hệ ngươi, đều liên lạc không được. Nếu không trước cùng hắn sư thúc Diêm La liên lạc thời gian, đối phương đã nói cho hắn biết sư phụ không có chuyện gì, nhưng hắn đừng lo lắng, hắn hiện tại chỉ sợ sớm đã thiên nam địa bắc tìm người. Chưa còn có cái gì tâm tư đi cái gì Italia. Nhưng dù vậy, trong lòng của hắn còn là rất nghi ngờ, lão đầu tử này trong khoảng thời gian này đến tột cùng đã làm gì. Mạc danh kỳ diệu tiêu thất lâu như vậy, từ hắn từ nhỏ đến lớn, cái này đều hình như vẫn là lần đầu tiên đi. Không có gì, khụ khụ. Ngươi bây giờ ở địa phương nào? Italia, còn là quốc nội. Minh Đạo Xuyên cũng không trả lời Trần Phi vấn đề, mà là hơi ho khan một tiếng, nói. Sư phụ, người bị thương. Chuyện gì xảy ra? Mà đang nghe microphone nội truyền tới tiếng ho khan, Trần Phi sắc mặt nhất thời biến đổi, thần sắc tình không điều khiển tự động âm trầm, dò hỏi. Phải biết rằng y thuật của hắn thế nhưng không có người có thể chất vấn, chỉ là nghe thế khác thường tiếng ho khan. Cũng đủ để đoán được rất nhiều chuyện. Người cư nhiên có thể nghe được. Mà đang nghe Trần Phi nói, bên đầu điện thoại kia nói Minh Đạo Xuyên trầm mặc nửa ngày, rốt cục vẫn phải giọng nói có chút chần chờ thậm chí cổ quái mở miệng nói rằng ta rất xác định tiểu tử ngươi khi còn bé tuyệt đối không có tốt như vậy y thuật, cũng không thời gian đi học. Xem ra ngươi đi ra ngoài mấy năm này, biến hóa rất lớn a. Được rồi, ta có việc bận tìm ngươi, ngươi nếu vẫn còn Italia nói, tự lập tức cút trở lại cho ta. Cứ như vậy, ta cúp trước, đô đô. Tiếng nói vừa dứt, Minh Đạo Xuyên Minh Bá bên kia liền trực tiếp cúp điện thoại. Từ microphone nội truyền đến đô đô thanh. Đáng chết, lão đầu tử này. Gặp sư phụ mình như vậy dứt khoát treo điện thoại mình, Trần Phi nhịn không được gây sự chú ý lôi kéo mặt oán trách một tiếng, sau đó lại thu thập xong tâm tình, ánh mắt chuyển hướng Cố Phi xong nói đi thôi, chúng ta đi ăn một chút gì, ngày mai sáng sớm ta hẳn là sẽ phải rời khỏi. Sư phụ ta tìm ta. Ừ, tốt lắm, ta biết vùng Duyên Hải bên này có một nhà đặc biệt ăn ngon đặc sắc nhà hàng, 12 giờ khuya trước đều biết mở, chúng ta bây giờ đi qua đi. Nghe vậy Cố Phi Song lập tức gật đầu nói. Sau đó, liền là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cùng Cố Phi Song hai người đơn độc thời gian. Ngày kế lúc hừng sáng sáng sớm, Trần Phi liền ngồi trên từ vùng Duyên Hải sân bay cất cánh XXX chuyến bay, ly khai vùng Duyên Hải, phản hồi Bắc Sơn. Ước 11 giờ chưa tả hữu, từ Bắc Sơn thị lái hướng Thành Dương huyện trên xa lộ cao tốc, một chiếc vô luận là tạo hình hay là mã lực đều thập phần bá khí, đáng chú ý chạy băng băng GL400 chính gào thét bay nhanh theo. Ở trên xe, Trần Phi ngồi ở chỗ tài xế ngồi, một bên thảnh thơi để xuống vang lên tươi mát dễ nghe cổ điển nhạc khúc, một bên đem lam nha ống nghe điện thoại đọng ở bản thân trên lỗ tai mặt, gọi thông người kia điện thoại. Có thể theo sát mà hắn lại đột nhiên cau mày. Có chút buồn bực nói lầm bầm lại tắt máy. Tiểu tử này mấy ngày này đến tột cùng đã làm gì? Nguyên lai Trần Phi sở đẩy gọi điện thoại không phải là cho người khác, chính là cho hắn hảo huynh đệ kẻ dối trá. Hoa Chí Nam. Bởi vì hắn không phải từ Italia lấy được một khối S cấp dị năng bảo tinh. Cái này vừa vặn có thể dùng đến thỏa mãn hắn huynh đệ nguyện vọng, đương nhiên coi như là hoàn thành lúc đầu hắn chính mồm hứa nam nhân hứa hẹn. Có thể vấn đề bây giờ là, tiểu tử kia không biết chuyện gì xảy ra,
dĩ nhiên điện thoại vẫn luôn không gọi được, bị vây tắt máy trạng thái. Cái này chân thực nhượng hắn có chút buồn bực, cũng không biết tên kia mấy ngày nay đến tột cùng đã làm gì. Quên đi, chờ vô ích trực tiếp đi Bắc Sơn tìm hắn đi. Bất quá Trần Phi cũng không quá đem cái này tiểu nhạc đệm để ở trong lòng, như vậy nỉ non một tiếng sau, chỉ thấy hắn lại bấm người kia điện thoại. Mà lần này hắn sở đẩy gọi điện thoại, là gọi cho Italia Brett gia tộc tộc trưởng đương nhiệm lão Brett. Bởi vì hắn có chút việc muốn hỏi một chút. Nga, tôn kính Trần, rất vinh hạnh nhận được điện thoại của ngươi. Một lát sau, điện thoại kết nối, nhất thời từ microphone nội truyền đến lão Brett cực kỳ thân sĩ bắt chuyện thanh. Nghe vậy Trần Phi nhìn không được khóe miệng hơi cong lại. Theo sát mà hắn vừa cười vừa nói ta cũng là, tôn kính lão Brett, người mấy ngày nay quá có khỏe không? Ta hiện tại đã ly khai ship, trở lại tổ quốc của ta. Nga, phải, vậy xem ra ta lúc nào nên đi chỗ đó phiến thần bí mà lại từ xưa thổ địa bái phỏng một chút. Còn nhớ rõ lần trước ta bước trên phiến thổ địa, đều vẫn là ở hơn 40 năm trước, khi đó ta vừa trở thành một danh huyết tộc công tước. Nghe vậy lão Brett vừa cười vừa nói, thậm chí có một ít nhớ lại lên. Đối với bọn hắn huyết tộc mà nói, thời gian thực sự là quá quá nhanh. Cứ như vậy chớp mắt một cái, cũng đã hơn 40 năm trôi qua a. Nghĩ như vậy, hắn lại nhịn không được hiếu kỳ hỏi tôn kính Trần, ngươi liên hệ ta là có chuyện gì đi. Nhận thức lâu như vậy, hắn đương nhiên coi như là hiểu rõ một ít Trần Phi bản tính. Ừ, ta có chút chuyện này muốn hỏi thăm ngươi một chút. Ngươi biết yêu thi đức gia tộc đi. Nghe vậy Trần Phi gật đầu, giọng nói hơi nghiêm túc nói. Yêu thi đức gia tộc. Có thể đang nghe Trần Phi nói, bên đầu điện thoại kia lão Brett lại bỗng nhiên ngẩn người, sau đó vô ý thức sắc mặt cùng giọng nói đều trở nên trịnh trọng, nghiêm túc rất nhiều, chậm rãi nói tôn kính Trần, ngươi không phải là sẽ là lại cùng bọn họ sản sinh mâu thuẫn gì đi. Cái kia gia tộc có thể không phải dễ trêu, khách quan mà nói, nếu so với màu đỏ tươi răng cường đại rất nhiều. Là cái này Âu Châu trên đại lục đứng đầu nhất hắc ám vương giả một trong. Nếu so với màu đỏ tươi răng cường đại rất nhiều. Mặc dù đang trước Trần Phi đều sớm đã thành làm xong chuẩn bị tâm lý, biết yêu thi đức gia tộc này rất mạnh đại, chính là Âu Châu hắc ám 11 ghế trong thượng lưu vòng, mafia đại gia tộc, có thể vào lúc này, xem hắn chính tai nghe được từ lão Brett trong miệng nghe thế lần nói, loại sự tình này thực, cũng vẫn là không nhịn được con ngươi hơi híp một cái. Tình không điều khiển tự động dù gì nói quả nhiên, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Hắn đương nhiên còn nhớ rõ bản thân đã từng tại nơi tư đồ duy áp trong miệng nghe được, yêu thi đức gia tộc này đã từng đều thiếu chút nữa quân lâm thiên hạ, nếu không phải là bởi vì quá tham lam, dã tâm quá lớn, đến nỗi sau lại tao thụ hỏa thiết lô, gia tộc này sợ rằng đến bây giờ sợ rằng sẽ càng mạnh. Có thể dù vậy, cần gia tộc hiện nay trình tự, địa vị, nội tình, thực lực cũng còn là không thể nghi ngờ. Tối thiểu từ lão Brett hiện tại trong miệng lời nói này, là có thể rõ ràng một. Hai. Nghĩ đến đây, hắn lắc đầu, hướng về bên đầu điện thoại kia vừa cười vừa nói lão Brett, người yên tâm, ta cũng không có cùng cái kia gia tộc sản sinh mâu thuẫn gì. Ta chỉ là muốn hỏi thăm ngươi một chút, nhà bọn họ trong người kia. Nhà bọn họ trong người kia. Nghe vậy lão Brett hơi ngẩn người, nghi ngờ nói ai. Hắc Long bóp mạc tư nhân, Trần Phi thay đổi nói. Cái gì? Hắc Long bóp mạc tư nhân. Có thể nghe ngôn lão Brett lại lần nữa đổi sắc mặt, giọng nói thương xúc nói Trần, người hỏi thăm hắn làm gì? Rất hiển nhiên cái danh hiệu này cùng tên làm hắn cảm thấy giật mình. Lẽ nào người này cũng thật không tốt chọc? Mà ở nhìn thấy lão Brett phản ứng cư nhiên lớn như vậy, Trần Phi không khỏi hơi ngây ra một lúc, sau đó tiếp tục lái miệng nói không sai, chính là Hắc Long bóp mạc tư nhân, ta nghe nói hắn là yêu thi đức gia tộc nguyên lão. Vì vậy lão Brett, ngươi nên biết hắn đi. Có thể cho ta nói tường tận nói sao? Ta đương nhiên biết hắn, bất quá. Được rồi, ta trước nói với ngươi nói hắn, Hắc Long bóp mạc tư nhân, hắn là yêu thi đức gia tộc phía sau màn nguyên lão một trong, đồng thời hắn còn là một vị vĩ đại đại công tước. Lão Brett bắt đầu nói, bất quá nghe đến đó thời gian, Trần Phi lại nghe nói giật mình đại công tước. Đó không phải là, mà tự ở trong lòng hắn ngẩn ra lúc. Lão Brett bên kia cũng đã tiếp tục lái miệng nói Nga, tôn kính Trần, người nên biết chúng ta huyết tộc nội bộ đẳng cấp phân chia đi. Đại công tước, tương đương với các ngươi hoa hạ cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ cảnh giới. Hơn nữa cái này Hắc Long bóp mạc tư nhân, còn chưa phải là một vị phổ phổ thông thông đại công tước,
bởi vì hắn trong cơ thể chảy xuôi hắc long máu. Hắc long máu. Nghe thế dù là Trần Phi cũng không nhìn được con ngươi mạnh co rụt lại, kinh hô thành tiếng lão Brett, ngươi không biết là đang nói đùa chứ. Hắc long, ngươi là nói phương Tây huyền huyễn điện ảnh trong thần bí kia sinh vật. Trên địa cầu này làm sao có thể tồn tại cái loại này sinh vật? Hiển nhiên đây là hắn theo bản năng phản ứng. Nếu không, ngay cả tu chân giới cái loại địa phương đó đều là thật sự tồn tại, chính là phương Tây thế giới cái gọi hắc long, lại có cái gì không có khả năng tồn tại. Hiện ở trên địa cầu quả thực đã không có, bất quá ở trước đây, đã có một đoạn thời kỳ cái loại này sinh vật là thật tồn tại trôi qua. Thế mà nghe vậy lão Brett lại giọng nói phiêu hốt nói. Sau đó lại thấy hắn trở về chính để cái này bóp Mạc Tư Nhân vận khí tốt. Hắn ở trở thành công tước trước tìm được rồi một chỉ thời đại kia để lại hắc long máu, hơn nữa hắn còn to gan lớn mật mưu toan đem hấp thu đến trong cơ thể mình, đáng sợ nhất vâng, đến cuối cùng hắn lại còn thực sự thành công. Nga, tôn kính Trần, người mới có thể tưởng tượng hắc long máu có cỡ nào lực lượng kinh khủng. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút. Trong giọng nói lại nhìn không được lộ ra như vậy mấy phần ước ao, vì vậy coi như là hắn hiện tại đã trở thành một vị vĩ đại đại công tước, trong cơ thể hắn đáng sợ kia hắc long máu lực, cũng như trước còn là đủ để chống đỡ hắn, thực lực vượt qua xa cùng cấp bậc cái khác đại công tước. Trần, người hẳn là rõ ràng cái này ý vị như thế nào, bởi vì đây là một chuyện rất đáng sợ. Hắc long máu, vượt xa quá đồng cấp đại công tước. Làm lão Brett ẩn chứa ước ao cùng với thật sâu ngôn ngữ thanh từ microphone nội vang lên sau, coi như là Trần Phi trong con người cũng vô ý thức chảy lộ ra một tia nhàn nhạt kinh sắc. Dù sao hắn hiện tại rất rõ ràng đại công tước ý vị như thế nào, nhưng bây giờ, tên kia cư nhiên so với đồng cấp đại công tước xa xa mạnh hơn, cái này ý vị như thế nào, đã không thể dùng đơn giản lời thừa để diễn tả. Nói chung đủ để khiến đầu của hắn vào thời khắc này đều có chút nổ vang lên. Bởi vì đại công tước tương đương với bọn họ cổ vũ giả vòng tròn nội tiên thiên trung kỳ. Mà tiên thiên trung kỳ, sợ rằng đối với bọn hắn cổ vũ giả vòng tròn nội mỗi người mà nói, đều là như sấm bên tai. Đó là chân chính xưng là truyền kỳ một cấp bậc. Bất kể là lĩnh nam núi lớn mấy cái đứng ở đỉnh phong ẩn môn thế lực, hay là càng rộng một chút toàn bộ phía nam, thậm chí cái này mênh mông hoa hạ thổ địa, tiên thiên trung kỳ cường giả đều không thể nghi ngờ là cực kỳ đứng đầu. Thậm chí có tư cách ở một ít từ xưa tông môn hoặc tồn tại đảm nhiệm kình thiên trụ vậy tồn tại. Nhưng bây giờ, tên kia lại cư nhiên so với những người này càng mạnh. Đây chẳng phải là... Trong lúc nhất thời, dù là Trần Phi loại này tiểu quái vật cũng không nhìn được sắc mặt hơi có chút biến sắc, có chút buồn bực cùng phiền toái tha cái bù thêm, mâu quang hơi lấp lánh. Lấy hắn hiện thực lực hôm nay, tọa vong kinh luyện khí ngũ trọng tu vi cùng với tam dương kiếm điển đã ngưng tụ ra thứ 13 nói tam dương chân hỏa kiếm khí, theo lý thuyết đang luyện khí ngũ trọng cũng chính là tiên thiên trung kỳ cảnh giới này trong, coi như là nổi tiếng, rào rào giả. Có thể chỉ là như vậy nói, hắn tựa hồ còn không có nắm chắc có thể áp quá đối phương. Chẳng lẽ, phải đợi hắn trước đi đến tam dương kiếm điển đệ tứ trọng, đem trong cơ thể tam dương chân hỏa kiếm khí ngưng tụ ra 18 nói rồi hãy nói. Bởi vì đến lúc đó, trước đây thiên trung kỳ tầng thứ này trong, hắn hẳn là cũng đã vô địch. Áp quá một cái đại công tước cũng không thành vấn đề. Không sai, vị kia hắc long bóp Mạc Tư Nhân quả thực rất mạnh, khách quan mà nói, thậm chí tựu ngay cả chúng ta Brett gia tộc cũng không nguyện đơn giản trêu chọc. Mà nhưng vào lúc này, microphone nội lại truyền tới lão Brett cảm thán thanh âm. Tuy nói thế nhân đều biết, bọn họ Brett gia tộc ở Âu Châu hắc ám 11 ghế bài đệ nhị. Mà yêu thi Đức gia tộc bài đệ tam, tự cho rằng bọn họ Brett gia tộc nhất định phải mạnh hơn người sau, nhưng trên thực tế ni. Ngay cả lão Brett đều không phải không thừa nhận, loại này bài danh hoàn toàn là ngoại nhân nhìn, không đảm đương nổi thật. Bởi vì coi như là như vậy một cái hắc long bóp Mạc Tư Nhân, cũng đủ để cho bọn họ lão Brett gia tộc, tìm không ra bất luận cái gì một lá bài tẩy có thể ứng đối, chứ nói chi là, cái kia gia tộc có người nói còn đang ngủ say một vị đáng sợ hơn lão công tước. Liên bóp Mạc Tư Nhân đều sợ hãi. Nghĩ đến đây dù là lão Brett cũng không nhìn được đưa tay lau mặt một cái bàng mồ hôi lạnh, trong đầu không ngừng lăn lộn xuất quan ở cái kia gia tộc nội tình cường đại nghe đồn. Thậm chí lời nói không dễ nghe, cái gọi là Âu Châu 11 ghế, ở trong mắt đối phương tựa hồ cũng là một cái vui đùa, bởi vì chỉ cần bọn họ yêu thi Đức gia tộc nguyện ý triển lộ ra lá bài tẩy nói, lên đỉnh, đó là tùy tùy tiện tiện sự tình. Chỉ là bọn hắn nhưng thật giống như cũng không có ý định này. Ta
ta hiểu được, lão Brett, đa tạ. Mà đang nghe lão Brett cảm thán sau, Trần Phi híp mắt trầm mặc nửa ngày, rốt cục chậm rãi nở nụ cười, nói. Xem ra, tựa hồ lại được cải biến một chút trước chiến lược A. Có thể đang nghe Trần Phi cảm tạ, lão Brett nhưng không có cười đáp lại, mà là tiếp tục sắc mặt, giọng nói đều có chút ngưng túc. Trần, nếu là ngươi thật cùng cái tên kia có mâu thuẫn gì nói, cá nhân ta kiến nghị, chuyện này ngươi tốt nhất còn là nhiều suy nghĩ một chút. Nói như thế, tuy rằng trước bị ngươi giết chết Đao Phong Sách rất lợi hại, là hắc ám sát thủ giới truyền kỳ sát thủ, thế nhưng, hắn ở hắc long bóp mạc tư nhân trước mặt lại hơn phân nửa no không được bao lâu. Bởi vì trước có cái cùng Đao Phong Sách vậy lợi hại truyền kỳ sát thủ, chính là như vậy chết. Hắn cái này lời mặc dù nói có chút huyền chuyển, có thể hàm nghĩa trong đó nhưng vẫn là khiến Trần Phi thoáng cái liền hiểu. Dù sao ban đầu ở dãy núi ép vừa đứng, bản thân tuy rằng chiến thắng Đao Phong Sách, thế nhưng, trận chiến ấy quá trình lại cực kỳ mạo hiểm, cũng không phải hoàn toàn cường thế áp chế, thậm chí nghiền ép. Có thể vị kia cái gì hắc long bóp mạc tư nhân nhưng thật giống như có thể làm được điểm này, ai mạnh ai yếu hẳn là rất rõ ràng. Lão Brett, có lẽ là ngươi lý giải sai lầm rồi, bởi vì ta cùng vị kia đại công tước kỳ thực cũng không có gì mâu thuẫn. Chỉ là bởi vì, ta có một cái rất cần đồ vật, mạc danh kỳ diệu đến rồi trên tay hắn mà thôi. Ta rất cần vật kia, vì vậy, ta phải đem hắn cầm về. Bất quá Trần Phi nghe vậy lại cười cười, nói. Rất cần đồ vật. Nghe thế lão Brett hơi sững sờ, chậm rãi nói là nhất định phải cầm về gì đó. Đương nhiên, Trần Phi không chút do dự dùng kiên định giọng nói mở miệng nói. Dù sao vậy cũng quan hệ đến bọn họ cổ hoa hạ trúc cơ tu chân cường giả tin tức, chuyện này với hắn mà nói rất trọng yếu, vì vậy hắn không có khả năng buông tha. Vậy được rồi, rất xin lỗi, Trần, chuyện này có thể chúng ta Brett gia tộc rất khó đến giúp ngươi, vì vậy, chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Mà đang nghe Trần Phi vậy kiên định giọng nói, lão Brett bất đắc dĩ nhún vai, lắc đầu nói. Đa tạ hảo ý của ngươi, lão Brett, bất quá ta tin tưởng ta nhất định sẽ có hảo vận. Cứ như vậy đi, ta cúp trước. Trần Phi một lần cười nói theo, một bên vươn tay cúp loại này điện thoại. Hắc Long A, không nghĩ tới trên đời này thật là có cái loại này đồ chơi tồn tại. Mà ở cúp cái này mở điện nói. Trong đầu hồi tưởng lại trước này hơi hơi mang theo chấn động lòng người nói nội dung, dù là Trần Phi cũng không nhịn được hơi cảm thán lên, vẻ mặt cổ quái. Hắc Long, không phải là phương Tây điện ảnh trong này trương cánh thật lớn rắn mối sao? Mặc dù nói là nói như vậy, có thể cái loại này sinh vật cường đại nhưng vẫn là không thể nghi ngờ a. Vì vậy tên kia gọi bóp mạc tư nhân tên quả thực vận khí tốt. Bởi vì có thể tìm được một chỉ từ thời đại kia để lại Hắc Long máu, cái này cũng đã rất tốt. Không nghĩ tới tên kia lại còn to gan lớn mật mưu toan đem hấp thu tiến trong cơ thể, hơn nữa đáng sợ nhất vâng, hắn còn thành công. Quả nhiên thế đạo này còn là người điên có tiền đồ hơn. Bởi vì bọn họ càng không vị, rất có dũng khí, vì vậy càng có thể nắm chặt cơ hội. Nhất phi trùng thiên. Nửa giờ sau, Trần Phi xe chạy tới Thành Dương huyện vùng ngoại thành ngoại Ngũ Phong Sơn. Bởi vì hắn sư phụ Minh Đạo Xuyên ẩn cư nơi cùng với hắn từ nhỏ đến lớn tập võ nơi, chính là ở chỗ này. Mà khi Trần Phi dừng xe ở chân núi, quen thuộc đi qua hồi hương lầy lội đường nhỏ, leo lên Ngũ Phong Sơn giữa sườn núi, đẩy ra một tòa tọa lạc tại trên đó rộng phổ thông nhà dân đại môn lúc, nhất thời liền nhìn thấy một vị thân mặc áo bào trắng lão giả tóc bạch kim đang ở trong sân bưng tay nâng xu thế, như một vị võ học đại sư vậy diễn luyện theo hình ý quyền sáo lộ cùng chiêu thức. Sư phụ, mà rất hiển nhiên, cái này áo bào trắng lão giả tóc bạch kim không là người khác, chính là Trần Phi sư phụ Minh Đạo Xuyên Minh Bá. Vì vậy vừa thấy được thân ảnh kia Trần Phi nhất thời mừng rỡ lên tiếng nói. Lão đầu tử này cuối cùng cũng xuất hiện. Nhưng ngay khi hắn lời nói này thốt ra không bao lâu, trên mặt hắn thần sắc lại đột nhiên tình không điều khiển tự động trầm xuống, đồng thời nhịn không được thốt ra hỏi, sư phụ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao ngươi vết thương trên người nặng như vậy? Trung y chú ý vọng, văn, vấn, thiết, vì vậy khoảng cách gần như vậy quan sát, hắn đương nhiên thoáng cái là có thể nhìn ra, sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên hiện ở thương thế trên người lại rất nặng, điều này làm hắn nhịn không được trong con ngươi hiện ra lửa giận. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Là ai? Đã trở về. Mà ở nhìn thấy Trần Phi đến, Minh Đạo Xuyên Minh Bá nhưng chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, hỏi một tiếng. Sẽ không có tiếp qua nhiều quan tâm hoặc là mở miệng hỏi cái gì,
mà là tiếp tục ở trong sân diễn luyện theo hình ý quyền sáo lộ, chiêu thức, cực kỳ chuyên chú. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi tuy rằng trong lòng đã không gì sánh được nôn nóng cùng nghi hoặc, có thể hắn vẫn ngạnh sinh sinh chế trụ này tâm tình, đứng ở tại chỗ thành thật cùng đợi. Như vậy hồi lâu sau, Minh Đạo Xuyên Minh Bá rốt cục từ từ thu liễm lại mình luyện tập võ nghệ chiêu thức. Bão Nguyên Quy Nhất, đứng thẳng như tùng, đứng ở tại chỗ trầm mặc không nói hồi lâu sau, mới rốt cục chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, đem con người quét về phía một bên đã có một ít không dằn nổi Trần Phi, thản nhiên nói đi thôi, theo ta vào nhà. Vâng, nghe vậy Trần Phi ngay tức khắc theo Minh Đạo Xuyên tiến nhập phòng trong. Ta nghe Diêm La nói, người ở đây Italia giết một cái SS dị năng giả. Vào nhà bên trong, Minh Đạo Xuyên Minh Bá ngồi xuống, đột nhiên mở miệng hỏi. Nghe vậy Trần Phi hơi sững sờ, sau đó lập tức gật đầu nói đúng vậy, sư phụ. Minh đúng Minh Đạo Xuyên, hắn không muốn giấu giếm. Mà đang nghe Trần Phi gật đầu đáp lại lời của mình, Minh Đạo Xuyên Minh Bá thật sâu nhìn đồ đệ mình liếc mắt, kỳ già nua con ngươi, cũng không nhịn được lướt qua một luồng nhàn nhạt giật mình cùng không nói gì. Bởi vì, trên thực tế, về Trần Phi tiểu tử này thực lực không bình thường tăng trưởng, từ lúc hắn lần trước lúc trở lại, Minh Đạo Xuyên Minh Bá tựu đã phát hiện đến một ít mánh khóe. Chỉ là khi đó hắn cũng không có để ý. Bởi vì đối với hắn loại tầng thứ này lão gia này mà nói, tiên thiên dưới, thậm chí tiên thiên trung kỳ dưới, hình như căn bản cũng không có nhét vào ở trong mắt cần phải. Nhưng bây giờ, tiểu tử này, hắn đồ đệ Trần Phi thực lực tăng trưởng tốc độ, lại hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Thậm chí, ngay cả hắn loại này lão gia này cũng không nhịn được cảm thấy giật mình. Vậy ngươi bây giờ đến tột cùng là thực lực gì? Nghĩ đến đây, dù là Minh Đạo Xuyên Minh Bá cũng không nhịn được hỏi. Ta hiện tại, nghe được bản thân lời của sư phụ, Trần Phi hơi sững sờ, sau đó vô ý thức vươn tay ở trên đầu mình khấu trừ trừ. Hắn hiện tại đến tột cùng là thực lực gì? Cái này, hình như liên chính hắn đều không có biện pháp chỉ để ý nói ra. Phổ thông cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ hẳn là rất khó cùng ta bình thường giao thủ đi. Vì vậy suy nghĩ nửa ngày, Trần Phi mới do dự mà cho ra đáp án này. Bởi vì lấy thực lực của hắn bây giờ, quả thật có tư cách như thế kiêu ngạo nói. Phổ thông tiên thiên trung kỳ đều rất khó cùng người bình thường giao thủ. Mà đang nghe Trần Phi nói như vậy, dù là Minh Đạo Xuyên Minh Bá trước tự có vài phần chuẩn bị tâm lý, nhưng bây giờ, hắn nhưng vẫn là không khỏi giọng nói chấn động, già nua con người hơi co rút lại. Ngay sau đó, tầm mắt của hắn xuyên thấu qua không khí, ngưng nhìn đồ đệ của mình Trần Phi, trầm mặc nửa ngày sau, mới chậm rãi, có chút không xác định nói lẽ nào tiểu tử ngươi chiếm được một vị thời cổ đại luyện khí sĩ truyền thừa. Sư phụ ngươi, làm sao biết? Nghe vậy Trần Phi thân thể run lên, có chút bất khả tư nghị nhìn Minh Đạo Xuyên. Sư phụ hắn, cư nhiên biết. Tuy rằng Trần Phi hiện nay đã ở địa cầu này tìm được rồi rất nhiều về tu chân giới dấu vết, thế nhưng, làm hiện tại hắn sư phụ Minh Đạo Xuyên như vậy trắng ra, thoáng cái tự nói ra trong lòng hắn bí mật lớn nhất, cái này cũng vẫn là đem hắn cho lại càng hoảng sợ, tiếng kinh hô tình không điều khiển tự động vô ý thức thốt ra. Khụ khụ, không nghĩ tới lại là thực sự, xem ra tiểu tử ngươi thực sự là vận khí tốt ha. Mà ở nhìn thấy đồ đệ mình loại phản ứng này, Minh Đạo Xuyên Minh Bá giả nua con ngươi khẽ híp một cái, một bên ho khan, một bên phát ra hơi có chút mệt mỏi thanh âm. Sư phụ, không có chuyện gì chứ, nhường ta xem một chút. Mà đang nghe sư phụ mình không bình thường tiếng ho khan, cùng với lời kia giọng nói trong uể oải, Trần Phi sắc mặt chưa thay đổi, sau đó cấp tốc cước bộ vừa nhấc, đi tới Minh Đạo Xuyên Minh Bá trước mặt, đem cổ tay của hắn trừ lên, huyền mạch lên. Mà ở cảm thụ được đồ đệ của mình đối với mình tập kích, Minh Đạo Xuyên Minh Bá con người vô ý thức lệ lệ, thân thể đều phản xạ có điều kiện chuẩn bị động, nhưng sau đó hắn lại ngay tức khắc phản ứng kịp ở trước mặt hắn là người trong nhà, là đồ đệ của hắn. Vì vậy hắn cũng liền khẽ lắc đầu một cái, thả phòng bị, mặc cho Trần Phi trừ khởi tay phải của mình cổ tay, vì hắn huyền mạch lên. Đây là... Mà ở đi qua huyền mạch triệt để, nghiêm túc vì mình sư phụ kiểm tra rồi một lần tình huống sau, Trần Phi trước sắc mặt vốn là đã có một ít âm trầm cùng nóng nảy, mà bây giờ, trên mặt hắn cái loại này tâm tình lại trở nên càng tăng lên. Bởi vì hắn phát hiện sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên trong cơ thể cư nhiên trầm tích theo đại lượng độc tố, hơn nữa, độc này làm tựa hồ còn chưa phải là thông thường độc tố, mà lại là người tu chân thủ đoạn. Sư phụ, người thường thế kia, là luyện khí sĩ lưu lại cho ngươi.
Ngay sau đó Trần Phi Vi khẽ nâng lên đầu, nhìn Minh Đạo Xuyên khô bại sắc mặt, liếc mắt liền nhìn ra trong cơ thể hắn khổng lồ chân khí, có chút vận chuyển tối nghĩa. Ngươi thật đã nhìn ra, cũng đúng, ngươi bây giờ vậy cũng xem như là một vị luyện khí sĩ, ứng đối thứ này rất quen thuộc. Minh Đạo Xuyên Minh Bá nao nao, gật đầu nói. Nguyên lai hắn trước không cẩn thận cùng một vị người kém cỏi lúc giao thủ, ngoài ý muốn lọt vào đối phương ám toán, đây cũng là dẫn đến hắn trong khoảng thời gian này vẫn mai danh ẩn tích, bộc phát hư nhược nguyên nhân chủ yếu. Cái này luyện khí sĩ thủ đoạn cũng nhanh hơn cổ vũ giả lợi hại, vì vậy nếu là tình huống này lại kéo dài nữa, chỉ sợ cũng xem như là hắn Minh Đạo Xuyên cũng sẽ bỏ mạng ở cái này ma độc lên. Bởi vì loại độc tố này thật sự là có chút quá bá đạo, hơn nữa trầm tích trong cơ thể lâu lắm. Coi như là một vị nhanh hơn hắn lợi hại tiên thiên hậu kỳ cường giả, đều khó khăn cho là hắn trừ độc. Trừ phi là, tiên thiên hậu kỳ đỉnh, nhưng vấn đề là cái loại này đẳng cấp cường giả không có thể như vậy tùy tùy tiện tiện có thể xuất hiện. Ta thử trước một chút, sư phụ ngươi ngồi xuống trước. Có thể nghe nói Trần Phi lại khoát tay áo, một bên trên mặt lộ ra lau một cái ngưng trọng màu sắc, một bên ý bảo Minh Đạo Xuyên Minh Bá ngồi xuống trước. Ngươi muốn làm gì? Nghe vậy Minh Đạo Xuyên Minh Bá nao nao. Đã có thể sau đó một khắc, tiếng nói của hắn vừa dứt dưới, Trần Phi cũng đã nhẹ vỗ một cái tay hắn lưng, một đạo linh khí tuôn ra, hóa thành lưỡi dao sắc bén đem phía trên da thịt thoáng mở ra đến một điểm, sau đó một luồng sợi sáng lạn ngón cái vậy kích thước kiếm khí liền xông vào người sau trong cơ thể. Tiếp theo chốc lát, Minh Đạo Xuyên Minh Bá giả nua khuôn mặt nhất thời trở nên có chút huyết hồng. Mà ở huyết hồng trong lại cấp tốc lại một xóa sạch làm người ta buồn nôn hắc khí cấp tốc phản công, rất là sấm nhân. Như vậy sau một lát, Trần Phi cư nhiên đều trở nên đầu đầy mồ hôi, cả người kịch liệt lay động điều khiển tam dương chân hỏa kiếm khí vì mình sư phụ trừ độc. Một giọt tích tanh hôi máu, từ kỳ lỗ chân lông trong thẩm thấu đi ra, tiến tới bị cấp tốc bốc hơi lên. Được rồi, dừng tay. Nhưng ngay khi chỉ vài hơi thở sau, Minh Đạo Xuyên Minh Bá sắc mặt lại chợt biến đổi, sau đó lại mạnh mẽ chặt đứt Trần Phi cùng trong cơ thể hắn tam dương chân hỏa kiếm khí liên tiếp, đưa hắn đổ đệ cho đẩy ra. Bởi vì nhưng vào lúc này, Trần Phi trên mặt thần sắc bất ngờ đã cực kỳ tái nhợt, thậm chí cả người đều giống như là bị mưa to ngâm quá vậy, khí tức như loạn, thân thể điên cuồng lay động. Tốt, độc thật là lợi hại, luyện khí lục trọng ma tu sao, mà ở bị bản thân sư phụ đẩy ra sau. Trần Phi trong con ngươi quanh quẩn một loại lòng còn sợ hãi cùng chợt ngoan lệ màu sắc, lẩm bẩm nói. Trong lòng của hắn lòng vẫn còn sợ hãi, tự nhiên là không nghĩ tới ở địa cầu này, lại còn có loại tầng thứ này luyện khí sĩ, luyện khí lục trọng. Mà hắn sở dĩ sẽ chợt tuôn ra một loại ngoan lệ cảm xúc, cái này cũng rất đơn giản. Tên kia, lại dám hướng sư phụ hắn hạ thủ. Phanh! Bất quá nhưng vào lúc này, đầu hắn trên lại đột nhiên bị đánh như vậy một chút. Chỉ thấy Minh Đạo Xuyên Minh Bá trầm mặt lạnh lùng nhìn hắn, nghiêm túc răn dậy thanh nói ra tiểu tử ngươi như thế hồ tới làm gì. Ngươi có biết hay không vừa rồi nếu không ta phản ứng rất nhanh, ngươi phải cùng ta vậy, dính vào cái này phiền toái độc. Trần Phi trầm mặc một chút, lại mở miệng nói sư phụ, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi làm sao sẽ đột nhiên dính vào loại vật này, là ai đã hạ thủ. Ngươi, nghe vậy Minh Đạo Xuyên Minh Bá giả nua con ngươi híp lại một chút. Nhàn nhạt tình cảm ấm áp từ trong đó chảy xuôi ra, tối cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói vận khí không tốt, bị người ám toán. Bất quá tên kia thực lực bây giờ quả thực rất mạnh, coi như ta có chuẩn bị, phỏng chừng cũng không phải là đối thủ của hắn đi. Ngay cả sư phụ ngươi tiên thiên hậu kỳ thực lực đều không phải là đối thủ của hắn. Trần Phi con ngươi hơi rụt một cái, sau đó liền vô ý thức nhẹ giọng nỉ non lên xem ra tên kia không là cái gì đơn giản luyện khí lục trọng. Lẽ nào, trên tay hắn có hoàn chỉnh luyện khí cảnh giới tu chân công pháp? Bất quá tuy rằng trong lòng có chấn động như vậy cùng vô cùng kinh ngạc, thế mà Trần Phi chữa bệnh không có trong vấn đề này mặt muốn lâu lắm. Theo, chỉ thấy hắn cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi chăm chú nhìn bản thân sư phụ, mở miệng hỏi sư phụ, đến tột cùng là ai hướng ngươi đã hạ thủ? Đối phương làm như vậy, có đúng hay không có chút thật quá mức? Quá phận, nếu là ngươi biết hắn gần nhất sở tác sở vi, sợ rằng sẽ cảm thấy đây không phải là quá phận, mà không phải phát rồ. Nghe vậy Minh Đạo Xuyên Minh Bá lắc đầu, lại có một ít thở dài nói hổ báo đường la tôn ngươi biết chưa? Hắn không biết ở đâu tìm được rồi từng khiến võ lâm nhấc lên tinh phong huyết vũ ma công, hơn nữa đem tu luyện thành công.
Cái loại này công pháp có thể hấp thụ cổ vũ giả tinh huyết, tăng cường lực lượng của chính mình, vì vậy mấy năm gần đây võ lâm đã có không ít tiên thiên cường giả không giải thích được mất tích. La Tôn. Nghe vậy Trần Phi con ngươi lóe lên, đột nhiên tuôn ra một nồng nặc ngoan lệ nói sư phụ, ý của ngươi là, hắn hiện tại đem ngươi theo dõi, vì vậy hướng ngươi hạ thủ. Chỉ là lời nói này cứ như vậy thốt ra, Trần Phi liền không nhịn được trong nội tâm tuôn ra nồng nặc lửa giận cùng ngoan lệ. La Tôn, tuy rằng người này phát rồ hàng đầu hắn đã không tính là nghe thiếu, nhưng bây giờ, người này lại dám hướng về phía hắn Trần Phi sư phụ hạ thủ, thật cho là mình rất nghiêu ép, có thể không kiêng nể gì cả sao. Từng khiến võ lâm nhắc lên tinh phong huyết vũ ma công. Nghe tựa hồ rất bá khí, rất lợi hại, thế mà loại vật này ở Trần Phi trong mắt nhưng chỉ là dưới tam lưu rác dưới. Bởi vì chân chính lợi hại tu chân công pháp, là tuyệt không khả năng đi cái loại này cận dựa vào toàn lực bàng môn tả đạo. Mẹ, người này lá gan thật đúng là đại. Không sai. Nghe vậy, Minh Đạo Xuyên Minh Bá có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói hắn hiện tại đã chính mình tiên thiên hậu kỳ thực lực, vì vậy tầm thường tiên thiên cường giả chân nguyên cũng đã đối với hắn không có tác dụng đi. Hơn phân nửa là bởi vì, này dạng hắn mới đem ta theo dõi, sau đó ta tự không cẩn thận bị hắn cho đánh lén, đến cuối cùng tuy rằng trốn thoát, nhưng này độc. Nói đến đây hắn nhịn không được có chút khổ sở lắc đầu. Lúc đầu hắn đem Trần Phi gọi ra, là muốn nhìn một chút đã biết đồ đệ có biện pháp nào không có thể giúp hắn, có thể vừa rồi một màn kia. Nếu là trong cơ thể hắn độc này không có biện pháp giải quyết, chỉ sợ cũng xem như là hắn Minh Đạo Xuyên cũng khó mà kiên trì nữa đã bao lâu đi. Sư phụ ngươi yên tâm, độc này làm ta có biện pháp. Có thể nhưng vào lúc này Trần Phi lại đột nhiên như vậy mở miệng, khiến Minh Đạo Xuyên chân mày cau lại. Có biện pháp, ngươi là nghiêm túc, không gạt ta. Minh Đạo Xuyên đang nhìn mình đồ đệ sắc mặt có chút cổ quái nói ngươi không phải mới vừa. Tuy rằng ngươi bây giờ cũng là một vị luyện khí sĩ, thế nhưng, tên kia lực lượng hẳn là so với ngươi lợi hại không? Không sai, ta thực lực bây giờ quả thực không bằng hắn, bất quá, ta còn có biện pháp khác có thể giải độc. Nghe vậy Trần Phi gật đầu, lại nói. Biện pháp gì? Nghe thế Minh Đạo Xuyên nhìn không được con ngươi trầm xuống, nghiêm túc hỏi. Ngươi hẳn là nhớ kỹ Thúy Hồ phía dưới cái kia dưới nước động quật đi. Nghe vậy Trần Phi híp mắt mở miệng, chậm rãi nói tại nơi dưới nước động quật bên trong, có một gốc cây tên là Kim Thiềm Nguyệt Quả Thiên Tài Địa Bảo. Đó là một loại nhân cấp trung phẩm chân quý linh dược, chỉ cần chúng ta có thể đi vào đem linh dược lấy ra nói, sư phụ ngươi độc trong người, liền không coi vào đâu. Vậy còn chờ thập, có thể phía dưới kia còn có một đầu khó dây dưa xúc sinh. Minh Đạo Xuyên Minh Bá trước còn có chút kích động, có thể theo sát mà hắn lại đột nhiên nhíu mày một cái, nhớ tới tại nơi Thúy Hồ phía dưới còn có một đầu thập phần khó dây dưa xúc sinh. Coi như là hắn ở chưa tiến vào tiên thiên hậu kỳ trước, ở dưới nước, cũng không có thể từ xúc sinh kia trong tay đem bụi cây kia thần kỳ linh dược lấy ra, mà bây giờ, coi như hắn đã trở thành một gã tiên thiên hậu kỳ cường giả, có thể hắn nhưng bởi vì bản thân bị trọng thương, không có biện pháp, cũng không nắm chặt động thủ a. Ta đi thử một chút, lấy ta thực lực bây giờ, cũng đủ rồi. Bất quá tựu sau đó một khắc Trần Phi lại mở miệng nói. Ngươi đi. Nghe vậy Minh Đạo Xuyên ngẩng đầu quét đồ đệ mình liếc mắt, con ngươi trong hơi xẹt qua một tia vẻ kinh dị, sau đó chậm rãi nói tuy rằng xúc sinh kia vốn là thực lực cũng không coi là rất mạnh, vẻn vẹn chỉ là trước đây thiên trung kỳ tả hữu, thế nhưng, ở dưới nước cũng nó sân nhà. Ta năm đó đều không có thể ở nó trong tay đòi cái gì tốt. Tiểu tử ngươi thật có nắm chắc. Ngươi yên tâm đi, sư phụ, lấy ta thực lực bây giờ không vấn đề lớn lao gì, nghe vậy Trần Phi cười cười, thế mà ở trong lòng hắn mặt cũng muốn như vậy. Bởi vì hắn biết rõ, lấy sư phụ hắn tình huống hiện tại đã kéo nguy, vì vậy mặc kệ có nắm chắc hay không, hắn đều phải. Nhất định phải đi, hơn nữa, còn phải thành công, bằng không chuyện này tựu thực sự phiền toái. Được rồi. Minh Đạo Xuyên Minh Bá tự nhiên không biết Trần Phi trong lòng ý tưởng chân thật, chỉ cho là mình đồ đệ thực lực bây giờ, quả thật có khả năng từ xúc sinh kia trong tay đem bụi cây kia thần kỳ linh dược mang về. Hơn nữa mặc dù là thất bại, lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn trở thành công thoát thân nghĩ đến cũng không có vấn đề gì. Vì vậy hắn cũng không lại ngăn cản. Mà đang ở Bắc Sơn Thị Thành Dương huyện bên này, Trần Phi đang chuẩn bị đi trước Thúy Hồ Thủy để dưới động quật. Hái bụi cây kia Kim Thiềm Nguyệt Quả thời gian, xa ở kinh thành lão Trần gia nội nơi nào đó đang ở diễn ra như vậy một màn. 3.
những tên kia đã bắt đầu hướng về phía ta tới. Một gian bên trong thư phòng, một thoạt nhìn tặc mi thử nhãn trung niên nhân chính vẻ mặt giận dữ hướng trước mặt hắn vị lão giả kia mở miệng nói. Mà lão giả kia thoạt nhìn đoán chừng đều có 60-70, trên mặt nếp uốn cũng khá nhiều, tóc xám trắng, làm cho cảm giác thật giống như nhanh hấp hối, sắp đi vào quan tài bản vậy. Mà lão giả này không là người khác, chính là trước ở lão Trần gia nội bộ trong hội nghị từng phát biểu rất nhiều nghĩa tránh ngôn từ kiến giải lão Trần gia chi thứ Trần Hoa Tần. Đến mức lúc này chính đứng ở trước mặt hắn lấm la lấm lét trung niên nhân cũng không phải người khác, đúng là hắn Trần Hoa Tần nhi tử, hiện giữ kinh thành ta bộ phó thính trưởng Trần Duy Sơn. Làm dựa vào lão Trần gia cây to này thừa lương Trần gia chi thứ đệ tử, hắn Trần Duy Sơn tuy rằng không khả năng bao lớn, thậm chí có một ít người ngu ngốc, có thể nhưng vẫn là ở hơn 40 tuổi từng tuổi này hỗn thượng ta bộ phó thính trưởng, mặc dù hắn chỗ ở bộ môn chỉ là cái nước trong nha môn, không nhiều ít nước luộc cùng thực quyền. Nhưng này cũng tiện sát người bên ngoài, không biết bao nhiêu người âm thầm ước ao đấu kỵ. Mà hết thảy này, cũng bởi vì hắn họ Trần, cũng bởi vì ở phía sau hắn có một cái quái vật lớn, đó chính là lão Trần gia. Nhưng bây giờ Trần lão thái gia sống thọ và chết tại nhà, trăm năm qua đời, liên đới lão Trần gia cũng lâm vào dung chuyển thời kỳ, lực lượng bị hao tổn, lực ảnh hưởng hạ giá, đây đối với hắn người như thế mà nói, tự nhiên là rất trầm trọng cùng thật lớn đả kích. Không nói khác, liền nói bây giờ cách 3 tháng kỳ càng ngày càng gần, này đang âm thầm nhìn chằm chằm bọn họ lão Trần gia tên, tựa hồ cũng đã cấp khó dằn nổi, sốt ruột nhảy ra ngoài. Mà kể từ đó, nhớ hắn Trần Duy Sơn loại này không khả năng bao lớn, thậm chí có một ít người ngu ngốc, hoàn toàn là lão Trần gia phía sau thôi động mới bỏ lên trên hôm nay vị trí này có tiếng mà không có miếng hạng người, dĩ nhiên là thành trong mắt những người kia hương thịt mô mô. Là những người đó chủ yếu nhằm vào đối tượng. Thay lời khác mà nói, đó chính là hắn Trần Duy Sơn dưới mông vị trí đã càng ngày càng bất ổn, vì vậy đây đối với sớm đã thành thói quen ở cái vị trí kia oai phong một cõi, ra lệnh, hăng hái, hét năm uống sáu hắn mà nói, tại sao có thể tiếp thu cùng dễ dàng tha thứ chuyện như vậy phát sinh. Vì vậy đối mặt với cái kia kỳ hạn càng ngày càng tiếp cận, hắn Trần Duy Sơn, chân thực có chút không nhẫn nại được nội nóng nảy trong lòng cùng hoảng loạn, vì vậy chạy tới hướng cha hắn, cũng chính là Trần Hoa Tần xin giúp đỡ. Hướng ngươi tới, cái gì hướng về phía ngươi đã đến rồi? Lẽ nào đã có người chuẩn bị hướng ngươi hạ thủ? Nghe vậy Trần Hoa Tần mặt âm trầm, sắc mặt khó coi nói. Đúng vậy, ba, ngươi không biết, ngày hôm nay trong di ủy đều có người đến chúng ta bộ bên trong tới, tuy rằng không minh xác nói chuyện gì, có thể những tên kia hắn ma trong mắt đều một mực trên người ta chuyển. Ba, lần này ngươi có thể nhất định phải mau cứu ta a, ta cũng không thể bị điều tra. Hơn nữa bọn họ nếu đem chức của ta vị cho cầm đi, vậy phải làm thế nào a? Nghe vậy Trần Duy Sơn nhất thời vẻ mặt khóc tang nói. Rất hiển nhiên, hắn chỗ ở bộ môn mặc dù là nước trong nha môn, nhưng mặc kệ nói như thế nào, dù sao cũng là ở kinh thành, mặc kệ nói như thế nào muốn làm cho chút dầu nước hoặc là làm dở chuyện xấu đều là rất dễ dàng một việc. Chớ nói chi là hắn Trần Duy Sơn vốn là trải qua chịu không nổi mê hoặc là nói là lung tung cầm không ít. Vì vậy cái này nếu thật trong chăn di ủy này lấy đao điều tra, chỉ sợ cũng liên hắn bao nuôi mấy cái tỉnh phụ, ở nước ngoài có mấy bộ bất động sản, lung tung cầm bao nhiêu tiền. Những, này một cái đều chạy không thoát. Đến lúc đó, hắn khẳng định tựu là thật thảm. Ba, người tiểu tử thúi này còn không biết xấu hổ nói. Người hắn mà bình thường làm những chuyện kia mà thời gian, thế nào không suy nghĩ một chút sẽ có ngày hôm nay. Thế mà hắn nói chưa dứt lời, vừa nói. Cha hắn Trần Hoa Tần lại nhìn không được trực tiếp một cái tát phiến ở trên mặt hắn, cả tiếng gầm hét lên. Hắn đương nhiên biết mình nhi tử cái mông dưới không thế nào sạch sẽ, dĩ vãng dựa vào lão Trần gia cây to này, cũng để cho hắn nghĩ không có vấn đề, không là vấn đề lớn lao gì, nhưng bây giờ. Ba, ta làm sao biết đại gia gia lại đột nhiên chết? Ta mặc kệ, chuyện này ngươi có thể nhất định phải giúp ta một chút, ta thế nhưng con độc nhất của ngươi, nếu ta bị bắt. Hoặc là nếu cái mông ta phía dưới vị trí không có, mặt của ngươi để nơi nào? Này dòng chính về sau sẽ định thế nào nhà của chúng ta? Trần Duy Sơn bụng mặt chỉ cảm thấy hỏa lạt lạt, lại vẫn là như vậy mở miệng nói rằng. Ngươi, ta, hanh, mà đang nghe con trai mình trong miệng như vậy không mặt mũi không ra nói, Trần Hoa Tần tức giận đều thiếu chút nữa thổi râu mép chừng mắt, có thể cuối cùng hắn vẫn bất đắc dĩ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt phức tạp nói giúp ngươi.
ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi? Tối đa ta hiện tại cũng chỉ có thể cho ngươi không đi ngồi tù. Dù thế nào những tên kia cũng chỉ là hiểu rõ quét ngang chúng ta lão Trần gia ở quan trường nội năng lượng. Đến mức ngươi dưới mông mặt vị trí, đã đừng nghĩ bảo vệ. Nói đến đây, hắn lại nhịn không được dùng một bộ hận thiết bất thành cương giọng nói, nếu không chính ngươi cùng cái người ngu ngốc tựa như, đều hơn 40 tuổi, cái gì có thể chịu đựng cũng không có. Ngươi nói những tên kia không đem ngươi cho để mắt tới, nhìn chăm chú ai? Ngươi xem một chút Trấn Quốc, Trấn Quân còn có xuống núi bọn họ đều cùng ngươi không sai biệt lắm đại đi. Những tên kia coi như là muốn động bọn họ, động sao? Hắn cử ra theo mấy cái ví dụ. Ta mặc kệ, ba, đến cùng ta có phải là ngươi hay không ruột? Lẽ nào ngươi thật nhẫn tâm nhìn thấy ta bị những tên kia đuổi ra khỏi nhà, trở thành tứ cửu thành trò cười? Có thể nghe nói Trần Duy Sơn lại đột nhiên phản ứng kịch liệt, nói. Nói đùa, nếu hắn Trần Duy Sơn dưới mông mặt vị trí không có, vậy còn được. Chung quanh hắn này hồ bằng cẩu hữu sẽ thấy thế nào hắn? Sẽ thế nào trào phúng trò cười hắn? Loại tràng cảnh đó chỉ là ngẫm lại hắn cũng đã khó có thể tiếp nhận rồi, chớ nói chi là đã thành thói quen quyền lợi cùng chức quan mang tới chỗ tốt sau, hắn càng không có biện pháp thoát khỏi cái loại này dục vọng cùng quyền lợi tâm. Vì vậy hắn tuyệt không muốn nhìn thấy một màn kia phát sinh, hắn Trần Duy Sơn bị lấy xuống nón quan. Nghe vậy, Trần Hoa Tần vốn là hẳn là sinh khí, có thể hắn nhưng không biết vì sao đột nhiên có chút tâm tư đắng chát lên, lắc đầu thở dài nói Duy núi, coi như là ngươi không tiếp thụ. Không muốn, như vậy có thể thế nào? Hiện tại chúng ta lão Trần gia ngay cả mình đều tự lo không xong, bởi vì tùy thời cũng có thể sẽ có đại phiền toái, vì vậy ngươi nghĩ ở vào thời điểm này, ai sẽ nguyện ý đứng ra cho ngươi xuất đầu? Ta! Nghe vậy Trần Duy Sơn sắc mặt cứng đờ, lại đột nhiên kích động nói ba, ngươi không phải nói Trần Trấn Quốc con của hắn, có thể mời được Hứa lão thái gia đứng ra bang trợ chúng ta lão Trần gia sao? Hắn nói lời này lúc, thật giống như có đột nhiên tìm được rồi cái gì hy vọng. Trần Trấn Quốc con của hắn. Nghe được con trai mình lời này, Trần Hoa Tần trong con ngươi nhìn không được xẹt qua một tia phức tạp cùng cổ quái màu sắc, sau đó tình không điều khiển tự động lắc đầu nói hắn ngươi là đừng hy vọng. Trước Trần Bình Trương từng phái người đi tiếp xúc tiểu tử kia mụ mụ, cũng chính là năm đó bị chúng ta đuổi ra ngoài nữ nhân kia, nói nguyện ý tiếp nhận hai mẹ con bọn họ tiến nhập chúng ta lão Trần gia, người biết hắn là trả lời như thế nào. Hắn dĩ nhiên cự tuyệt. Cái gì, cự tuyệt? Mẹ, thật là một tiện nhân, chỉ nàng cái loại này từ nông thôn đến đồ đê tiện, có tư cách gì, dựa vào cái gì dám cự tuyệt chúng ta lão Trần gia? Thật cho là mình coi là vật gì vậy? Nghe vậy Trần Duy Sơn biến sắc, lập tức nhịn không được chửi ầm lên lên. Phải biết rằng bọn họ lão Trần gia tại đây kinh thành hạng trình tự, hạng tôn quý, nguyện ý tiếp nhận ngươi loại này nông thôn đến tiện nữ nhân cũng đã coi là phá lệ khai ân. Đại nhân đại nghĩa, có thể hắn lại còn dám cự tuyệt, vi phạm bọn họ lão Trần gia hảo ý, hắn ma đích thực cho là mình coi là vật gì vậy. Tiện nữ nhân, thối lẳng lơ. Cái loại này tiện nữ nhân quả thực không tán thưởng, không hiểu tôn ti. Chỉ là, hiện tại hắn coi như cự tuyệt chúng ta, có thể thế nào? Dù sao hiện tại chúng ta lão Trần gia đã cùng trước không giống nhau, loạn trong giặc ngoài a. Trần Hoa Tần lắc đầu nói. Ba, có thể nghe nói. Trần Duy Sơn lại mặt liền biến sắc nói cái gì gọi là chúng ta có thể thế nào. Coi như người nữ kia tiện nhân cùng chúng ta lão Trần gia không quan hệ, có thể tiểu tử kia, trong cơ thể lại chảy chúng ta lão Trần gia máu. Hiện tại chúng ta lão Trần gia xảy ra chuyện lớn như vậy mà hắn lại có năng lực mời được Hứa lão thái gia đứng ra, bang trợ chúng ta lão Trần gia nói, vậy hắn liền có nghĩa vụ, có trách nhiệm, hơn nữa hẳn là vô điều kiện vì gia tộc làm bất cứ chuyện gì. Nói đến đây, hắn còn nghĩa tránh ngôn từ cắn răng nói không được, ba, chúng ta nhất định phải để cho tiểu tử kia đứng ra, đi thỉnh Hứa lão thái gia bang trợ chúng ta lão Trần gia. Tiểu tử kia chỉ là cái tiểu bối, dựa vào cái gì cự tuyệt. Thành thật nghe chúng ta những trưởng bối này nói được rồi. Nói đến phần sau lúc, hắn bắp thịt trên mặt thậm chí có một ít vặn vẹo. Nói đùa, hiện tại có thể đúng là bọn họ lão Trần gia bấp bênh, dung chuyển không chừng thời gian, người đã có cái này năng lực. Còn không đứng ra, cái này sao có thể được? Hơn nữa thân là vãn bối, nên có người vì vãn bối giác ngộ, bọn họ những trưởng bối này nói cái gì, vậy nhất định là cái gì, thành thật theo làm được rồi. Là hắn loại này hơn 20 tuổi thiểu niên biết cái gì? Chỉ cần nghe lời như vậy đủ rồi.
Tuy rằng hắn lời này quả thực nói xong rất nghĩa tránh ngôn từ, nói năng có khí phách, thật giống như thực sự rất vì bọn họ lão Trần gia suy nghĩ vậy, có thể trên thực tế ni. Người này cũng không quá chỉ là muốn nhượng Trần Phi đứng ra, đi mời được Hứa lão thái gia bang trợ bọn họ lão Trần gia dẹp loạn lần này dung chuyển, do đó bảo vệ hắn dưới mông mặt vị trí mà lại. Tâm tắc, thực sự là da mặt đủ dày, cũng đủ dối trá. Ngươi cho là ngươi là ai? Ngươi muốn cho hắn đứng ra tự đứng ra, nhờ ngươi có thể hay không dùng ngươi óc heo suy nghĩ thật kỹ, muốn là chuyện này mà thật đơn giản như vậy, chúng ta lão Trần gia còn phải dùng tới loạn sao? Trần Hoa Tần gặp con trai mình còn không phân rõ sở tình thế, tâm tình càng phát ra buồn bực. Vậy làm sao bây giờ? Ba, ngươi cũng không thể thực sự mắt mở trừng trừng thấy con trai ngươi ta bị cách chức hạ mã đi. Không, không được, ba, ngươi có thể nhất định phải giúp ta một chút. Ta thế nhưng con độc nhất của ngươi. Nghe vậy Trần Duy Sơn nhìn không được sốt ruột nói. Trước đây hắn tổng cho là mình dựa vào lão Trần gia, chuyện gì đều có thể bãi bình. Nhưng bây giờ, lão thái gia trăm năm qua đời, hắn mới cuối cùng cũng biết, nguyên lai lão Trần gia cái danh này cũng không phải vạn năng, hôm nay rất nhiều người cũng chờ theo đối phó bọn họ đâu. Được rồi, chớ ồn ào. Mà ở nhìn thấy con trai mình còn nói ra loại này không mặt mũi không ra nói. Trần Hoa Tần trong lòng càng phiền não, một cái tát trực tiếp vỗ vào thư phòng trên bàn, sắc mặt tối tăm. 3. Trần Duy Sơn tuy rằng người ngu ngốc, nhưng đang nghe cha mình tức giận thanh âm cũng vẫn là không nhịn được đầu rụt một chút, không dám tái tạo lần. Thấy tình cảnh này Trần Hoa Tần nhịn không được thở dài vậy lắc đầu, nói ngươi nếu thật muốn tiểu tử kia đứng ra, giúp chúng ta lão Trần gia mời được Hứa lão thái gia hỗ trợ, sợ rằng ngoại trừ khiến tiện nữ nhân nhả ra ở ngoài. Trừ lần đó ra lại không có biện pháp nào khác. Nhường tiện nữ nhân nhả ra. Trần Duy Sơn nghe vậy cả người không khỏi chấn động, ngay sau đó trên mặt tự lộ ra lau một cái âm ngoan thần sắc, nói ba, người yên tâm, ta biết phải biết làm. Tiện nữ nhân, hanh. Trong mắt hắn, tiện nữ nhân hoàn toàn chính là từ nông thôn đến chân đất, thân phận, địa vị hạng ti tiện. Hôm nay bọn họ lão Trần gia nguyện ý lòng từ bi, phá lệ khai ân. Dung nhượng hai mẹ con bọn họ tiến nhập gia tộc, cái này đã thiên đại ban ân, lại còn không hiểu được quý trọng, còn dám cự tuyệt, thực sự là muốn chết. Giống, mà đang ở Trần Hoa Tần cùng con của hắn Trần Duy Sơn trong lúc đó nói chuyện từ từ sau khi kết thúc, xa ở Bắc Sơn thị thành Dương huyện Trần Phi, cũng rốt cục đã đi tới Thúy Hồ bên cạnh, sau đó tiềm nhập đáy hồ. Còn nhớ rõ lần trước, hắn thiếu chút nữa bị cả người không sạch sẽ dưới nước xà hủy một ngụm nuốt, táng thân đáy hồ. May là hắn chạy trốn tốt, cũng may là khi đó sư phụ hắn cứu được đúng lúc. Bằng không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, chỉ sợ hắn từ lâu mất mạng. Mà hiện nay, hắn Trần Phi đã chính mình luyện khí ngũ trọng thực lực cường đại, thậm chí ngay cả tầm thường cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ, đều sợ rằng đã không phải là đối thủ của hắn. Cho nên nói là đã hoàn toàn lột xác cũng không quá, tự nhiên đối với hắn ngày hôm nay chuyến này tràn đầy lòng tin, cũng phải nhất định phải một cách tự tin. La Tôn nhất định là chiếm được một cái ma tu luyện khí sĩ truyền thừa, vì vậy độc kia làm, quả thật có chút môn đạo. Một bên phát thông một tiếng lẻn vào Thúy Hồ đáy, Trần Phi hắn một bên tự lẩm bẩm. Phải biết rằng lấy hắn hiện tại thực lực hôm nay, mặc dù không sử dụng cái gì y thuật thủ đoạn, ở địa cầu này, cũng rất ít có cái gì chứng bệnh hoặc là độc tố có thể làm cho hắn cảm giác được vướng tay chân hoặc là làm khó. Chớ nói chi là trước hắn đều đã toàn lực ứng phó. Nhưng vẫn là hơi chút chênh lệch như vậy một chút xíu, thế cho nên đến cuối cùng thất bại trong gang tấc, còn kém giờ bị độc kia làm phản công, phản phệ nhập trong cơ thể hắn. Bởi vậy, có thể nghĩ tay kia đoạn có lợi hại dường nào. Bất quá may là, tại đây Thúy Hồ dưới còn cất giấu một gốc cây nhân cấp trung phẩm linh dược kim thiềm nguyệt quả. Nếu là có thể đạt được bụi cây kia linh dược nói, độc này, liền không coi vào đâu. Theo hắn càng ngày càng sâu nhập đáy hồ. Một luồng sợi nhàn nhạt không sạch sẽ khí tựa như cùng khí độc vậy xuất hiện ở chung quanh hắn. Mờ tối đáy biển, cái loại này làm người ta buồn nôn mà lại không có so với cường đại cảm giác đè nén dường như sấm rền vậy phát sinh thanh âm trầm thấp, khiến Trần Phi cũng không nhịn được hơi có chút lòng buồn bực. Tựa hồ sắp tới, thế nhưng cảm giác này, mắt chăm chú tập trung vào đáy hồ ẩn núp dưới nước thông đạo, nơi ấy, rất nặng không sạch sẽ khí tràn ngập. Thậm chí so với hắn đương sơ tới được thời gian còn càng thêm nồng nặc, rất nặng mấy phần, điều này làm cho Trần Phi không khỏi hé mắt, hình như đột nhiên minh bạch vì sao, đương sơ ngay cả sư phó hắn trước đây thiên trung kỳ đỉnh lúc,
đều không từ đối phương quái vật kia trong tay chiếm được chỗ tốt gì. Theo như cái này thì, hắn đương sơ có thể bình yên vô sự thoát thân, thật đúng là mạng lớn a. Dán dưới nước thông đạo, Trần Phi lấy tốc độ cực nhanh nghịch lưu mà lên, cũng liền một hồi thời gian, hắn liền lần thứ hai đi tới dưới đất sông ngầm. Mà tràn đầy không sạch sẽ, làm người ta ngực khó chịu uy áp, cũng ở vào thời điểm này trở nên càng ngày càng nặng nề. Ừ, như vậy tựu sau đó một khắc, trong mắt của hắn đột nhiên rụt một cái. Giống, tê, đột nhiên, một tiếng trầm thấp chói tai xà khiếu vang vọng động quật, xuyên kim nứt đá, nhọn phi thường duệ, đồ có một loại đáng sợ xuyên thấu tính, chấn đắc Trần Phi màng tai làm đau, cũng khiến sắc mặt của hắn trong nháy mắt tựu thay đổi. Bởi vì trước mắt có không sạch sẽ quái vật lớn kéo tới, sau đó khủng bố khí lực hướng phía thân thể hắn đấu đá tới. Tới sao? Nhất thời Trần Phi chỉ cảm giác mình cả người đều có chút sởn tóc gáy, thoáng cái tóc gáy dựng đứng. Bởi vì ngay sau đó liền có một đầu đáng sợ xà hủy xuất hiện ở hắn trong tầm nhìn, miệng to như chậu máu phát sinh tê 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 thanh âm, hướng hắn điên cuồng kéo tới. Hình thể của nó chân thực quá to lớn. Hơn nữa tại nơi miệng to như chậu máu cùng với cả người không sạch sẽ trên thân thể, lại còn có một luồng sợi làm người ta buồn nôn tinh yên ở cuộn, tiếng gào thét càng dọa người. Giống, tê, cả người không sạch sẽ dưới nước xà hủy bộc phát ra một đạo lăng liệt gào thét, chợt phần nước trong chấn động khởi chói tai minh âm, đuôi như roi thép vậy hướng phía Trần Phi lấy núi cao băng xu thế đập tới, nhấc lên dưới nước long quyển tuôn ra, gợn sóng thao thao, thiếu chút nữa nín Trần Phi không thở nổi. Đáng chết! Nhất thời Trần Phi nhịn không được thấp giọng quát mắng một tiếng, một nóng, cực nóng linh khí trong nháy mắt liền từ trong cơ thể hắn hướng dũng mãnh tiến ra, hình thành diễm quang bắn ra bốn phía thất luyệt, khiến che mắt hơi nước cọ đi lên mạo, bọt khí ửng ực. Sau cùng con rắn kia hủy đuôi hung hăng đụng vào nhau, hình thành chấn động vô cùng sóng xung kích, mãnh liệt tứ tán mà mở. Tê, con rắn kia hủy nhất thời bị đau vô cùng tê thấp giọng điên cuồng gào thét lên. Trần Phi thu được trùng kích cũng có một chút ngực khó chịu, thân thể liên về phía sau phương sự trượt mấy thước cự ly. Cái này chết tiệt xúc sinh, da cứng quá a. Trần Phi một lần lấy tay nhẹ vỗ về bản thân máu sao động ngực, một bên sắc mặt âm trầm nhìn chăm chú vào phía trước, to lớn dưới nước quái thú. Con rắn kia hủy hình thể khổng lồ, chừng 7-8 thước chiều dài, kinh khủng nhất là hắn mặt ngoài thân thể, lại vẫn bao trùm một tầng mùi hôi thối làm người ta buồn nôn, thoạt nhìn gập ghềnh. Khanh khanh oa oa đồ vật. Tuy rằng thoạt nhìn rất xấu, nhưng đồ chơi kia lực phòng ngự lại tựa hồ như rất kinh người. Mà con rắn kia hủy đầu, là một viên thoạt nhìn có chút bẹp, tam giác dữ tợn đầu rắn. Chỉ là nhìn một cái cũng đủ để cho nhân tình không điều khiển tự động tay chân tê dại, nội tâm run, chứ nói chi là vậy nó cặp mắt kia, càng tràn ngập quỷ dị cùng không gì sánh được đỏ sẫm hỗn hợp hung quang. Trần Phi chỉ là đối diện đi qua liền có một ít sắc mặt khó coi. Bởi vì cái loại cảm giác này quả thực thật không tốt, không chỉ có làm hắn ra đầu tê dại, còn có chút không hiểu quá bị đè nén. Đây chính là ta lần trước đụng phải đồ vật. Trần Phi con người âm trầm quét đầu kia quái vật lớn, nhịn không được có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói. Bởi vì lần trước, nếu không sư phụ hắn chạy tới đúng lúc, chỉ sợ hắn là thật chạy không thoát, sẽ táng thân tại đây mở tối dưới nước sông ngầm trong. Nhiên nhi lần này... Trong mắt của hắn đột nhiên lược ra lau một cái nồng nặc kiên định, sau đó cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi gắt gao nhìn chăm chú vào cặp kia đỏ thắm xà mâu, trầm giọng nói ta biết ngươi có thể nghe hiểu ta nói một ít lời. Bên trong bụi cây kia kim thiềm nguyệt quả, đem cho ta cần nó. Giống. Tê. Có thể đáp lại hắn cũng con rắn kia hủy lăng liệt gào thét, và nước trong chấn động khởi chói tai minh âm. Dưới nước sông ngầm trong. Tanh hôi tinh phong hình thành long quyển, hung hăng táo bạo trùng kích ở chung quanh thông đạo đá nham trên, phát sinh ùng ùng tiếng vang, khiến lối đi kia nội đá nham thoáng cái bị phá hư rất nhiều. Tê, mà theo tanh hôi tinh phong càng phát ra nồng nặc cùng khổng lồ, con rắn kia hủy lại lần nữa phát ra một tiếng rít, đỏ sẫm con người bỗng nhiên run lên. Theo sát mà, kỳ thân thể trên mặt ngoài, một luồng sợi đục không chịu nổi không sạch sẽ khí đại thịnh, trong nháy mắt. Lại tạo thành một loại rất nặng, chìm hồn lực lượng chợt từ kỳ trong cơ thể tuôn ra, cùng chung quanh dưới đất sông ngầm nước kể cả cùng một chỗ, tạo thành một loại lực lượng kinh người, khiến ở vào phía dưới Trần Phi nhất thời sắc mặt có chút khẽ biến. Xem ra còn là không thể đồng ý a.
nhìn càng phát ra táo bạo xà hủy khiến người da đầu tê dại đỏ sẫm con ngươi, Trần Phi Tình không điều khiển tự động vươn tay ở trên mặt mình chụp vài cái, muốn để cho mình tỉnh táo lại. Chợt chỉ thấy hắn nâng lên con ngươi, nhìn chăm chú vào khổng lồ kia quái vật, tự lẩm bẩm. Hắn biết rõ, giống như đầu này dưới nước xà hủy loại này, tối thiểu đều chính mình luyện khí ngũ trọng thực lực quái vật, nhất định có thể nghe hiểu hắn nói một ít. Chỉ tiếc, chiếu hiện nay tình huống này đến xem ra còn là không thể đồng ý a. Oanh! Nếu không thể đồng ý, vậy không nói. Ta không tin ngươi tổng còn có thể đem ta đuổi đi hai lần. Mà tự sau đó một khắc, kèm theo Trần Phi trầm thấp nỉ non tiếng vang lên, lau một cái diễm quang đột ngột gian lóe lóe, sau đó chừng 13 nói nóng, cực nóng tam dương chân hỏa kiếm khí, khi hắn phất tay gian, mang theo cuồng bạo kiếm khí gào thét, cùng với mãnh liệt uy thế cảm, xuất hiện ở con rắn kia hủy trước mặt, khiến người sau cực đại, đỏ sẫm con ngươi cuồng bạo cùng kinh hoàng. Rất hiển nhiên, từ Trần Phi bộc phát ra lực lượng trong, con rắn kia hủy đã cảm thấy cực lớn nguy hiểm, nhưng này nguy hiểm, nhưng không có khiến cho sau đó lui, trái lại kích phát ra nó hung tính. Giống, TTT, chỉ thấy theo sát mà từ con rắn kia hủy miệng to như chậu máu trong, liền bộc phát ra một đạo đinh tai nhức óc hí, cùng với gầm nhẹ. Theo sát mà chỉ thấy hắn thân thể cao lớn mạnh run lên, kỳ trên người này một luồng sợi tanh hôi không sạch sẽ khí, liền giống như là đột nhiên sống vậy, từ trên người nó thoát ly, hóa thành một chỉ con rắn nhỏ hướng về Trần Phi rậm rạp chẳng chịt vây công đi. Nhất thời Trần Phi cũng là biến sắc, vung mạnh tay lên, sau đó xoay quanh ở chung quanh thân thể hắn nóng, cực nóng tam dương chân hỏa kiếm khí liền lập tức lay động, mang theo phong mang, lược về phía trước phương. Hai cổ hoàn toàn bất đồng chủng loại lực lượng, tại đây mở tối dưới nước sông ngầm phía trên đụng nhau. Ở đụng nhau một chốc, không gian hầu như hơi bị một tính. Oanh! Một đạo đinh tai nhức óc nặng nề thanh, trống rỗng bộc phát ra, khiến Trần Phi cũng không nhịn được thoáng cái có chút lòng buồn bực lên. Bất quá, hắn lại cũng không giống như chuẩn bị cứ như vậy ngồi chờ chết, vì vậy chặt tiếp theo liền thấy hắn có sở động tác, siêu một tiếng. Thân thể hắn liền như diễm quang vậy hóa thành xích hồng sắc thiểm điện, cùng với tốc độ cực nhanh xuyên qua hơn 10m cự ly, xuất hiện ở con rắn kia hủy phía sau, đưa tay nhất chiêu, một thanh hừng hực đốt lượn quanh hơn nữa mang theo lực lượng cường đại viêm kiếm liền ra hiện ở trong tay hắn, hướng về phía thân thể phía dưới, con rắn kia hủy thân thể khổng lồ nhanh đâm ra. Mà ở trên mũi kiếm, lau một cái xóa sạch nóng tam dương chân hỏa lực không ngờ tạo thành từng vòng cao tốc xoay quanh hình tròn lửa nhận. Kỳ điên cuồng xoay tròn gian đưa cho một kiếm này càng cường đại hơn cùng làm cho cắt kim loại lực. T. Nhất thời con rắn kia hủy thân thể cao lớn mạnh run lên, kỳ trong cơ thể tanh hôi hắc máu chảy như suối vậy thoáng cái bão táp đi ra, lâm ở Trần Phi trên người, sau đó càng có một đạo thống khổ, bén nhọn xà tiếng huyết gió, mạnh mọc lên, quanh quẩn ở nơi này dưới đất sông ngầm thông đạo gian, khiến màng nhĩ của hắn đều phảng phất là sắp nổ tung vậy, không gì sánh được chấn người. Mở tối dưới đất sông ngầm trong, nóng mà lại cực nóng tam dương chân hỏa kiếm khí, dắt cuốn lúc này chính cao tốc xoay tròn cắt kim loại khủng bố năng lượng, ở Trần Phi phất tay gian, bạo phát ra làm người ta khó có thể tin cuồng bạo không thể, điên cuồng hướng về phía con rắn kia hủy mang tất cả đi, khiến người sau thân thể cao lớn nhất thời tiên huyết bão táp, huyết nhục không rõ, càng tình không điều khiển tự động bộc phát ra một đạo lăng liệt gào thét, thống khổ không ngớt. Mà ở cực nóng, nóng vô cùng tam dương chân hỏa kiếm khí nơi đi qua, phía dưới sông ngầm, hai bên trái phải đá nham, càng là hoàn toàn bộc phát ra xì xì bị nóng bức nụ cười thanh âm. Thậm chí không ít sông ngầm nước đều bị trưng phát rồi, đá nham bị đục lỗ. Giống, TTT, mà ở bỗng nhiên gặp như vậy bị thương nặng sau, con rắn kia hủy miệng to như chậu máu trong phát ra một đạo nổ vang vậy tiếng hừ, khổng lồ không sạch sẽ thân thể chấn động, kỳ cơ thể mặt ngoài gồ ghề. Gập ghềnh vật thể lại hình như đột nhiên hòa tan. Thậm chí chảy mủ vậy, ừng ực phun trào ra làm người ta buồn nôn tinh yên cùng với năng lượng, ly thể ra, hướng về tam dương chân hỏa kiếm khí đánh tới. Sông ngầm phía trên, giữa không trung, nóng, cực nóng năng lượng cùng không sạch sẽ khí mãnh liệt đụng vào nhau. Ở đụng nhau một chốc, không gian hầu như hơi bị một tính. Oanh, một tiếng sấm rền vậy ùng nổ vang. Ngay sau đó trống rỗng tại nơi mở tối dưới nước bờ sông không gian phía trên phát sóc lên. Trần Phi sở thi triển ra tam dương chân hỏa kiếm khí cực kỳ cương mãnh, dắt cuốn nóng, cực nóng vô cùng lực lượng, lúc này chính cao tốc mãnh liệt cắt kim loại kiếm khí càng làm cho tới cực điểm. Trái lại con rắn kia hủy thi triển ra lực lượng,
tuy rằng thoạt nhìn cũng không có tam dương chân hỏa kiếm khí như vậy quái đản, có thể kỳ có lực lượng, lại vẫn như cũ không thể khinh thường. Tràn ngập rất nặng ăn mòn lực tinh yên thậm chí đã đem quanh mình chừng 10 thước phạm vi báo triệt để bao phủ ở, khiến Trần Phi cũng không nhịn được hơi có chút bực mình, bởi vì tinh yên có độc. Phanh, 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 u long. Tam dương chân hỏa kiếm khí cùng làm người ta buồn nôn tinh yên, năng lượng hung mãnh đụng nhau, đây đó điên cuồng thả ra năng lượng kinh khủng. Ở hai người giao tiếp chỗ, vô luận là bị bốc hơi lên yên vụ, hay là quanh mình thông đạo bị dư ba kích rơi xuống nham thạch, đều lúc này chính đang điên cuồng vỡ vụn, tan rã theo. Ngay cả không khí đều ở đây hơi nóng bức trong điên cuồng nhộn nhạo. Thình thịch, tam dương chân hỏa kiếm khí cùng tanh hôi yên vụ, năng lượng, ở cho nhau rằng có mấy phút sau, tựa hồ rốt cục bởi vì năng lượng cạn kiệt, mà ở một đạo nặng nề vô cùng tiếng nổ tung trong, trống rỗng yên diệt. Giống, TTT, mà đang ở tam dương chân hỏa kiếm khí cùng tanh hôi yên vụ, năng lượng, biến mất trong nháy mắt, thân thể khổng lồ khủng bố xà hủy lập tức ngửa đầu gào thét một tiếng, có sở động tác. Nó cặp kia như chuông đồng vậy kích thước, đỏ sẫm con người gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, buộc chặt bắp thịt chợt run lên, thân hình khổng lồ lại như hóa thành lau một cái nhanh như tia chớp, tốc độ không gì sánh được thật nhanh cấp tốc xuyên qua nó cùng Trần Phi trung gian cách xa nhau hơn 10 mét trung gian giải đất, sau đó dường như quan tài bản vậy cực đại đuôi kinh khủng đập rơi xuống, nhấc lên làm người ta màng tai xé rách tiếng gió thổi. Đánh phía Trần Phi. Thương. Đã có thể sau đó một khắc, lại có một đạo không gì sánh được điếc tai leng keng thanh mạnh vang lên. Nguyên lai là sẽ ở đó xà hủy kinh khủng thật lớn đuôi động rơi xuống trong nháy mắt, Trần Phi trước mặt, cư nhiên không hiểu cổ quái sinh khí một tầng chói mắt xích hồng sắc quang thải. Mà con rắn kia hủy dường như quan tài bản vậy thật lớn, dắt cuốn cuồn cuộn phong lực đuôi tuy rằng thoạt nhìn khí thế rất đáng sợ, có thể rơi vào xích hồng sắc quang thải trên. Lại cư nhiên vẻn vẹn chỉ là đem người sau dung chuyển một chút, liền không có khả năng lại tiếp tục tạo thành cái gì thực chất tính trùng kích cùng uy hát iota. Nhất thời con rắn kia hủy nhìn không được chuông đồng vậy kích thước, làm cho máu mâu không khỏi lướt qua lau một cái nhàn nhạt hoảng loạn màu sắc. Mà chỉ thấy kỳ cực đại đầu hung hăng vung, trên đỉnh đầu rậm rạp dường như cục vậy khanh khanh đào xong, dĩ nhiên phun ra ra lau một cái xóa sạch khói độc vậy trạng thái xương hướng về Trần Phi đấu đá xuống phía dưới. Cái này khó dây dưa xúc sinh, mà làm người ta buồn nôn tanh hôi khói độc năng lượng khiến Trần Phi nhịn không được quát mắng một tiếng, chau mày, sau đó vươn tay nhanh chóng ở trước ngực mình kết thành một đạo cổ quái tay ấn xích diễm đèn. Theo hắn cái này một giọng nói vừa dứt dưới, nhất thời liền có một luồng sợi nồng nặc, cực nóng, nóng diễm quang dường như đinh ốc bánh răng vậy đất bằng phẳng dựng lên, từ trong cơ thể hắn điên cuồng hiện lên đi ra, ngưng tụ thành một ngọn đèn ánh sáng nến phiêu diêu viêm đèn. Chậm rãi rớt xuống. Rất hiển nhiên đó cũng không phải cái gì thông thường chiêu thức, mà là hắn ngưng tụ ra thứ 13 nói tam dương chân hỏa kiếm khí sau, từ vị kia cấp cho hắn truyền thừa tu chân giới cao thủ phong phú ký ức trong truyền thừa, tìm được ta lánh đời gia tộc luyện khí trung kỳ bất truyền bí pháp. Vì vậy kỳ uy thế xa xa nếu so với hắn tầm thường thủ đoạn mạnh hơn nhiều. Gần với hắn áp đáy hòm thủ đoạn tiểu ly xà kiếm trận. Mà chậm rãi rơi đi xuống ánh sáng đến phiêu diêu viêm đèn. Tuy rằng thoạt nhìn rơi tốc độ rất chậm, có thể trong đó ẩn chứa uy thế, lực lượng. Lại khiến xà hủy đều bản năng cảm giác được có chút chỉ hoảng lên, chợt thân thể cao lớn ngay tức khắc muốn trốn, thế nhưng nó nhưng thật giống như thế nào cũng trốn không thoát, tựa hồ bị khóa được vậy. Giống. TTT. Mà ở cảm giác được bản thân tựa hồ chạy không được, con rắn kia hủy cũng giống như một chút bị khơi dậy trong huyết mạch hung tính. Nó như chuông đồng vậy kích thước đỏ sẫm thú đồng trong khàn khàn quang mang chợt cả tiếng, thân thể cao lớn, dường như địa long khai quật vậy hung hăng xuyên toa lên, mang theo liên tiếp lùi làm người ta buồn nôn tinh phong cùng yên vụ, hướng về phía Trần Phi đánh đi. Mà lần này nó phảng phất dùng ra bản thân tất cả lực lượng, ven đường phàm là đi qua địa phương, sông ngầm nước đều bị ô nhiễm, bị bốc hơi lên, đá nham bị nghiền ép gồ ghề, nổ bể ra đến. Chỉ là lúc này chậm rãi rơi xuống ánh sáng nến phiêu diêu viêm đèn lại bỗng nhiên xuất hiện ở xà hủy đỉnh đầu, sau đó bạo tạc. Nhất thời dắt cuốn cao tốc, mãnh liệt cắt kim loại lực nóng diễm sóng dường như hỏa sơn phun trào vậy, nhất thời tại nơi xà hủy dẫn bạo khủng bố dường như loại nhỏ ma cô vân vậy đồ vật. Nóng, cực nóng diễm làm vinh dự thịnh gian, làm cho ù thanh rung động. Lại trong khoảnh khắc đem con rắn kia hủy cả người tinh yên vòng bảo hộ cọ rửa thành mảnh nhỏ, tùy phong tiêu tán. Trần Phi chiêu thức ấy,
cư nhiên cường hãn đến rồi loại trình độ này, quả thực làm người ta thật không ngờ. T. Giống giống. Nhất thời lực lượng kinh khủng kia hướng về xà hủy thân thể cao lớn cọ rửa xuống, khiến kỳ không gì sánh được thống khổ gào thét gầm hét lên, thân thể cao lớn tràn đầy tiên huyết vết tích, huyết nhục không rõ, thậm chí còn bị nóng rực năng lượng, phong mang kiếm khí cho đem thân thể của nó một cái bộ vị thịt cháy rụi. Còn có bị ngạnh sinh sinh cắt một bộ phận xuống tới, rơi xuống đất. Thế mà thống khổ này sao, tuy rằng cho xà hủy tạo thành đau đớn kịch liệt, nhưng cũng tựa hồ đem trong cơ thể nó còn sống hung tính lại kích phát ra rồi, sau đó lại một tiếng cuồng bạo xà khiếu, toàn bộ thân thể cao lớn hướng về Trần Phi mãnh liệt đánh mà đến, khiến người sau trở tay không kịp. Hanh, nhất thời Trần Phi chỉ cảm thấy lực lượng khổng lồ dường như xe lửa vậy từ phía trước xông tới mà đến, khiến sắc mặt hắn chợt biến, cũng làm hắn trong nháy mắt kêu lên một tiếng đau đớn, há mồm phun ra một ngụm lớn vết máu, sắc mặt có chút trắng bệch, con ngươi lóe lên. Ngay sau đó, hắn cư nhiên thân hình bỗng nhiên xoay chuyển, thân thể bỗng nhiên quỷ dị liên tiếp lóe ra, trong nháy mắt biến mất không thấy. Mà con rắn kia hủy ở cảm giác được cái kia nguy hiểm nhân loại đột nhiên sau khi biến mất, tuy rằng vô ý thức ngửa đầu hô lên một tiếng tràn đầy sát ý cuồng bạo xà khiếu. Có thể nó bản năng đối với nguy hiểm chống cự, cùng với đối với nguy hiểm loài người tim đập nhanh, lại khiến nó hơi có chút chần chờ có muốn hay không lại tiếp tục đuổi theo. T. Giống giống giống. Có thể ngay sau đó hắn dường như chuông đồng vậy lớn nhỏ đỏ sẫm con ngươi lại bỗng nhiên toát ra lau một cái cuồng bạo vẻ điên cuồng, hơn nữa tiếp còn ngửa đầu bạo phát ra một đạo kinh khủng hơn, càng lạnh thấu xương, càng tràn đầy sát ý xà khiếu. Bởi vì thẳng đến lúc này, nó tựa hồ rốt cục có chút phản ứng tới rồi. Nguyên lai nguy hiểm nhân loại cũng không chạy trốn, mà là hướng phía Kim Thiềm Nguyệt Quả đi. Nhất thời nó thân thể cao lớn lẻn vào sông ngầm điên cuồng đuổi theo. Hướng đầu cùng dưới nước động quật chạy đi. Chung quanh thân thể, sông ngầm nước đều hoàn toàn bị không sạch sẽ khí vũ nhục, hình thành một đám toàn qua, rất là dọa người. Thế mà cùng lúc đó, trước một bước nhích người Trần Phi cũng đã giành trước chạy tới dưới nước động quật. Ông, chỉ nghe được quỷ dị kia ông Minh Thanh tại đây thúy hổ đáy động quật nội không ngừng mà quanh quẩn, thật giống như có lực lượng thần bí vậy, xây dựng ra đạm lam sắc phần nước, kéo dài về phía trước, ba quang lân lân. Quang ảnh đan xen. Mà ở đạm lam sắc phần nước kéo dài về phía trước đầu cùng, rõ ràng là một gốc cây thần kỳ cây nhỏ. Cây kia thoạt nhìn bất quá mới cánh tay kích thước, nhưng lại cành phồn lá tốt, linh quang bay lả tả, trong lúc mơ hồ có thể thấy được hai ba khỏa mặt trời nhỏ tựa như phát quang, kim sán sán một mảnh. Tốt, vẫn còn, nhìn không gì sánh được đáng chú ý người giai trung phẩm linh dược Kim Thiềm Nguyệt Quả, Trần Phi nhịn không được kích động nói chuyện đàm môi. Sau đó thân hình lóe lên, xuất hiện ở linh dược trước mặt, đưa tay, lấy một loại tu chân giới độc hữu hái thủ đoạn liền đem hoàn hảo không hao tổn hái xuống. Nhưng vào lúc này phẫn nộ đến mất lý trí xà hủy cũng đã lại lần nữa đuổi kịp trên, tiến nhập nước này dưới động quật chung. T, chỉ thấy nó ngẩng đầu đỏ sẫm con người gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, miệng to như chậu máu liên tục không ngừng hí theo, giống như là đang uy hát Iota. Mà chỉ trong nháy mắt. Quay chung quanh ở nó bên cạnh khàn khàn khí lại cư nhiên càng rất nặng, nồng nặc mấy phần, thậm chí mang theo một chút chói mắt đỏ tươi, khiến Trần Phi con người mạnh đổi đổi. Người này, muốn liều mạng, sắc mặt hắn vô ý thức khó xem, nhìn lướt qua trong lòng đã bị hắn lấy xuống Kim Thiềm Nguyệt Quả, sau cùng hung hăng cắn răng, không ngờ đem thả lại Liễu Kỳ trước sinh trưởng địa phương. Bởi vì hắn hiện tại rất rõ ràng, nếu không đem xúc sinh này giải quyết hết nói, bụi cây này Kim Thiềm Nguyệt Quả. Hắn nhất định là mang không đi. Hơn nữa nếu là hắn thật đem bụi cây kia Kim Thiềm Nguyệt Quả để xuống ở trên người, cùng con rắn kia hủy lại đánh một trận, hơn phân nửa, rất lớn có thể sẽ đem cái này đến không dễ linh dược hủy diệt. Vì vậy hắn hiện tại tựa hồ cũng chỉ còn lại có một con đường. Phải đem đầu kia xúc sinh thủ tiêu mới được. Mờ tối dưới đất động kho nội, cả người nhuốm máu thân thể khổng lồ xà hủy đem lối vào chặt chẽ ngăn chặn. Toàn thân tràn ngập làm người ta buồn nôn tanh hôi cùng với nồng nặc máu tanh, đôi tròng mắt kia chặt chẽ đem Trần Phi nhìn chằm chằm, khiến dưới đất này động kho nội nhất thời có dũng khí làm người ta sởn tóc gáy khí hậu khác nhau ở từng khu vực phân, ở mềm rủ xuống mọc lên. Quả thật, cái này xà hủy thực lực quả thực rất khủng bố, vẻn vẹn chỉ là như vậy dưới đất động quật trên đất bằng, liền tối thiểu, đều đưa cho Trần Phi không kém gì đã từng đao phong kia xét khí thế uy áp, cái này ý vị như thế nào? Không cần nói cũng biết.
nếu để cho súc sinh này chân chính đứng tại ở nó sân nhà trong, cũng chính là dưới đất sông ngầm, chỉ sợ cũng Liên Trần Phi lúc này cũng phải chạy trối chết, chật vật mà chạy, bởi vì hoàn cảnh tăng phúc quả thực thật lợi hại một ít. Cũng khó nói Minh Đạo Xuyên, Minh Bá Đương Sơ đều bị nó khu đuổi ra ngoài. Có thể tuy rằng lời là nói như vậy, nhưng lúc này dù sao nước này dưới xà hủy đã lên bờ, leo lên nước này dưới động quật lục địa trên. Tuy nói đồng dạng cũng rất phiền phức, thế nhưng, dưới tình huống như vậy, Trần Phi rồi lại có thể đem giải quyết nắm chặt. Dù sao Đương Sơ đao phong sách đều thua bởi trên tay hắn, cái này xà hủy cũng không so với người trước mạnh bao nhiêu, tự nhiên không có khả năng bắt không được. Nghĩ đến đây, hắn cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi chợt xẹt qua một tia nhàn nhạt quang thải cùng ngoan lệ, sau đó hai tay hướng lên trời, đặt ngang ở trước người. Thoáng yên lặng, ngay sau đó nhất thời liền có một nóng hỏa diễm sôi trào đi ra, nhiệt độ cao dọa người. Thứ này rất khủng bố, bởi vì, này đúng là hắn trong cơ thể, 13 nói tam dương chân hỏa kiếm khí bổn nguyên. Cũng là tối thuần tránh nhất mũi nhận thương mang lực. Phốc suy. Có thể ngay sau đó, hắn trong tay trái đều đã lơ lửng cái này đáng sợ đồ vật, nhưng mà kế tiếp ở tay phải hắn trên, rồi lại không hiểu chậm rãi thiêu đốt lau một cái nhũ bạch sắc quang mang. Bùm bùm. Trần Phi trợ thủ đắc lực có chút không thói quen nắm thật chặt, nhất thời bùm bùm xương cốt tiếng vang lên. Nóng, cực nóng tam dương chân hỏa kiếm khí bổn nguyên, cùng với chậm rãi thiêu đốt nhu ánh sáng màu trắng, lại từ từ sôi trào. Thả ra một hung hãn năng lượng. Tê, tê. Nhất thời con rắn kia hủy miệng to như chậu máu có chút bất an hí lên, thậm chí, tại nơi tam dương chân hỏa kiếm khí bổn nguyên xuất hiện, cùng với nhu ánh sáng màu trắng hiện thân lúc. Nó dường như chuông đồng vậy lớn nhỏ máu mâu, lại bỗng nhiên bạo lui. Lau một cái tên là kinh hãi cùng kịch liệt tâm tình bất an, cư nhiên cực nhân tính hóa xuất hiện ở dữ tợn thú đồng trong. Bởi vì nó cảm giác được nguy hiểm, sẽ bị thương nặng, thậm chí tử vong nguy hiểm. Tê, tê, nó cảm xúc trở nên càng thêm táo bạo bất an, thân thể cao lớn điên cuồng giãy giụa, trên mặt đất kéo nổi lên thật dài, sâu đậm vết tích. Cũng để cho không ít đá nham đều bị phá hủy ở tại nó bây giờ bất an dưới. Nếu không phải là bởi vì nó linh trí cũng không cao, xa không có đi đến có thể cùng người trao đổi trình độ, sợ rằng nó hiện tại đều biết nhịn không được như mèo bị đạp cái đuôi vậy, thở hổn hển tiếng rít không có khả năng, điều này sao có thể. Tốt táo bạo a, mà làm một màn này chủ đạo người, Trần Phi sừng sững ở tại chỗ. Cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con người thật sâu nhìn trợ thủ đắc lực lòng bàn tay hai đại lực lượng. Một là tam dương chân hỏa kiếm khí bổn nguyên, hai là tỏa vong kinh linh khí nguyên. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, hắn tự nhiên là càng rõ ràng hơn cảm thụ được cái này hai đại lực lượng trong ẩn chứa khủng bố không thể. Có thể, ta có thể thử xem, mà đang ở như vậy dưới trạng thái, Trần Phi nhìn mình chằm chằm hai tay. Đột nhiên lại sắc mặt có chút quỷ dị thậm chí làm người ta sởn tóc gáy cười cười, bởi vì, hắn tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó chơi thật khá chuyện tình, muốn thí nghiệm một chút. Chợt chỉ thấy hai tay hắn động. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn trợ thủ đắc lực trong lòng bàn tay hai cổ tuyệt nhiên bất đồng sao động năng lượng, mí mắt vừa kéo, khóe miệng một liệt, nhất thời lại đem chúng nó chậm rãi hướng về trung gian dựa lên. Mẹ, tiểu tử này chẳng lẽ là người điên không sai? Vãi, mà ở nhìn thấy một màn này, dù là một vị tự thủy chí trung đều giấu kín trong bóng đêm tên cũng không nhịn được sắc mặt cũng thay đổi, trong lòng nhịn không được chửi ầm lên lên, thậm chí ngay sau đó còn không chút do dự chợt lui một khoảng cách, muốn rời xa cái này đất nguy hiểm. Hắn thấy đây là đang quá điên. Ừ, nhưng ngay khi giấu kín trong bóng đêm tên như thế tuyển trạch chợt lui một khoảng cách sau, Trần Phi mí mắt, lại đột nhiên nhịn không được giật giật. Vừa rồi đó là... Nguyên lai hắn cư nhiên hình như cảm thấy một ít gì, có thể tựa hồ không có khả năng xác định. Mà ở thấy tình cảnh này, giấu kín trong bóng đêm tên sắc mặt lại là chợt một bên, thi triển ra cả người thủ đoạn, để cho mình hoàn toàn giấu kín ở trong bóng tối lên. T. Giống giống giống. Mà nhưng vào lúc này, cảm giác kia đến nồng nặc nguy hiểm xà hủy nhưng thật giống như đã thừa thụ không áp lực này vậy, đột nhiên bộc phát ra một đạo đinh tai nhức óc hí. Và đủ để xuyên thấu màng tai xà khiếu. Ngay sau đó, liền nhìn thấy nó thân thể cao lớn dường như sâu đá màu đen núi vậy, mang theo trầm trọng vô cùng kình phong cùng với áp lực, hướng về Trần Phi đánh mà đến, ven đường mặt đất đều có chút nứt ra rồi. Người này đơn giản là không muốn cho ta thời gian a. Mà ở nhìn thấy một màn này, Trần Phi khóe miệng nhịn không được lộ ra một tia nhàn nhạt cười khổ.
bởi vì hắn cử động này, vốn là có chút mang theo thực nghiệm tính chất, cần thời gian, nhưng bây giờ. Quên đi, ngươi không muốn cho ta thời gian, đơn giản chỉ cứ như vậy dạng đi. Ta cũng muốn nhìn một chút, đồ chơi này nếu thành công nói, có thể hay không đem ngươi cho nổ mảnh nhỏ. Có thể theo sát mà hắn rồi lại nhếch miệng nở nụ cười, sắc mặt có chút làm cho lòng người trong bỡ ngỡ, sau đó song tay run một cái, lại bị hắn cắn răng, kiên trì bất chấp tất cả, hướng trung gian nhũ tạp ở tại cùng nhau. Oanh! Phốc suy, nhất thời một làm người ta ở sâu trong nội tâm đều có chút bỡ ngỡ khí tức, chậm rãi mọc lên, ngay sau đó từ đã nhũ tạp ở chung với nhau sao động đỏ đậm, màu trắng sữa trong. Một luồng sợi như lôi xà vậy xích sắc hoặc là màu trắng sữa hổ quang, khiến người da đầu tê dại đụng phải đi ra, thập phần cuồng bạo, cũng hết sức kinh người, thậm chí trong nháy mắt cũng làm cho Trần Phi lòng bàn tay nhiều hơn rất nhiều nói tiên huyết nhễ nhại lỗ hồng, thậm chí huyết nhục đều có chút bị cháy rụi. Mẹ, nhất thời Trần Phi người không biết nhe răng trợn mắt độc thoại mắng. Có thể trên mặt hắn từ từ nổi lên dáng tươi cười, lại chứng minh hắn lúc này kỳ thực thật cao hứng. Bởi vì này lúc đầu chỉ là hắn linh quang lóe lên, thậm chí có một ít tố chất thần kinh ý tưởng, nghĩ đến tọa vong kinh là của hắn chủ tu công pháp, mà Tam Dương kiếm điển là hắn hôm nay luyện khí cảnh giới phụ tu công pháp, cho nên nói bất định, nếu là có thể đem hai người này lộn xộn ở chung với nhau nói, sẽ sản sinh cái gì không tưởng được phản ứng hóa học. Mà bây giờ, không nghĩ tới hắn cư nhiên thực sự thành công. Cố nén trên bàn tay truyền tới đau nhức. Hắn cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi xẹt qua một tia phập phồng vẻ hưng phấn. Phải biết rằng cái này lưỡng chủng năng lượng cũng đều không bình thường, tất cả đều là hắn áp đáy hòm thủ đoạn không nói, thậm chí mặc cho cầm kỳ vừa ra tới, đều đủ để một mình đảm đương một phía. Mà bây giờ, cái này lưỡng chủng đồ vật, không nghĩ tới cư nhiên thật bị hắn như thế quỷ thần xui khiến lộn xộn đến cùng nhau. Vì vậy đồ chơi này bây giờ có thể có kinh khủng bực nào, lợi hại dương nào. Liên chính hắn đều có chút khó có thể tưởng tượng. Mẹ, hắn cư nhiên thành công, còn là đây vốn chính là hắn có thể thi triển ra thủ đoạn. Trong bóng tối, ẩn dấu âm u góc tên gắt gao nhìn chằm chằm dưới đất động quật nội Trần Phi, ánh mắt kia, giống như là đang nhìn một người điên. Bởi vì lấy hắn nhận chi cùng khái niệm trong, căn bản không có biện pháp tưởng tượng, như vậy lưỡng chủng hoàn toàn lực lượng hoàn toàn bất đồng, cư nhiên có thể như vậy tùy tiện nhu cùng một chỗ. Cái này hắn ma chẳng lẽ không đúng đang nói đùa? Lẽ nào đồ chơi này sẽ không khống chế được, sẽ không bạo tạc? Cái này vãi làm sao có thể? Thế mà hắn lại không có khả năng biết, Trần Phi tu luyện tọa vong kinh, chính là tu chân giới cao cấp nhất tiên môn công pháp, vốn chính là lấy hải nạp bách xuyên, uyên đình nhạc trì mà nghe tiếng, được khen là khó khăn nhất lấy không khống chế được lực lượng. Vì vậy, đừng xem Trần Phi hiện tại loại này cử động quả thực rất quỷ dị. Thậm chí rất dọa người, có thể hắn lại chó ngáp phải ruồi chạm đến rồi tọa vong kinh giác làm trụ cột một điểm. Vì vậy không khống chế được, đó là không khả năng tích. Chặt tiếp theo liền thấy quanh quẩn theo nóng Tam Dương chân hỏa kiếm khí bổn nguyên cùng với màu trắng sữa tọa vong kinh linh khí cuồng bạo lực lượng, một chút xíu, không ngờ ở Trần Phi lòng bàn tay hóa thành một hừng hực thiêu đốt, xích hồng sắc cùng màu trắng sữa hỗn hợp sáng chói viêm đèn. Nhất thời có một làm người ta hít thở không thông khí tức bừng lên. Bên trong đầy dẫy tràn ngập làm người ta con ngươi co rút lại đáng sợ uy năng. Thành sao? Mà ở xích hồng sắc cùng màu trắng sữa hỗn hợp sáng chói viêm đèn ngưng tụ thành trong nháy mắt, Trần Phi con ngươi cùng thân thể tất cả nhịn không được run rẩy, lau một cái vẻ cổ quái, di động hiện tại hắn khuôn mặt tựa hồ điều này làm cho ta mặc danh kỳ diệu trêu ghẹo mãi ra một cái thứ lợi hại a. Một bên nói như vậy, hắn cũng không nhịn được trên mặt nụ cười hưng phấn càng ngày càng thịnh. Sau đó chỉ thấy kỳ mạnh cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con người gắt gao tập trung tại nơi xà hủy thân hình khổng lồ trên, khóe miệng cong lại, trong tay khủng bố vật tùa tay đó là vung. Đi thôi, thật xích diễm đèn. Vậy cũng chụp gì đó nhất thời cắt không khí kích động đi ra ngoài, ở trong không khí để lại xích viêm cùng màu trắng sữa hỗn hợp sáng chói vết tích. Ngay sau đó, chỉ thấy nó như thiểm điện vậy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở con rắn kia hủy đỉnh đầu ngay phía trên, sau đó... Theo thân hình khổng lồ chuông đồng vậy đỏ sẫm con ngươi hung hăng co rụt lại, lau một cái kinh khủng chảy xuôi ra, viêm đèn, mạnh bành trướng, sau đó, hung hăng rơi xuống. Nhất thời một đạo không bị khống chế đáng sợ tiếng nổ mạnh, ở dưới đất này động kho nội hung hăng vang vọng. Oanh! Lực lượng đáng sợ, nóng, cực nóng Tam Dương chân hỏa kiếm khí dường như đao phong vậy,
bám vào tại nơi nhìn như trắng noãn nhũ bạch tỏa vong kinh linh khí trên, dường như hỏa sơn phun trào vậy, mạnh nổ bể ra đến. Sau đó một vòng sóng gợn thậm chí sóng xung kích, giống như là đạn đạo nhấc lên ma cô vân vậy, khiến không khí chung quanh trong nháy mắt bị nhấc lên rung động, trở nên nóng. Thậm chí ngay cả dưới đất này động quật đều ngay sau đó phảng phất là sắp không chịu nổi, trong chớp mắt ùng ùng đổ nát lên. Vô số đá nham thành khối vụn, dưới đất này động quật nội không gian cũng thoáng cái bị cọ rửa rất nhanh, rồi lại cấp tốc ra phủ đỉnh rơi xuống nham thạch che giấu, tràng diện một mảnh hỗn loạn. Mà Trần Phi cũng lại thoáng cái tiêu thất ở tại chỗ. Oanh! Khủng bố mà lại lực lượng cuồng bạo tại đây dưới nước động quật nội khuếch tán ra, khiến không khí chung quanh đều toát ra rung động. Hai bên trái phải đá nham toàn bộ bị cắt vậy, từ đó gian ầm ầm dạn nứt, trơn chuột trong như gương. Dựng lên cùng giáp nhau dạn nứt chỗ, càng phảng phất bị hỏa thiêu vậy, một chút tràn ngập ra cháy đen thậm chí mùi khét. Con rắn kia hủy khổng lồ mà lại khàn khàn thân thể ngã trong vũng máu, khanh khanh oa oa trên thân thể tràn đầy tiên huyết phết tích, thậm chí huyết nhục đều đã hướng ra phía ngoài lật ra, hơn nữa rất nhiều địa phương đều bị đốt trọi. Đây cũng là mùi khét lẹt nơi phát ra. Cùng lúc đó, đã chợt lui nổi trên mặt nước dưới động quật trong bóng tối tên, cũng mạnh nghỉ chân ở tại chỗ. Bất ngờ ngẩng đầu nhìn dưới nước sông ngầm chỗ sâu động quật phương hướng. Một chương có vẻ cực kỳ âm trầm rồi lại dường như cây khô ra vậy nét mặt già nua, sớm đã thành hiện đầy chấn động cùng với khó có thể tin. Tiểu tử này, hắn. Cùng lúc đó, ở nơi này giấu trong bóng đêm tên bị chấn động đến miệng lưỡi phát khô lúc. Bên kia, dưới nước động quật nội Trần Phi, cũng đã phát thông thanh đặt mông ngồi trên đất, trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi, thần sắc tái nhợt thở hổn hển lên. Rất hiển nhiên chớ nhìn hắn vừa rồi một ngón kia quả thực tạo thành hủy diệt tính đả kích, khiến nước này dưới động quật đều kém triệt để đổ nát rơi, thế mà đây đối với chính hắn mà nói cũng lúc một loại cực lớn tiêu hao, đều thiếu chút nữa đưa hắn cho móc sạch. Thế mà tái kiến bản thân tạo thành cái này hủy diệt tính đả kích, Trần Phi nhịn không được tuét miệng cười cười, hưng phấn nỉ non lên cuối cùng cũng đem cái này khó dây dưa tên giải quyết. Như vậy nói như vậy theo. Hắn không khỏi vô ý thức hướng ngã trong vũng máu thân hình khổng lồ nhìn lại. Tí tách, từ thân thể cao lớn trong, thậm chí không sạch sẽ máu đen vẫn còn phảng phất là không lấy tiền vậy nhỏ đến. Bởi vì làm cái này thật xích diễm đèn mục tiêu công kích xuyên cớ, nó bị trùng kích tự nhiên là nghiêm trọng nhất, cũng là tối khó có thể tưởng tượng. Nguyên bản thân thể hắn trên này gồ ghề, gập ghềnh vật thể, cứng rắn lân phiến, lúc này đã kinh người hủy diệt hơn phân nửa. Thậm chí còn đều biết nói sâu thấy tới xương vết thương kinh khủng, lan tràn ra, phảng phất là bị cháy rụi vậy, da thịt hướng ra phía ngoài trở mình, hầu như hiện đầy nó toàn bộ thân thể. Chỉ là nhìn cũng đủ để cho da đầu tê dại. Đã chết rồi sao, nhìn thân hình khổng lồ lại lần nữa nỉ non một tiếng, Trần Phi theo sát mà liền không hề đi quan tâm nó. Mà là đưa mắt rời đến bên kia. Ở nơi này... 13 nói hơi có chút khí tức bất ổn tam dương chân hỏa kiếm khí chính vững vàng đem lóng lánh kim thiềm nguyệt quả bảo vệ. Nếu không phải hắn vừa rồi tại nơi viêm đèn bạo phát trong nháy mắt, phản ứng đúng lúc bảo vệ được linh dược nói, chỉ sợ hắn hiện tại phải bi kịch. Dù sao kim thiềm nguyệt quả có thể đỡ không được mãnh liệt như vậy trùng kích. Sốt cục lấy được a, à, cứ như vậy, sư phụ thương thì có thể không có chuyện gì. Là ai? Oanh! Nhưng ngay khi Trần Phi đi tới kim thiềm nguyệt quả trước, đang muốn vươn tay đem cầm lên, lại đột nhiên biến sắc, chợt quát một tiếng. Bởi vì ngay tiếp theo sát, lại có một đạo thanh âm thanh thúy cộng thêm một không kém chân khí, mạnh từ chung quanh thân thể hắn một cái âm u góc dũng mãnh tiến ra, một đạo hắc ảnh ngay sau đó xuyên qua đi ra, trong tay cầm một cây tương tự với súng lục kỳ môn binh khí, sau đó cư nhiên hung hăng hướng phía Trần Phi đinh đi. Xì một tiếng. Súng lục vậy kỳ môn binh khí ngạnh sinh sinh từ Trần Phi bên tay trái vai sỏ xuyên qua mà qua, lực lượng khổng lồ hung hăng mang theo thân thể hắn về phía sau áp. Sau chỉ thấy đến cả người hắn cư nhiên đều bị đinh ở tại đá nham trên, ngắn không thể động đậy. Mẹ, là ai? Biến cố bất thình lình nhất thời làm Trần Phi sắc mặt chợt biến lên, nhất là trong lòng phồn xanh lửa giận, cùng với tình không điều khiển tự động trong lòng hiện ra tới một màn kia nho nhỏ hoảng loạn. Đều làm hắn giờ này khắc này sắc mặt cực vi khó coi. Không nghĩ tới có người cư nhiên ở phía sau hắn đường lang bộ thiền. Đáng chết, người này đến tột cùng là lúc nào đuổi kịp hắn. Siêu, mà đang ở Trần Phi sắc mặt chợt biến, cùng với thanh quát mắng cùng với chất vấn thanh thốt ra trong nháy mắt,
góc tối trong hơi truyền lại ra một đạo hơi yếu tiếng cười lạnh, sau đó chỉ thấy trong bóng tối lướt ra ngoài một đạo thân ảnh, kỳ còng xuống thân ảnh tốc độ nhanh kinh người, trong chớp mắt, liền đã xuất hiện ở oánh oánh tia chớp kim thiềm nguyệt quả trước, khom lưng vươn tay, đã đem linh dược kim thiềm nguyệt quả cầm ở tại trong tay. Giấu trong bóng đêm tên lúc này mới đưa dung nhan của mình bạo lộ ra. Hắn ăn mặc một thân đen như mực áo choàng, cả khuôn mặt làm cho cảm giác giống như là xà vậy, âm xâm xâm, có dũng khí nói không nên lời âm lãnh cảm giác. Mà hắn lúc này chính đem kim thiềm nguyệt quả cầm trong tay, một bên đặt ở hắn cặp kia lanh lảnh con ngươi trước hưng phấn đánh giá, một bên kỳ nếp uốn răng đầy trên khuôn mặt già nua cũng lộ ra lau một cái đường lang bộ thiền hoàng tước ở phía sau sau khi thành công đắc ý biểu tình, nhìn lướt qua Trần Phi, lại đem kim thiềm nguyệt quả bỏ vào trong ngực, hưng phấn lẩm bẩm nói thứ tốt ha. Thật là đồ tốt ha. Lúc đầu nhiệm vụ của hắn là đang âm thầm giám thị Minh Đạo Xuyên lão già kia, để cầu có thể lần thứ hai có cơ hội gì có thể đại nhân hướng hắn hạ thủ, có cơ hội. Nhưng bây giờ nhưng ở cái này giám thị trong đột nhiên xuất hiện ở hắn trong tầm nhìn, nhưng lại thành công gợi lên hắn lòng hiếu kỳ, nhượng hắn theo đuôi mà đến, không nghĩ tới lại cái này thúy hổ đáy phát hiện loại này thần kỳ linh bảo, cùng với cường hãn dưới nước quái thú. Bất quá, hắn loại này lão gia này, đều như thế một sấp dày số tuổi, tự nhiên còn là gừng càng già càng cay, chịu nhịn tính tình tránh trong bóng đêm từ đầu thẳng đến phần cuối. Thẳng đến cái này một khắc cuối cùng, hết thảy đều đã trần ai lạc định, dưới nước quái thú tắt thở, tiểu tử kia cũng bị bản thân làm ra chiêu thức ấy cho móc rỗng thân thể, hắn mới từ trong bóng tối chậm rãi xuất hiện. Đây mới là hoàn mỹ. Hoàn mỹ đường lang bộ thiền hoàng tước ở phía sau. Ha ha! Nghĩ đến đây lão giả kia không khỏi ý cười lạnh cười, sau đó đưa hắn cặp kia âm lãnh con người quét về phía Trần Phi, có nhiều ý tứ hàm xúc quan sát nói không nghĩ tới Minh Đạo Xuyên lão giả kia còn có loại này đồ đệ. Thực sự là làm người ta thật không ngờ, chỉ tiếc. Vận khí còn là kém một chút, ha ha ha. Hắn cười rộ lên thanh âm tràn đầy trào phúng, giống như là cho rằng Trần Phi loại này tiểu tử, quá non vậy. Lão già kia, người đến tột cùng là ai? Mà đang nghe đối phương lời này, Trần Phi nhịn không được ra mặt tử điên cuồng đều động, sắc mặt rất khó nhìn, trong lòng cũng cảm giác được không gì sánh được biệt khuất. Phải biết rằng từ hắn xuất đạo tới nay, lúc nào ăn xong loại này nghẹn, bị người núp trong bóng tối đường lang bộ thiền, hầu tử thâu đào. Chớ nói chi là bây giờ đối với phương trộm đi gì đó còn không bình thường, là hắn chuẩn bị dùng để cứu vớt sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên thương thế trọng yếu thiên tài địa bảo, nhưng bây giờ. Trần Phi mâu quang ngoan lệ gắt gao nhìn chằm chằm lão già kia mặt, cặp mắt kia, thậm chí đều có nồng nặc sát ý chen chúc ra. Đem đồ vật buông, ta coi như chuyện này không phát sinh qua. Nếu không... ta coi như là truy sát ngươi đến thiên nhai hải giác, cũng tuyệt đối muốn đem đầu ngươi vặn xuống tới, này cá mập. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng không tin ta theo như lời nói. Theo sát mà Trần Phi lạnh như băng nói. Rất hiển nhiên, vô luận là từ hắn góc độ của mình xuất phát, hay là từ sư phụ hắn thương thế độ lớn của góc xuất phát, hắn đều tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ đối phương dễ dàng như vậy đưa hắn như vậy thiên tân vạn khổ đoạt tới tay kim thiềm nguyệt quả lấy đi. Mà loại sự tình này mà nếu là thật xảy ra, hắn cũng không biết sẽ khí thành cái quỷ gì hình dạng. Bởi vì, này chân thực quá biệt khuất, làm hắn khó có thể tiếp thu. Đuổi giết ta đến thiên nhai hải giác, ha ha. Có thể nghe nói, lão giả kia lại cư nhiên một bên cười lạnh, một bên con ngươi âm xâm xâm nhìn chằm chằm Trần Phi, tự tiếu phi tiếu lạnh như băng nói nếu là ngươi ở cường đại nhất thời gian, ta có thể còn có thể hơi chút kiêng kỵ ngươi một chút nói, nhưng bây giờ... ha ha, người nghĩ rằng ta thật mắt mờ, không nhìn ra được sao? Tự ngươi bây giờ loại trạng thái này, liên miệng cọp gan thỏ cũng không tính, còn muốn uy hát yêu ta ta. Nói đến đây cả người hắn khí thế lại chợt đổi đổi, xâm xâm con ngươi như độc xà vậy, nhìn chằm chằm Trần Phi, đang nói nghiễm nhiên tràn đầy sát ý nói tiểu tử, xem ra ngươi là đang ép ta cho ngươi đi bồi đầu kia xúc sinh hạ táng a. Hiển nhiên nếu không phải là bởi vì trước một màn kia, Trần Phi ở trong lòng hắn để lại quá sâu khắc ấn tượng, làm hắn có chút sợ đầu sợ đuôi, e sợ cho tiểu tử này cất giấu cái gì dọa người con bài chưa lật, chỉ sợ hắn đã sớm tuyển trạch động thủ, đến cái chấm dứt hậu hoạn. Có thể dù vậy, hắn lúc này sát ý trong lòng cũng vẫn còn có chút vẫy đi không được, bởi vì Trần Phi trước uy hát yêu ta hắn lần nói. Dù sao nếu là thật theo đuổi loại nguy hiểm này tiểu tử thả hổ về rừng nói không chừng về sau, còn có khả năng sẽ đi tìm hắn phiền phức. Đến lúc đó có thể tự có chút phiền phức.
có bản lĩnh ngươi tự thử xem. Mà đang nghe đối phương lời như vậy cùng trong lời nói sát khí, Trần Phi không khỏi mí mắt hung hăng rút quất, lạnh lùng đáp lại nói. Đáng ghét, hiện tại hắn cũng là hiểu, đối phương quả thực đã xem thấu hắn bây giờ là miệng cọp gan thỏ, thậm chí ngay cả miệng cọp gan thỏ đều có chút không tính là, vì vậy coi như trong mắt hắn thực lực của đối phương kỳ thực cũng không cường, cũng liền chỉ là mới vừa đi đến tiên thiên trung kỳ cái loại này trình tự, nhưng loại thời điểm này, đối phương cũng quả thật có tư cách nói dọa. Hiện tại trạng thái của hắn bây giờ quả thực quá kém. Mà đang nghe Trần Phi lời này, lão giả kia âm lãnh con ngươi trầm xuống, khóe miệng theo sát mà rút quất. Hắn không cách nào phán định Trần Phi hiện tại rốt cuộc là có phải hay không ở miệng cọp gan thỏ, lừa dối hắn, có thể thiên tính cẩn thận hắn cũng đã không muốn nữa chuyên cái này tranh vũng nước đục. Dù thế nào linh dược này đều đã bị hắn cho bắt được tay, còn có cái gì chưa đủ. Mặc kệ nói như thế nào, ta còn là nhiều lắm cảm ơn ngươi cho ta đưa lên như thế một phen đại lễ. Nếu là không có lời của ngươi, ta có thể không có nắm chắc có thể đối phó đầu kia xúc sinh. Nghĩ đến đây lão giả kia mặt mang giễu cợt cười cười, theo lại xoay người ly khai. Vừa đi, hắn còn một bên châm chọc nói rằng đuổi giết ta đến thiên nhai hải giác. Có bản lĩnh ngươi có thể thử xem, ta chờ ngươi, ha ha ha. Kèm theo cười to phách lối thanh, lão giả kia hóa thành một đạo bóng đen cấp tốc tiêu thất. Mẹ! Phanh! Mà ở nhìn thấy một màn này, Trần Phi nhịn không được trong nháy mắt lửa giận nhồi lồng ngực, tay phải nắm thành quả đấm, hung hăng đập ở phía dưới đá nham trên, sau đó phanh một tiếng, thật lớn đá nham ầm ầm gian biến thành từng cục đá vụn, còn có bột phấn. Hắn không nghĩ tới bản thân cư nhiên sẽ có một ngày như vậy. Thiên tân vạn khổ làm cho tới linh dược, cư nhiên sẽ cho người làm giá y, bị người đường lang bộ thiền. Cái này chân thực quá biệt khuất. Hơn nữa, tối trọng yếu là, sư phụ hắn thương phải làm gì? Khốn cây Ethiota. Trước mắt đống hỗn độn dưới nước động quật nội, Trần Phi cánh tay trái bị súng lục hình thái kỳ môn binh khí hung hăng đinh ở trên tường, không thể động đậy, máu loãng thuận chảy xuống, thế mà hắn lúc này lại phảng phất không cảm giác được chút nào đau đớn vậy, chỉ có trên mặt tràn đầy âm trầm biệt khuất cùng sát ý. Rất hiển nhiên, từ hắn xuất đạo tới nay, đây thật là hắn lần đầu tiên gặp loại này không tưởng được chuyện tình, đường lang bộ thiền hoàng tước ở phía sau. Hô! Trần Phi hít sâu một hơi, đè nén tức giận trong lòng cùng sát ý, sắc mặt âm trầm hướng phía dưới nước động quật xuất khẩu nhìn lại. Bất kể là ai làm loại sự tình này, hắn đều tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Phốc suy, mà tự sau đó một khắc, từ trong cơ thể hắn bao phủ ra một nồng nặc diễm quang, bùm bùm chấn động muốn đem đinh khi hắn cánh tay trái xương bả vai kỳ môn binh khí bài trừ thân thể, bởi vì hắn tay đã không khí lực. Hơn nữa kỳ môn binh khí rõ ràng bị lão già kia lưu hữu chuẩn bị ở sau, trầm trọng vô cùng. Đáng chết! Thế mà ngay sau đó hắn lại nhìn không được chửi ầm lên một tiếng, sắc mặt càng xấu xí. Bởi vì trong cơ thể hắn linh khí tựa hồ cũng bị tiêu hao quá nghiêm trọng, cư nhiên không cách nào đem kỳ môn binh khí bài trừ thân thể, vì vậy chỉ có thể bị như vậy đinh ở trên tường, không thể động đậy. Hô! Như vậy Trần Phi mạnh mẽ khiến cho bản thân tỉnh táo lại. Khóe miệng co giật xông ra một cái chọc khí. Sau đó chỉ thấy hắn vẻ mặt âm trầm nhắm hai mắt lại, đồng thời vận chuyển lên tọa vong kinh, tam dương kiếm điển hai đại công pháp, bắt đầu khôi phục. Có thể chính là như vậy ước tiểu sau nửa giờ, một đạo còng xuống thân ảnh lại đột nhiên từ dưới nước sông ngầm leo lên nước này dưới động quật. Mà khi còng xuống thân ảnh leo lên nước này dưới động quật sau, phạm vi nhìn quét ngang một vòng, sau cùng mạnh rơi vào đang ở vận công chữa thương Trần Phi trên người. Không khỏi sắc mặt mạnh sửng sốt. Sau đó trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Gì, chuôi này súng lục vâng. Lão giả kia mâu quang rơi vào gắt gao đinh ở Trần Phi vai trái xương bả vai trên kỳ môn binh khí súng lục, tựa hồ nghĩ có chút quen mắt. Sư phụ, mà đang nghe thanh âm kia, đang ở vận công chữa thương Trần Phi vô ý thức mở mắt, phát hiện lại là sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên lại đuổi đến nơi này, chợt sắc mặt có chút xấu hổ. Có chút phẫn nộ, có chút kinh ngạc nói không nên lời nói. Không có biện pháp, Kim Thiềm Nguyệt quả thế nhưng quan hệ đến sư phụ hắn thương, bây giờ lại bị hắn làm hỏng, trong lòng của hắn tự nhiên có dũng khí không nói được biệt khuất cùng xấu hổ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thấy tình cảnh này, Minh Đạo Xuyên nhịn không được trầm giọng nói. Vâng, là như vậy. Mà đang nghe Minh Đạo Xuyên trầm giọng chất vấn, Trần Phi do dự một chút, cuối cùng vẫn cắn răng. Nói ngoại trừ một ít ngoài ý muốn.
Nguyên bản ta đã sắp bắt được linh dược kim thiềm nguyệt quả, có thể sau lại đột nhiên có người từ âm thầm xông ra, tập kích ta, đem linh dược lấy mất. Ngươi nói cái gì? Nghe vậy Minh Đạo Xuyên thanh âm lạnh lẽo, sắc mặt nhất thời kịch biến lên. Có người âm thầm đánh lén ngươi, còn đem bụi cây kia thần kỳ linh dược cho cướp đi. Minh Đạo Xuyên vô ý thức chặt nắm tay trưởng, già nua con ngươi trong nháy mắt xẹt qua một tia cực nộ vẻ cùng với băng lãnh. Căn cứ hắn đổ đệ Trần Phi theo như lời, thần kỳ linh dược tựa hồ là hắn hiện tại tình huống như vậy duy nhất hy vọng, nhưng bây giờ, lại cư nhiên bị người cướp đi. Hơn nữa tên kia còn tránh đang âm thầm đả thương Trần Phi. Là ai làm, hổ báo đường sao? Ngay sau đó hắn thở một hơi thật dài, đè nén tức giận trong lòng cùng sát ý, sắc mặt âm trầm đi tới mình đất trước mặt của hỏi. Ta cũng không biết, nghe vậy Trần Phỉ một bên cắn răng nghiến lợi đáp trả, một vừa đưa tay sẽ chết chết đinh khi hắn cánh tay trái xương bả vai kỳ môn binh khí súng lục hung hăng rút xuống phía dưới, tiên huyết nhất thời bão táp, thế mà hắn lại hoảng như vô sự, khiến trên mặt thần sắc càng phát ra xấu xí cùng biệt khuất lên. Sau đó mở miệng nói bất quá lão gia hỏa kia phải có tiên thiên trung kỳ tu vi. Tiên thiên trung kỳ. Nghe vậy Minh Đạo Xuyên hơi nhíu mày một cái, tại đây hoa hạ cổ vũ giả vòng tròn nội, vô luận là phía nam còn là phương bắc, tiên thiên trung kỳ cường giả đều đủ để xưng là bá chủ cấp bậc tồn tại. Nếu là hắn thời kỳ toàn thịnh còn nghĩ không có vấn đề, không cần để vào mắt, nhưng bây giờ, hắn cũng đã tự thân khó bảo toàn, thực lực thẳng tắp giảm xuống. Hơn nữa loại này tên vậy phía sau đều có không kém địa vị. Thật chẳng lẽ là hổ báo đường đám kia? Trong lòng nghĩ như vậy, Minh Đạo Xuyên mạnh mâu quang một chút tập trung tại nơi bị Trần Phi ném ra rất xa súng lục mặt trên, trầm ngâm suy tư hồi lâu, cũng quan sát hồi lâu, sau cùng thấy hắn con người mạnh âm trầm xuống, lạnh lùng nói khinh người quá đáng. Nghe vậy Trần Phi hơi sững sờ một chút, chợt nhìn về phía mình sư phụ, có chút nghi ngờ nói sư phụ. Lẽ nào ngươi đã biết đánh lén ta là ai? Nếu như ta đoán không lầm nói, chuyện này cùng hổ báo đường những tên kia khẳng định thoát không khỏi liên quan. Minh Đạo Xuyên Minh Bá hai mắt híp lại, đưa tay đem súng lục vận dụng chân khí triệu hồi trong tay, lạnh lùng nói cái này món vũ khí ta từng ở hổ báo đường một. Gọi là Chu Dã lão già kia trong tay gặp qua, thực lực của hắn tuy rằng lơ lỏng bình thường, nhưng nếu là bàn về ẩn nấp, quả thật có khả năng khiến ngươi. Khiến bây giờ ta đều không có biện pháp phát hiện. Chu Dã, mẹ, lại là đám này cặn bã, có phải là bọn hắn hay không thật khi chúng ta hai thầy trò dễ khi dễ? Nghe vậy Trần Phi nặng nề một quyền rơi ở bên cạnh đá nham trên, đập ra một cái hố sâu, tức giận nói. Tự hắn xuất đạo tới nay, hình như tự thật cùng cái này cái gọi là hổ báo đường có kéo không ra liên hệ. Vô luận là ngay từ đầu này cặn bã mạc danh kỳ diệu tìm người ám sát hắn. Hay là sau cả gan làm loạn khi hắn trên địa bàn nháo sự, tiến hành nhân thể thí nghiệm, lại càng về sau ảnh tiên vũ chuyện mà, lại đến bây giờ. Những, này sở hữu mọi chuyện chung vào một chỗ, thật để cho trên mặt hắn không cầm được hiện đầy băng hàn. Mẹ, có phải là thật hay không cho rằng luyện khí lục trọng rất tốt? Xem hắn dễ khi dễ. Rất hiển nhiên giờ này khắc này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trong cơ thể bạo lục ước số, đã có một ít bị kích thích ra tới. Ức chế không được. Lấy hắn trong khung chân chính tính cách, chuyện này, tuyệt không khả năng cứ tính như vậy, mà là sẽ làm những tên kia, này cặn bã, nỗ lực thiên đại đại giới. Trước trở về rồi hãy nói. Mà ở nghe được Trần Phi lời nói này, Minh Đạo Xuyên lại bỗng nhiên trầm mặc một chút, sau đó mặt không thay đổi chậm rãi nói. Không hề bận tâm. Sư phụ, nghe vậy Trần Phi sắc mặt nhất thời đổi, lại bị người sau theo cắt đứt. Được rồi. Ta biết người muốn nói cái gì, thế nhưng, Minh Đạo Xuyên Minh Bá bàn tay chậm rãi cầm, sau đó rồi lại vô lực buông ra, tự ảm nhiên lắc đầu nói nếu là ở ta thời kỳ toàn thịnh, chuyện này ta tất nhượng hắn La Tôn cho ta một câu trả lời hợp lý, ghê gớm ngọc thạch câu phần, nhưng bây giờ, thực lực của ta đã không được như xưa, thậm chí có khả năng liên người bây giờ cũng không bằng. Ta là không có vấn đề, ghê gớm một cái mạng già bất cứ giá nào, có thể ngươi ni. Cùng ta chịu chết. Sư phụ, Trần Phi thanh âm vung lên, chỉ cảm thấy trong lòng càng khó thụ. Bởi vì hắn biết rõ, sư phụ hắn là một rất kiêu ngạo người, nhưng bây giờ, lại cư nhiên nguyện ý vì hắn mà cúi đầu, điều này làm cho trong lòng của hắn thật không tốt thụ, cũng chân thực không có biện pháp đình chỉ trong lòng khẩu khí này. Nghĩ đến đây, hắn lóe lên mâu quang bỗng nhiên rơi vào khuynh ngã trong vũng máu quái vật lớn trên người. Siêu.
chỉ thấy hắn lấy nhanh hơn tốc độ vào tới khổng lồ kia xà hủy thân thể phía trước, lòng bàn tay phốc thử ngưng ra một thanh hừng hực thiêu đốt viêm kiếm, hướng về huyết nhục chém liền xuống phía dưới, nhất thời tanh hôi tiên huyết thụ đè ép phun ra, lâm ở trên người hắn, nhường hắn cực kỳ chật vật, có thể hắn vẫn cắn răng chịu đựng. Thật giống như đang tìm vật gì vậy? Ngươi đang làm gì? Thấy tình cảnh này Minh Đạo Xuyên thần sắc mạnh trầm xuống, nhịn không được cau mày hỏi. Xà đảm, ta đang tìm trong cơ thể hắn xà đảm. Nghe vậy Trần Phi một lần giải thích, một bên hành động, nói đồ chơi này đều nhanh thành tinh. Vì vậy nó xà đảm mới có thể hiểu rõ rắn độc, gì, vân vân chờ đã, đây là. Có thể nhưng vào lúc này sắc mặt hắn lại đột nhiên đổi đổi, ngay sau đó con ngươi liền tuôn ra lau một cái nồng nặc cùng khó có thể tin kinh hỉ. Nó, trong cơ thể nó lại có yêu đan. Nhìn huyết nhục trong kỳ mờ mịt quả đấm lớn nhỏ quả cầu thịt vật, Trần Phi có chút khó có thể tin dù gì nói. Yêu đan, cái gì là yêu đan? Nghe thế loại xưng hô, Minh Đạo Xuyên có chút cau mày nói. Ở một ít đã thành tinh cường đại yêu thú trong cơ thể, sau đó thiên ngưng tụ ra lực lượng nguồn suối. Loại vật này đang luyện khí sĩ trong miệng được xưng là yêu đan, bất quá, vậy tối thiểu cũng muốn nhị cấp yêu thú, mới có thể ở trong người ngưng tụ ra loại vật này, có thể nó. Yêu thú, là chỉ này vượt qua đồng loại phạm vi sinh vật biến dị sao? Nhị cấp yêu thú vậy là cái gì? Minh Đạo Xuyên lại lần nữa đặt câu hỏi. Không sai. Trần Phi gật đầu, nói nhất cấp yêu thú chính là, nói như thế nào đây? Yêu thú đẳng cấp từ thấp đến cao chia làm 1, 2, 3, 4 vân vân chờ đã. Giống như con này đại xà, ứng với coi là nhất cấp yêu thú đi. Nhị cấp yêu thú nói, mới có thể sánh ngang tiên thiên đại tông sư. Có thể sánh ngang tiên thiên đại tông sư, có thể nghe nói Minh Đạo Xuyên lại thiếu chút nữa không thoáng cái nhảy dựng lên, vẻ mặt sợ hãi. Tiên thiên đại tông sư đó là cái gì khái niệm, coi như là khi hắn đỉnh thời kỳ cũng xa xa chạm đến không được cái loại này cao độ, thậm chí ngay cả cái này cổ vũ trong vòng đều khó khăn lấy tìm ra mấy cái, dù thế nào tuyệt đối là cái loại này ngũ nhạc đỉnh tồn tại, nhưng bây giờ hắn đổ đệ lại còn nói chính là một cái gì nhị cấp yêu thú, là có thể cùng đánh đồng. Cái này. Ừ, vì vậy yêu đan mới chân quý dị thường, ta cũng không nghĩ tới tên này trong cơ thể cư nhiên có thể sớm ngưng tụ ra loại vật này, có lẽ là bởi vì bụi cây kia kim thiềm nguyệt quả đi. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, tái ông mất ngựa yên chi phi phúc. Có thứ này, sư phụ bên trong cơ thể ngươi độc kia đem giải quyết dễ dàng, đối với ngươi lại không tạo thành uy hát yêu ta gì. Trần Phi đem yêu đan lấy ra ngoài, đưa tới Minh Đạo Xuyên trước mặt, hưng phấn nói sư phụ. Đem thứ này ăn đi. Ăn đi, Minh Đạo Xuyên nhìn Trần Phi trong tay tiên huyết nhễ nhại yêu đan, có chút sắc mặt cổ quái nói. Tuy nói hắn tuổi như vậy đã sớm qua cái loại này cả kinh thời kỳ, nhưng vấn đề là. Bất quá ngay sau đó Minh Đạo Xuyên vẫn lắc đầu một cái, từ Trần Phi trong tay tiếp nhận yêu đan mặt không thay đổi ăn. Nhất thời ánh mắt của hắn liền có một ít lớn lên, bởi vì hắn cảm giác được, có một mãnh liệt lực lượng nhất thời trào vào trong cơ thể hắn. Điều này làm cho hắn cả người đều có chút cảm giác như là ở thiêu cháy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 39.